Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Holic Audio. Nếu các bạn muốn kênh làm về bộ truyện hoặc sách nào, vui lòng để lại bình luận bên dưới nhé. Mời các bạn theo dõi câu chuyện Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền. Tác giả Triệu Hi Chi. Thể loại: nữ giả nam, điền văn quan trường. Chương 73, nữ triều phục. Thẩm Anh lười nhác xoay người đi, có ý như muốn ngủ tiếp, nàng sợ gì chứ? Ngượng à. Mạnh Cảnh Xuân lôi hắn dậy, đừng ngủ nữa, muộn rồi. Hôm nay là ngày nghỉ, không đi. Thẩm Anh kéo chăn lên, chùm lại. Tiếng động trong phòng bên cạnh vẫn còn tiếp tục. Mạnh Cảnh Xuân đỏ bừng mặt, cúi người nghịch tóc Thẩm Anh, cơ thể đã sát vào gần hắn. Thẩm Anh đè tay nàng lại, giọng nói khàn khàn, sáng sớm đừng trêu chọc ta. Nếu vội đến nha môn thì nàng đi ăn sáng trước đi, ta muốn ngủ thêm một lát. Mạnh Cảnh Xuân khẽ đạp hắn một cái rồi lấy tay nhéo mặt hắn. Lần nào tướng gia cũng từ dịp thiếp phải đến nha môn mới nghỉ, không thể chuyển sang cùng một ngày à? Thẩm Anh lại đè tay kia của nàng lại, ngoan, hôm nay sẽ bảo đầu bếp nấu mấy món ngon, giữa trưa đem qua cho nàng. Đừng ăn lương khô mãi thế. Mạnh Cảnh Xuân cúi đầu gặm hắn, trong miệng lẩm bẩm, không biết đang nói gì. Thẩm Anh dương mắt khẽ nhéo cầm nàng, không nỡ đi à? Mạnh Cảnh Xuân bỗng gật đầu, Thẩm Anh hơi ngẩng đầu. Hôn nàng một cái, muốn luôn luôn ở cùng với ta sao? Thích đến mức không thể bỏ, không thể chia xa, không phải ta không được. Mạnh Cảnh Xuân gật đầu lần nữa, nhưng lý trí lại nói cho nàng là phải đứng dậy. Nàng vùi đầu xuống, hít sâu một hơi, hạ quyết tâm bò dậy, sau này tướng gia đừng như thế nữa, thiếp sẽ không nỡ đi. Nàng vội vàng bò xuống giường, đứng bên giường, trái một cái phải một cái mặc quần áo. Thẩm Anh nghiêng người nhìn nàng, lúc nàng khoác bộ quan bào rộng thùng thình lên người, lại bất chợt thốt ra, theo ta được biết, lễ bộ đã phụng mệnh bắt đầu âm thầm gấp gáp may nữ triều phục. Mạnh Cảnh Xuân nghe vậy, sững sốt, tay đang cột dây thắt lưng cũng hơi ngừng lại, suy nghĩ một lúc rồi mới nói, có liên quan đến Đồng đại nhân sao? Không hoàn toàn là vì nàng ấy, giọng Thẩm Anh nhàn nhạt, cứ như chuyện mình đang nói không phải là chuyện ghê gớm gì. Nhưng mà vội vã may nữ triều phục, chắc cũng không đến mức chỉ để mang ra trang trí ở nơi nào đó. Hiện giờ còn chưa có ý gì là muốn thi hành chế độ cho nữ đi học, sao lại có thể đột ngột nói đến chuyện nữ làm quan chứ? Nàng khẽ hít một hơi, xoay người chào tạm biệt Thẩm Anh rồi cúi đầu ra ngoài. Bên ngoài đang mưa, cơn mưa cũng không nhỏ, thậm chí còn có xu hướng to hơn. Nàng đến phòng ăn điểm tâm, vốn đã định đi, kết quả lại đúng lúc thấy Thẩm Thời Linh cùng Nghiêm Học Trung đi tới, mặt nóng lên. Vội vàng cúi đầu, chào trưởng tỷ, chào tỷ phu. Sắc mặt Thẩm Thời Linh rất tốt, liếc nhìn nàng, cười nói, đi sớm như vậy à? Mạnh Cảnh Xuân gật đầu. Thẩm Thời Linh lại nói, lát nữa ta cũng phải ra ngoài, có thể xe ngựa trong phủ không đủ dùng, không bằng muội chờ một chút, đi cùng với Học Trung đi. Sao mà Mạnh Cảnh Xuân dám đi cùng với Nghiêm Học Trung cơ chứ? Nàng bị dọa đến mức vội vàng xua tay, không cần. Muội tự nghĩ cách là được. Thẩm Thời Linh không cản nàng liền vội vàng chạy về phòng khách, tìm áo tơi mặc vào, bung dù rồi lập tức đi đến nha môn. May mà gió không lớn, dù lại to, trên người không bị mưa thấm ướt. Chỉ tội cho đôi giày, bị nước đọng làm cho ướt đẫm. Nàng sợ bị nhiễm lạnh, vừa đến nha môn liền ngồi xuống cởi ra giày vớ đã sũng nước, trải giấy ra đất rồi đặt chân trần lên trên tờ giấy kia, sau đó bắt đầu cúi đầu viết hồ sơ vụ án. Do trời lạnh nên đôi giày kia phơi dưới bàn rất lâu mà cũng vẫn ẩm ướt. Mạnh Cảnh Xuân xoa bụng, tính thấy canh giờ cũng sắp tới rồi, vậy mà vẫn chưa thấy người trong phủ đến đưa cơm. Nàng cúi đầu lục lọi trong cái hộp nhỏ dưới bàn, đang định tìm một ít điểm tâm để ăn, Từ Chính Đạt lại từ từ đi đến cửa, chỉ mấy người trong phòng, nói, Nghiêm đại nhân có chuyện muốn nói, mấy người các ngươi ra đằng sau một chuyến đi. Mạnh Cảnh Xuân nghe vậy, vội vàng mang giày vào. Từ Chính Đạt lại liếc nàng, ngươi không cần đi. Cái này. Đồng liêu lục tục đứng dậy đi ra đằng sau, chỉ trừ lại một mình Mạnh Cảnh Xuân ngồi ngốc trong phòng. Một luồng gió thổi vào, Mạnh Cảnh Xuân không khỏi hắt hơi một cái. Nàng vừa ngẩng đầu đã thấy Thẩm Anh xách một cái bọc lớn đi tới, còn nhân tiện đóng chặt cửa lại. Hắn vậy mà lại trắng trợn mang cơm tới cho nàng, rõ thật là. Đáng lẽ Mạnh Cảnh Xuân phải đứng dậy. Nhưng nàng lại chưa mang giày, nên chỉ ngơ ngác ngồi đó. Thẩm Anh chuyển chồng hồ sơ trên bàn của nàng sang một bên, từ trong bọc lấy ra hộp thức ăn, để xuống bàn rồi nhàn nhạt nói, thừa dịp còn nóng ăn đi. Hắn kéo ghế qua ngồi xuống, ung dung nhìn nàng ăn. Mạnh Cảnh Xuân sợ mấy đồng liêu đột nhiên quay lại, mở hộp thức ăn, lập tức vùi đầu liều mạng ăn. Thẩm Anh lườm nàng một cái, đừng gấp, trong vòng nửa canh giờ nữa không có ai tới đâu. Hắn còn dặn dò Nghiêm Học Trung luôn rồi, cần gì phải thế nha. Bữa cơm này Mạnh Cảnh Xuân ăn mà thật sự thấp thỏm, vội vàng và cơm xong, đậy hộp thức ăn lại, lập tức nói, tướng ra mau đi đi, có chuyện gì thì đợi tối về rồi nói. Thẩm Anh vẫn cứ ngồi đó, như quản gia nói sáng nay nàng che dù ra ngoài, quần áo có bị mưa ướt không? Mạnh Cảnh Xuân vội vàng lắc đầu. Thẩm Anh nhìn nàng chòng chọc, giày thì sao? Mắt Mạnh Cảnh Xuân đảo tròn, nói, cũng tạm tạm, hơi ướt một chút. Trước bàn của nàng có tấm chắn, cho nên không thấy được chân nàng. Thẩm Anh đứng lên, đi vòng ra đằng sau lưng nàng, thấy nàng để chân trần dẫm trên mặt đất, hắn không biết phải nói gì với nàng nữa. Hắn lại đi ra đằng trước, từ trong bao lấy ra một đôi vớ sạch cùng một đôi giày mới, đưa cho nàng, đừng vì ngại ngùng mà tự đi một mình. Chiều nay về chung với Nghiêm Học Trung đi, hôm nay gặp mưa nhiễm lạnh, dễ bị bệnh lắm. Hắn hơi ngừng lại một chút, chính sự đường có vài chuyện, ta phải lập tức qua đó một chuyến, e là đêm nay không về đúng giờ được. Nhớ đi ngủ sớm một chút, biết chưa? Mạnh Cảnh Xuân nhận đồ, không nói tiếng nào, chỉ khẽ gật đầu. Thẩm Anh duỗi tay qua, nhẹ nhàng vân về tay trái của nàng, lại rời lên sờ sờ đầu nàng, đống hồ sơ này không viết xong hết thì thôi, đừng liều mạng quá. Ta đi đây. Mạnh Cảnh Xuân còn chưa mang xong giày vớ, chưa kịp đứng lên tiễn hắn, Thẩm Anh đã cầm hộp thức ăn đi ra ngoài. Cửa bị đóng lại lần nữa, Mạnh Cảnh Xuân chợt cảm thấy chua xót trong lòng. Hồi trước thấy không sao cả, bây giờ thì càng lúc càng không thể chịu được chuyện hắn khổ cực như vậy, nhưng lại không thể giúp gì được cho hắn. Nàng khụt khịt mũi, bắt tay vào viết hồ sơ vụ án lần nữa, thấm thoát đã đến hoàng hôn. Nghiêm Học Trung tới gọi nàng cùng về, nàng leo lên xe ngựa cũng không nói chuyện với hắn. Qua một lúc rất lâu, Nghiêm Học Trung mới nói, nghe nói hồi trước ngươi nhận một ông cậu nuôi. Cậu, Tông Đình sao? Mạnh Cảnh Xuân lúng túng đáp lại, cứ xem là thế đi. Hình như vị Tông đại nhân kia về kinh, lễ bộ thượng thư về hưu, Tông đại nhân lấp vào chỗ đó. Chuyện từ bao giờ vậy? Nghiêm Học Trung nghiêng đầu liếc nhìn nàng một cái, về được một thời gian rồi, tiếp nhận chức vụ cũng đã là chuyện của hôm qua. Ngươi chưa đi gặp ông cậu này sao? Suy cho cùng Mạnh Cảnh Xuân với Tông Đình cũng chỉ có duyên gặp vài lần, chưa thể gọi là quen thuộc. Khi đó Tông Đình đơn phương tình nguyện muốn làm cậu, nàng cũng không tỏ rõ thái độ. Mạnh Cảnh Xuân nói, sao tự dưng tỷ phu lại nhắc tới chuyện này? Hỏi chơi một chút thôi. Mạnh Cảnh Xuân thầm nghĩ, với tính tình của Nghiêm Học Trung, sao có thể chỉ hỏi chơi một chút chứ? Tông Đình nhậm chức lễ bộ thượng thư, về kinh lần nữa, hiển nhiên là có lý do. Bây giờ triều đình đang trong giai đoạn chuyển giao, lão thần đua nhau về hưu thoái ẩn, nhìn lại thì hiện tại chính là thiên hạ của tân thần. Nàng chợt nhớ tới chuyện sáng nay Thẩm Anh nói với nàng, lễ bộ đang bí mật may nữ triều phục. Nếu Tông Đình nhậm chức lễ bộ thượng thư, hiển nhiên là cũng phải biết chuyện này. Chẳng lẽ trong triều thực sự sắp có thay đổi to lớn gì sao? Dự đoán này của Mạnh Cảnh Xuân không sai, chỉ ngắn ngủi 3 ngày sau, Trần Uẩn về hưu, ghế tả tướng từ nay bỏ trống. Khi mọi người trong triều đều cho rằng Thẩm Anh sẽ bò lên trên thêm một bậc, một chiếu thư bổ nhiệm lại được truyền ra. Phong trọng thần đất sở Đồng Tiêu Dật làm đương triều tả tướng. Mấy người này không biết Đồng Tiêu Dật đã vào kinh, đối mặt với việc bổ nhiệm thình lình này, thực sự là cảm thấy không có lý lẽ. Huống chi lúc tuyên đọc chiếu thư bổ nhiệm này, thằng nhãi Đồng Tiêu Dật kia lại không ở đó, thói đời bây giờ thật đúng là cực kỳ vớ vẩn. Việc bổ nhiệm này bị một đám lão thất phu phỉ báng, nào là không hiểu quy củ, nào là không theo lễ chế, nhưng lại chỉ có thể nói thầm sau lưng, không có ai dám thật sự đứng ra phản đối. Lúc trước thủ đoạn đả kích của Tân Hoàng đối với dư đảng thái tử thật sự quá mức hung tàn, dọa cho một đám lão thần phải thu liễm không biết bao nhiêu. Hôm sau chắc Đồng Tiêu Dật sẽ phải xuất hiện trong triều chứ. Kết quả là ngoại trừ đám triều thần tề tựu đông đủ, thì vẫn không thấy bóng dáng tân thừa tướng đâu. Vị trí cùng hàng với Thẩm Anh trống không, mà cũng không nhìn ra sắc mặt của Tân Hoàng có biểu hiện gì là không hài lòng. Sau khi hạch tội theo thường lệ, hình như không còn chuyện gì nữa, quần thần liền đứng đợi hạ triều. Triệu Công Công trên điện thấy thế thở dài, Đang định tuyên bãi chiều thì cửa điện mở ra lần nữa, Đồng Tiêu Dật ung dung bình tĩnh bước vào. Nàng đi thẳng đến trước ghế rồng, đứng bên cạnh Thẩm Anh, quỳ xuống hành lễ. Thần, Đồng Tiêu Dật tham kiến bệ hạ. Trong điện lập tức ồn ào, rất nhiều người đã kinh ngạc đến mức sắp rơi cả mắt. Điều khiến đám triều thần kinh ngạc không phải là Đồng Tiêu Dật không coi ai ra gì, làm việc không theo lễ chế như vậy, mà chính là vì bộ quần áo nàng mặc trên người, một bộ nữ triều phục chưa ai thấy bao giờ. Triều phục bình thường rất rộng, nhưng cái này lại thắt đúng ngay chỗ eo, lại thêm Đồng Tiêu Dật không bó ngực, dáng người đặc biệt cao ngất, vừa nhìn đã biết nàng là nữ nhân. Tân Hoàng bình tĩnh nói, ái khanh bình thân. Đồng Tiêu Dật thong thả đứng lên, lấy một quyền tấu Trương ra từ trong tay áo, thần có chuyện muốn tâu. Triệu Công Công lập tức đi xuống nhận lấy cuốn tấu Trương, trình lên cho Tân Hoàng. Tân Hoàng vừa mới mở tấu Trương ra, Đồng Tiêu Dật liền nói, bệ hạ thi hành chế độ cho nữ đi học ở sở đã lâu, bây giờ nữ nhân đất sở có thể ra ngoài buôn bán cũng có thể ở trong nhà dạy dỗ con cái, nói năng bàn luận kiến thức đã được khai hóa hơn nhiều so với hơn 10 năm trước. Có thể thấy được, phụ nhân bắt đầu đi học, dân phong cũng được khai hóa. Đất sở nghèo đói nhiều năm, bây giờ dân chúng phồn thịnh yên ổn, trong đó không thiếu công lao của chế độ cho nữ đi học. Thần dâng tấu chương xin soạn thảo điều lệ nữ học, tạm thời đưa nữ học vào chế độc giáo dục của Thái học viện, bắt đầu từ kinh thành, sau đó theo thứ tự mở rộng ra các địa phương. Nàng vừa dứt lời, tiếng xì xào bên dưới càng to hơn. Đồng Tiêu Dật là nữ nhân, nàng vậy mà lại là nữ nhân. Một nữ nhân vào triều làm quan nhiều năm, dối trên lừa dưới, mà bây giờ lại còn lộ liễu trắng trợn mặc nữ trang vào triều, tấu xin cả nước thi hành nữ học. Quả thực là đại nghịch bất đạo. Lúc này một lão thần trong Xu phủ đã không thể nhịn được nữa, bước ra khỏi hàng, quỳ xuống nói, bệ hạ, Đồng Tiêu Dật là nữ nhân, sao có thể làm tướng của một nước. Dối trên lừa dưới như vậy, bệ hạ không thể không chỉ tội. Trên điện đột nhiên an tĩnh lại. Tân Hoàng chậm rãi mở miệng, chị nàng tội gì? Lão thần kia sững sờ trong một chốc, cúi rạp người xuống, nói tội khi quân. Khi quân, tia sắc nhọn luôn thu liễm trong mắt Tân Hoàng không bị che giấu nữa, giọng nói vẫn cực kỳ bình tĩnh, nhưng lại khiến chúng thần bên dưới không dám thở mạnh. Chấm với Đồng Ái Khanh là bạn học cùng trường từ thời niên thiếu, đương nhiên biết thân phận nữ nhân của nàng. Đồng Tiêu Dật vào triều làm quan là chủ ý của chấm, chấm tiếp tài yêu tài, bây giờ ngươi lại muốn chấm trị nàng tội khi quân, đây là đạo lý gì? Quần thần đều hít vào một hơi khí lạnh, sắc mặt Đồng Tiêu Dật vẫn không thay đổi, đứng dưới ghế rồng, dáng người vẫn kiên cường như cũ. Thẩm Anh bước một chân ra đằng trước, nói thần, tán thành Đồng tướng. Chương 74, sốt ruột cầu con. Thẩm Anh vừa tán thành, ngay sau đó trong điện lại có ngự sử đại phu bước ra khỏi hàng tán thành, tiếp theo vài vị quan trong lục bộ cũng lần lượt kéo nhau đứng ra biểu thị tán thành. Trong số đó có một nửa là người hiểu biết, nửa còn lại chẳng qua chỉ là lắc lư theo gió nhưng biết nhìn tình thế, vì vậy mọi việc cũng dễ thương lượng. Tân Hoàng nói, Tông Ái Khanh. Tông Đình bước ra khỏi hàng nói, thần ở đây. Tân Hoàng khép cuốn tấu chương trong tay lại, giọng nói nhàn nhạt, cứ làm theo ý của Đồng đại nhân, soạn thảo điều lệ nữ học, đưa vào chương trình giảng dạy trong Thái học viện ở kinh thành, mau chóng thi hành đi. Tông Đình phụng mệnh đáp ứng, vẻ mặt hờ hững. Tân Hoàng vội vàng phán quyết như thế, triều thần liên can đều nghẹn họng nhìn chân chối. Lúc này đã có người hô to bệ hạ thánh minh, tiếng phụ hỏa không dứt bên tai, Tân Hoàng cũng đã đứng lên, không còn chuyện gì thì bãi triều đi. Triệu Công Công bấy giờ mới cao giọng tuyên, bãi triều. Sau khi quần thần cung tống Tân Hoàng rời khỏi, lại quay sang ngơ ngác nhìn nhau, sau đó ngó ngó Đồng Tiêu Dật vẫn quỳ dưới ghế rồng rồi nhao nhao đi ra ngoài. Ra đến ngoài điện, bọn họ mới dám nhỏ to bàn luận. Tân Hoàng cường thế, không thể so được với tiên đế có thiên tính rộng lượng nghĩ trước lo sau, xem ra cuộc sống sau này không thể yên ả rồi. Đồng Tiêu Dật đi cùng với Thẩm Anh ra đến cửa điện. Thẩm Anh lại nói, sao lại nhắc đến chuyện này sớm như vậy? Thật sự là hơi bất ngờ. Đồng Tiêu Dật hí mắt nhìn ánh nắng trên đỉnh đầu, cổ hơi đau nhức, cười nhạt, nhưng biểu hiện vừa rồi của ngươi lại có vẻ như là đã biết trước rồi. Thẩm Anh tự giễu, không làm thế thì còn thế nào được nữa? Chẳng lẽ để ngươi nhạt nhẽo độc diễn một mình sao? Hắn khẽ thở dài, thật sự không ngờ lại gấp rút đến thế, thấy hơi nhanh. Nhanh một chút không tốt à? Đồng Tiêu Dật liếc nhìn hắn một cái, tuổi ngươi không còn nhỏ nữa, mẫu thân ngươi cùng Thẩm Thời Linh luôn hy vọng Thẩm gia có con cháu, nhưng vị tiểu kiều thê nhà ngươi bây giờ lại đang chui rúc trong đại lý tự, đừng nói mang thai sinh con, ngay cả cuộc sống của mình cũng phải lo lắng đề phòng. Huống chi, ngươi đợi được, nhưng nàng ấy thì chưa hẳn. Nàng bất chợt than nhẹ một tiếng, nữ tử rất dễ già, thời điểm tốt nhất cũng chỉ trong vòng vài năm này thôi. Thẩm Anh trầm mặc, đi ra ngoài cùng với nàng. Triều phục của nàng có màu đỏ đậm, tuy không chói mắt nhưng lại mơ hồ có cảm giác áp bách. Nàng với Tân Hoàng là cùng một loại người, lại hấp dẫn nhau đến mức khó bỏ khó rời. Đi thêm một đoạn, đến lúc sắp chào tạm biệt, Thẩm Anh mới nói, nhưng nếu cứ như thế này, trong triều chỉ biết ngươi được sủng, thậm chí cho rằng ngươi kiêu căng càn quấy không ai bì nổi, không sợ à? Nói không chừng lại có ngay một lời đồn đãi bảo là Đồng Tiêu Dật dùng lời nói mê hoặc hoàng thượng, mà trong triều lòng người hiểm ác, có ai đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Nàng chẳng qua cũng chỉ là một nữ nhân, bây giờ lại còn cô độc, ngay cả một kẻ tùy tùng cũng không có, thực sự rất khó đề phòng. Chuyện hôm nay sẽ đẩy Đồng Tiêu Dật lên trên đầu sóng ngọn gió, chỉ trong khoảnh khắc đã trở thành đối tượng bị mọi người chỉ trích. Đồng Tiêu Dật lại thấy rất nhạt nhẽo, năm đó ta không để ý hậu quả, kiểu gì cũng nhất định phải ra làm quan. Một người đã có gan đi ngược lại với chế độ cũ, vậy cũng nên có gan gánh vác hậu quả. Chẳng hạn như vị kiều thê nhà ngươi, ta nghĩ nàng ấy cũng từng nghĩ đến kết cục sau khi bị vạch trần, mà lúc đó tất nhiên cũng không đếm xỉa gì đến loại chuyện sống chết này. Hơn 10 năm nay, ta đã sống đúng với ý nghĩ của mình, cho dù bây giờ có bị thương vì chúng tên bắn lén, cũng không có gì là ghê gớm cả. Huống chi chuyện này cũng không phải bệ hạ đẩy ta đi làm, mà là quyết định của ta, hắn cũng không có lý do gì để phản đối. Thay vì bó tay bó chân khiến chuyện không đạt thành, không bằng đi cược một lần, hiền chất nghĩ sao? Cuối cùng còn không quên lây dính một chút hào quang của Thẩm Anh ở ngoài miệng, nàng nói xong, cười nhạt, giả nam ngần ấy năm, ta cũng đã mệt rồi. Không biết có phải đã lớn tuổi rồi hay không, bây giờ càng lúc càng muốn quay về dáng vẻ như trước kia. Đôi khi ta nghĩ, có thể an tâm giúp chồng dạy con cũng là một chuyện may mắn trong đời người. Bây giờ đụng phải cảnh đầu rơi máu chảy chỉ vì giành lấy một chút vinh quang trong phút chốc, thật ra cũng không phải là điều gì thú vị. Thẩm Anh kiên nhẫn nghe nàng nói xong, cuối cùng chỉ đáp lại, chẳng qua là cầu không được mà thôi. Đồng Tiêu Dật nghe vậy, không trả lời hắn nữa. Lúc còn sống, một khi con người phải đối mặt với lựa chọn, hiển nhiên cũng phải đối mặt với khả năng mất đi thứ còn lại. Lựa chọn chỉ có một, nếu muốn bao hết mọi mặt, hiển nhiên phải trả một cái giá càng lớn hơn, mà cái giá này không phải ai cũng có thể gánh được, cho dù có thể gánh, cũng chưa chắc đã có thể chu toàn tốt mọi mặt. Một câu cầu không được, vừa vặn đâm vào trong lòng Đồng Tiêu Dật. Thẩm Anh không nhiều lời với nàng nữa, vái chào nàng một cái rồi ung dung bước ra ngoài cửa cung. Khi Mạnh Cảnh Xuân biết được chuyện này đã là buổi chiều, Từ Chính Đạt ước chừng thật sự nhịn không nổi, thầm thì to nhỏ với Thôi thừa đại nhân, lúc này mới biến thành tất cả mọi người trong đại lý tự đều biết. Nàng biết chuyện may gấp nữ triều phục, cho nên cũng không có gì bất ngờ, chỉ là cũng giống với Thẩm Anh, nàng cảm thấy chuyện này tới quá đột ngột, không khỏi lo lắng cho Đồng Tiêu Dật. Công việc trên tay cũng sắp làm xong, nàng muốn thừa dịp sắc trời còn sớm, đi một chuyến đến quan xá tìm Đồng Tiêu Dật, nhưng lại bị Nghiêm Học Trung liếc mắt nhìn thấu. Nghiêm Học Trung nói, về nhà sớm đi, đừng đi quấy rầy người kia. Cũng đúng, nếu gặp Đồng Tiêu Dật, nàng cũng không biết nên nói gì. Trên đường về nhà, Nghiêm Học Trung thoáng nhắc nhở nàng, sợ là Đồng Tiêu Dật ao ước được giống như ngươi còn không kịp, gặp ngươi có thể nàng còn một ngạt hơn. Câu này khiến Mạnh Cảnh Xuân càng hổ thẹn hơn. Trong ván cờ này, từ đầu đến cuối nàng đều bị động, chả làm được chuyện gì. Chuyện của Đồng Tiêu Dật, đứng trên lập trường của Mạnh Cảnh Xuân mà xét, quả đúng là nhiều lời vô ích. Nếu lập tức đường đột tới tìm nàng ấy, cho dù không phải là được tiện nghi mà còn khoe mẽ, nhưng cũng sẽ khiến cho Đồng Tiêu Dật cảm thấy không được thoải mái. Nghiêm Học Trung lại nói, cho nên đừng cho rằng người đó rộng lượng, thật ra lòng dạ nàng ấy cũng rất hẹp hòi, luôn luôn tính toán chi ly. Ở bên ngoài có thể bày ra thái độ khoan dung, nhưng trong lòng có khi đã ghen tị gần chết. Vẻ phóng khoáng kia chỉ là mặt nạ ngụy trang sao? Mạnh Cảnh Xuân quen biết nàng ấy không lâu, càng không cần nói tới hiểu rõ. Trong mắt nàng, vị cô trên danh nghĩa này là một truyền kỳ, chỉ có thể tôn sùng kính trọng, tốt nhất vẫn đừng nên trở thành đề tài câu chuyện để mọi người tùy ý nhắc tới thì hơn. Nàng biết điều ngậm miệng, Nghiêm Học Trung cũng không nhiều lời, tận đến khi về phủ cũng không nói thêm một câu nào. Hôm nay Thẩm Thời Linh về phủ sớm, đầu bếp bận rộn chuẩn bị một bàn thức ăn đầy ú ụ, cực kỳ thịnh soạn. Mạnh Cảnh Xuân đã sớm đói meo râu, nhìn một bàn đầy thức ăn mà choáng váng. Nàng ngồi xuống nuốt nước bọt, nhưng lại ngại không dám ăn, vất vả lắm mới đợi được Thẩm Anh về phủ, Thẩm Thời Linh bấy giờ mới nói ăn thôi. Thẩm Anh nhìn lướt qua, cau mày nói, sao lại nhiều đồ bổ như vậy? Thẩm Thời Linh nhíu mày nhìn hắn, đầy mặt đều là, ngươi còn không biết ngượng mà đi chất vấn, chẳng lẽ ngươi còn không hiểu sao? Nghiêm Học Trung ngồi bên cạnh lại cực kỳ hờ hững giải thích, lập thu. Có bữa ăn lập thu nào như vậy sao? Bữa ăn lập thu nhà các ngươi sẽ đem Lộc Tiên đi trương canh, Cầu Kỳ nấu cật heo à? Thẩm Anh khó chịu chọn đồ chay để ăn, Mạnh Cảnh Xuân cực kỳ thức thời múc vài miếng măng xào trứng cho hắn. Thẩm Đại Duyệt ngồi bên cạnh nàng, cũng rất biết điều gắp đồ ăn cho Mạnh Cảnh Xuân, ngọt ngào cười. Thẩm Thời Linh ăn xong, mở miệng nói, bình thường tiểu Mạnh ở đại lý tự không được ăn uống đầy đủ, về nhà đương nhiên không thể chịu thiệt thòi, cần bổ phải bổ. Nàng nói xong liền duỗi tay qua, nắm tay trái của Mạnh Cảnh Xuân, thời tiết bây giờ cũng chưa đến nỗi nào mà tay đã lạnh đến thế, phải bồi bổ khí huyết mới được. Mạnh Cảnh Xuân liều mạng gật đầu, Thẩm Thời Linh mới buông tay nàng ra, lại nhìn Thẩm Anh, đừng có suốt ngày thức đêm ở nha môn nữa, có chuyện gì không thể giải quyết dứt điểm vào ban ngày à? Đã lớn tuổi mà còn phải chịu đựng như vậy, một ngày nào đó kiểu gì cũng sẽ bị ốm cho mà xem. Thẩm Anh còn đang ăn cơm, biết nàng có ý tốt, nhưng lại cảm thấy hơi phiền, cuối cùng đặt chén đũa xuống nói, Thẩm Thời Linh, ngươi có thể đừng nói gần nói xa như vậy nữa được không? Ý hắn là muốn nàng đừng nói nữa, Thẩm Thời Linh lại trả lời, lúc bàn chuyện làm ăn, mọi người không thích vạch trần mọi chuyện. Nói huỵch tuệt ra sẽ không còn gì thú vị. Nàng lại nói, không phải các ngươi làm quan cũng giống thế sao? Đạo lý này ngươi phải hiểu rõ hơn ta chứ. Đương nhiên Thẩm Anh biết nàng muốn nói gì, lập tức mở miệng, ngươi đừng nói nữa. Thẩm Thời Linh thong dong uống một ngụm trà, có thể, nhưng buổi tối các ngươi nỗ lực như vậy, ta muốn biết khi nào các ngươi mới có thể. Mạnh Cảnh Xuân thoáng chốc ngẩng đầu, Thẩm Đại Duyệt cũng mang vẻ mặt hiếu kỳ nhìn nàng. Thẩm Anh lập tức duỗi tay qua bịt tai Mạnh Cảnh Xuân lại, nhìn thoáng qua Đại Duyệt, ra hiệu là có tiểu cô nương ở đây, Thẩm Thời Linh không nên nói lung tung, dừng ở đây. Thẩm Thời Linh thấy thế thì ôm bụng cười như điên, Thẩm Anh làm vậy là xem Mạnh Cảnh Xuân như kẻ ngốc à. Tên đần này, có bịt tai cũng vô dụng thôi. Nhưng rốt cuộc nàng vẫn còn bận tâm đến Thẩm Đại Duyệt chưa xuất giá, nên cũng không tiếp tục đề tài này nữa. Thẩm Anh nhìn nàng, chỉ thấy Thẩm Thời Linh chậm gì lấy một lá bùa từ trong tay áo ra, thả lên bàn. Tai Mạnh Cảnh Xuân vẫn bị Thẩm Anh bịt lại, tuy nghe thấy tiếng nhưng không quá rõ ràng, nhưng đến khi nàng nhìn thấy lá bùa trên bàn, bỗng nhiên nghĩ đến lá bùa mà mình cầu cho Thẩm Anh năm ngoái, sao nhìn hình dáng lại giống dữ vậy. Thẩm Thời Linh nói, nghe nói xin xăm cầu bùa ở Viên Giác Tự rất là linh nghiệm, bùa con cái lại càng linh nghiệm. Ta cân nhắc không bằng đi thử xem một chút, lại không ngờ đến, nàng mở túi, lấy lá bùa ra, cho Thẩm Anh nhìn một cái có phải rất quen không? Ngoài ngày sinh tháng đẻ không giống, có phải là y hệt như lá bùa mà ngươi làm rớt lúc trước không? Khoảng cuối tháng trước thì Thẩm Anh làm rơi mất lá bùa này, hắn cũng không dám khai thật với Mạnh Cảnh Xuân, loay hoay tìm nửa ngày trong phủ mà cũng không tìm được. Hắn đã suy nghĩ xem nên thành thật khai báo với Mạnh Cảnh Xuân thế nào rồi, không ngờ Thẩm Thời Linh lại thong thả lấy từ trong tay áo ra một lá bùa khác. Không khéo, bị ta nhặt được. Nàng chưa ngẩng đầu, cầm lá bùa kia trong tay, hơi cau mày lại nói thầm, ta buồn bực, bùa này cầu từ năm ngoái, nếu cầu bình an gì đó thì cũng thôi, nhưng lá bùa này nhìn thế nào cũng giống bùa cầu con, ngay cả Pháp Sư Viên Giác Tự cũng nói vậy. Nàng khom người, nhìn chòng chọc Thẩm Anh nói, năm ngoái ngay cả kết hôn còn chưa đạt thành mà ngươi đã muốn cầu con. Ngươi muốn có con cỡ nào vậy? Thẩm Anh nín thở không hé răng, hai tay vẫn bịt tai Mạnh Cảnh Xuân như trước. Thẩm Đại Duyệt nhìn hai lá bùa kia, nhỏ giọng nói, phải ha, năm ngoái A Huynh còn chưa thành hôn mà đã mang theo bùa cầu con này. Là muốn làm cái gì? Nàng còn giúp thêm mắm thêm muối một chút, xem ra lá bùa này của A Huynh không được hiệu quả. Thẩm Thời Linh bày ra dáng vẻ bừng tỉnh hiểu ra, thở dài, không nhất định là bùa không hiệu quả, cũng có thể có khả năng là thân thể thật sự không được. Cuộc đối thoại này Mạnh Cảnh Xuân mơ hồ nghe được hơn phân nửa, trong đầu ong ong. Năm ngoái Trần Đình Phương đã từng nói với nàng đây là bùa cầu con, nhưng nàng lại quên bén chuyện lấy lại từ trong tay Thẩm Anh. bây giờ lại còn rơi vào trong tay Thẩm Thời Linh. Tiêu đời rồi, nếu bọn họ biết bùa cầu con này là nàng đi xin, không chừng sẽ cười nàng thối mũi. Thẩm Anh là người hiểu rõ tình thế hiện giờ nhất, hiện tại nghe mấy lời chế giễu này, cũng chỉ có thể cắn chặt răng, một câu cũng không nói được. Chương 75, lần đầu gặp gỡ. Trận bố trí này của Thẩm Thời Linh bức Thẩm Anh đến mức ngay cả cơm cũng ăn không nổi, lập tức đứng dậy đi. Mạnh Cảnh Xuân vội vàng đuổi theo, kéo tay hắn nói, sao tướng ra lại nhỏ nhen như vậy? Qua về ăn cơm xong rồi nói sau không được sao? Thẩm Anh xoay người lại, nhìn nàng nói, là ai làm việc không rõ ràng, bùa bình an không cầu lại cầu cho ta bùa cầu con, thật đúng là cười chết rồi. Mạnh Cảnh Xuân tự biết đối lý, lại để cho còn Thẩm Anh cõng nỗi oan thị kính này, cúi gằm đầu dầu dĩ nói, là ta làm việc không rõ ràng. Ta nhỏ nhen. Mạnh Cảnh Xuân thầm nghĩ còn không phải sao, Thẩm Thời Linh thích bố trí thì cứ để cho tỷ ấy bố trí đi, tóm lại vẫn là người một nhà, cũng sẽ không hại chàng, chiếm được một ít tiện nghi trên miệng thì cũng có sao đâu. Nàng đã quên mất lòng cao ngạo tự tôn của Thẩm Anh, từ nhỏ đã tranh với Thẩm Thời Linh xem ai lớn hơn. Để nàng ấy chiếm tiện nghi, cười nhạo, đại trưởng phu tuyệt đối không thể khoan nhượng cho việc bị bố trí như vậy. Mạnh Cảnh Xuân không đáp lại hắn, Thẩm Anh nhíu mày hỏi nàng lần nữa, ta nhỏ nhen. Mạnh Cảnh Xuân vội vàng gật đầu, tướng gia thật sự có chút nhỏ nhen. Thẩm Anh vò vò đầu nàng, cắn răng hạ quyết tâm nói tốt, có bản lĩnh thì tối nay nàng đừng qua đây ngủ. Mạnh Cảnh Xuân bĩu môi, vuốt vuốt lại tóc mình, còn có chút tức khí, nhỏ giọng nói, không qua thì không qua, thiếp còn đói, quay lại ăn cơm tiếp. Nàng vừa dứt lời liền bỏ đi thật, Thẩm Anh thấy mà sửng sốt. Cứ thế mà đi. Mạnh Cảnh Xuân thật sự quay về ăn cơm tiếp, ăn xong lại đáp ứng lời mời của Thẩm Thời Linh, cùng Nghiêm Học Trung, Thẩm Đại Duyệt bày một bàn mặt trược chơi ở trong tiền sảnh, vui đến quên trời quên đất. Vận may của Mạnh Cảnh Xuân vẫn trước sau như một, tốt không thể tả. Nàng cũng không nhớ đến Thẩm Anh nữa, thắng tới mềm cả tay. Thấm thoát đã sắp đến giờ hợi, Thẩm Thời Linh thua gần hết, than thở, hôm nay chơi không tính là tận hứng, nhưng đã rất muộn rồi, về nghỉ thôi. Thẩm Đại Duyệt đứng lên, Nghiêm Học Trung cũng đứng lên, đến khi Thẩm Thời Linh đang định đứng dậy, Mạnh Cảnh Xuân lại gọi nàng. Thẩm Thời Linh tỏ ý bảo hai người kia cứ đi trước, nàng ngồi xuống lần nữa, đợi Mạnh Cảnh Xuân mở miệng. Mạnh Cảnh Xuân thầm hít vào một hơi, mỉm cười, giọng điệu cực kỳ nhu thuận, muội có một chuyện muốn thương lượng với Trường tỷ. Thẩm Thời Linh nghe vậy lại cười, nàng còn chưa chờ Mạnh Cảnh Xuân nói tiếp, đã mở miệng, chẳng lẽ muốn sau này tỷ bớt bố trí hắn à? Mạnh Cảnh Xuân hơi ngại ngùng gật gật đầu. Nhà chúng ta xưa giờ vẫn thế, từ nhỏ tỷ bị bố trí quen rồi, đến khi trưởng thành cũng bị nhiễm thói xấu đó. Hồi muội ở thành Hoa Dương, chắc cũng thấy người trong nhà bố trí a anh không ít. Vâng, nếu bàn về điểm này, Thẩm phủ ở Sở quả thực có thể được xem là đầm rồng hang hổ, cực kỳ hiểm ác. Mẫu thân tỷ bây giờ đã thu liễm rồi, trước kia còn lợi hại hơn. Thẩm Thời Linh hơi nheo mắt lại, hình như nhớ đến một ít chuyện xưa, nhưng nàng lại nói tiếp, nhà tỷ không giống với mấy nhà khác cho lắm, không có di nương thân thích loạn xì ngầu gì đó, trong nhà chỉ có mấy đứa bé chúng ta và cha mẹ sống cùng nhau, nên rất là thân cận. Người một nhà sống chung như thế, nếu còn ra vẻ với nhau, thật sự là thiếu mất một ít tình cảm. Bố trí chẳng qua cũng chỉ là vài câu trêu đùa, mặc dù đôi lúc hơi quá mức, nhưng không đến mức làm tổn thương nhau. Về chuyện đúng mực, tỷ vẫn biết rõ. Mạnh Cảnh Xuân nghe vậy, khẽ gật đầu. Hoàn cảnh trưởng thành của nàng khác với Thẩm Thời Linh. Ăn nhờ ở đậu, phải luôn luôn ngó sắc mặt của người khác. Tính cách của mợ không được tốt, lúc nào cũng có thể trở mặt, càng không thể nói ra mấy lời trêu chọc. Mà nàng sợ da thịt bị đau, thường ngày giúp đỡ trong hiệu thuốc cũng không dám làm sai chuyện gì. Mấy ngọn đèn trong phòng đã bắt đầu tàn, càng lúc càng tối. Thẩm Thời Linh hơi ngáp một cái, mặt lộ vẻ mệt mỏi, nhìn Mạnh Cảnh Xuân, dịu giọng nói, a anh từng nói qua với tỷ, muội rất là chi kỷ, mà phần lớn mấy cô nương chi kỷ thường rất hiểu chuyện. Chuyện nhà muội lúc trước, tỷ có biết một ít, từ khi còn nhỏ đã phải nhìn mặt người khác mà sống, tỷ thật sự không thể hiểu hết được. Khi mà tỷ còn bằng tuổi muội, ỷ có cha mẹ thương yêu, muốn làm gì thì làm, có khi suy nghĩ cũng không được thấu đáo như muội. Bình thường muội im im ắng ắng, nói cũng không nhiều, thoạt nhìn chỉ như một kẻ ngốc. Nàng nhìn vào mắt Mạnh Cảnh Xuân, tính cách của muội rất tốt, thích bao dung, không xung đột với người khác. Nếu bàn về chuyện đối nhân xử thế, chắc muội cũng không hề thua kém A Anh. Lời này của Trường tỷ ý là làm quan thật sự không thú vị, muội có muốn buôn bán không? Mạnh Cảnh Xuân vội xua tay, không được, muội rất vụng về. Thẩm Thời Linh cười nhẹ, nghe nói nhà muội có sách tổ truyền, đơn thuốc lại càng đếm không xuể, vốn còn muốn chiếm tiện nghi của muội một chút. Sắc mặt Mạnh Cảnh Xuân âm u. Thẩm Thời Linh nói, tỷ cũng chỉ thuận miệng nhắc tới thôi. Nếu nói một cách đàng hoàng, tỷ chỉ đơn giản là hy vọng mấy thứ này có thể phát huy hiệu quả, có thể chữa được cho nhiều bệnh nhân hơn. Nhưng người ta hay nói, thương nhân coi trọng tiền tài, đương nhiên tỷ cũng không ngoại lệ. Tuy tỷ trục lợi, nhưng cũng không đến nỗi dùng thủ đoạn hạ lưu. Mọi quyền lựa chọn đều thuộc về bản thân muội, nếu muội không muốn, vậy cứ xem như tỷ đang ảo tưởng là được. Mạnh Cảnh Xuân gật gật đầu. Thẩm Thời Linh đứng lên, không còn sớm nữa, đi nghỉ đi. E là A Anh còn đang đợi. Nhưng sau khi Mạnh Cảnh Xuân ra khỏi tiền sảnh, cũng không vội vàng về phòng ngủ của Thẩm Anh. Nàng nhìn về hướng bên kia, trong lòng tức giận. Hừ, dám nói không cần ngủ chung với mình. Không ngủ thì không ngủ, chàng chằn chọc một mình đi. Nàng xoay người đi về hướng phòng cho khách ở Đông Sương, hấp tấp rửa mặt rồi nằm ngủ. Vẹt ở trong phòng rất lâu không được gặp Mạnh Cảnh Xuân, sung sướng kêu gào. Mạnh Cảnh Xuân lại phải ngồi dậy vuốt vuốt nó, đừng gọi, cũng đã hơn một năm rồi, sao vẫn không tiến bộ thế. Vẹt vẫn gọi, tướng ra, không ngừng. Con vẹt này rơi vào trong tay nàng đã được hơn một năm, bây giờ nàng vẫn còn nhớ vị cô nương tên Huệ Nhiên trong Đông Hoa phường kia. Cũng không biết tình hình nàng ấy ra sao, và cả Trần Đình Phương, hiện tại sống thế nào. Trong bóng đêm mịt mù, nàng nghĩ rồi lại than thở. Không có Thẩm Anh bên cạnh, nàng cảm thấy có chút không quen, đến khi nàng ngủ đã là canh 4. Thời tiết càng ngày càng rét, chăn mền trong phòng khách lại không được đem ra phơi nắng, lạnh cóng. Trong lúc mơ màng, Mạnh Cảnh Xuân giật mình cảm giác được mình rơi vào trong một vòng tay ấm áp, liền dứt khoát xoay người, cọ tới gần luồng ấm áp kia, dán cả người vào đó. Nàng thoải mái thở dài, Thẩm Anh cúi đầu nhìn nàng, ôm nàng ngủ tiếp. Trên tóc nàng có mùi mộc hương thoang thoảng khiến người ta mê say, Thẩm Anh mở to mắt nhìn màn giường, cuối cùng an tâm hơn nhiều. Sáng sớm hôm sau, Mạnh Cảnh Xuân tỉnh trước, vừa ngẩng đầu liền đụng vào cằm của Thẩm Anh. Nàng nhìn Thẩm Anh, ngồi dậy, vừa mở miệng là nói lời châm chọc, không phải hôm qua tướng ra bảo là không cần tiếp ngủ cùng sao. Thẩm Anh quay mông lại, vờ như không nghe thấy, nhắm mắt tiếp tục ngủ. Mạnh Cảnh Xuân cố gắng túm lấy chăn mền, tướng ra đừng giả vờ ngủ, vừa rồi thiếp nhìn thấy chàng mở mắt rồi. Canh giờ không còn sớm, phải nắm chắc thời gian ăn sáng rồi lên chiều nữa. Thẩm Anh vẫn không thèm đếm xỉa tới nàng. Mạnh Cảnh Xuân duỗi tay hà hơi, đang chuẩn bị thọt lét hắn, Thẩm Anh lại ngồi bật dậy, cau mày nói, không ngủ, chăn mền lạnh như cục sắt ấy. Mạnh Cảnh Xuân vươn tay bắt lấy vạt áo trước của hắn, mắt nhìn chòng chọc vào hắn, tướng ra mau thành thật khai báo, sao tối hôm qua lại lén lút chạy đến trong phòng thiếp. Thẩm Anh mặc cho nàng nắm chặt, mím môi, bày ra dáng vẻ vô cùng hợp tình hợp lý, ta chỉ nói là không cần nàng qua đó ngủ, chứ đâu có nói ta không thể tới đây ngủ. Khóe mắt Mạnh Cảnh Xuân giật, vẻ mặt ghét bỏ, tướng ra bây giờ thật đúng là không biết xấu hổ. Nếu ta không biết xấu hổ, hắn nhìn quần áo lỏng lẻo trên người nàng, bây giờ ta lập tức lột sạch nàng, tin không? Mạnh Cảnh Xuân bị dọa đến mức vội vàng buông tay, ban ngày ban mặt, làm ơn nhất thiết đừng. Thẩm Anh thản nhiên đứng lên, giang hai tay ra, giọng điệu nhàn nhạt, mặt quần áo giúp ta. Mạnh Cảnh Xuân ngó áo ngoài cùng với thắt lưng treo trên giá, thành thật tiến lên cầm lấy, tỉ mỉ cẩn thận mặc vào cho hắn, bày ra bộ dạng của một hiền thê, lúc buộc thắt lưng còn làm tịch hỏi han, lão gia có thấy lỏng không? Thẩm Anh rất là hưởng thụ, hơi chật một tí. Nàng liền buộc chặt hơn một chút, lại hỏi, thế này thì sao, lão gia cảm thấy vừa vặn chưa? Thẩm Anh cau mày, tạm miễn cưỡng. Mạnh Cảnh Xuân cáu kỉnh cười một tiếng, nhìn hắn bỗng hỏi, sau khi chuyện của Đồng đại nhân trôi qua, có phải? Đương nhiên Thẩm Anh biết nàng muốn hỏi gì, liền nói, Đồng Tiêu Dật là nữ mà ra làm quan, là vì có bệ hạ nâng đỡ. Nàng không giống vậy, trường hợp của nàng thật sự là, hắn cụp mắt nhìn nàng, khi quân. Mặt Mạnh Cảnh Xuân âm u, tuy nói khả năng liên lụy đến Thẩm Anh không nhiều, nhưng nàng vẫn lo lắng. Ngay sau đó Thẩm Anh lại nói tiếp, ta nghĩ, nàng phải chuẩn bị tinh thần chịu phạt 1 năm bổng lộc đi. Còn gì nữa nhỉ, không được thông qua trong đợt đánh giá cuối năm. Chỉ thế thôi, nàng đã sớm bị dọa chết rồi. Thẩm Anh cúi người mang giày, vị quân vương mà nàng lừa không còn trên nhân thế nữa. Vị quân vương hiện tại thì lại thích thi hành nữ đi học, nữ làm quan, nếu giết nàng thì không phải đang tự tát vào mặt mình à. Thi hành nữ học đang đứng trên đầu sóng ngọn gió, hắn không thể tự diệt khí thế của mình. Cùng lắm thì trừng phạt nhiều hơn một chút, phạt nàng tội không biết nặng nhẹ thôi. Huống chi thành tích đánh giá của nàng năm ngoái tốt như vậy, không chừng còn đem nàng ra làm điển hình cho việc ai nói nữ tử làm quan không ra hồn. Đồng Tiêu Dật chính là một ví dụ cho sự thành tựu, Mạnh Cảnh Xuân cũng vậy. Mạnh Cảnh Xuân nghe hắn đánh đồng mình với Đồng Tiêu Dật, vội vàng xua xua tay, nói thiếp không giống Đồng đại nhân. Thiếp chỉ là lêu lồng thôi, nàng ấy mới là thực sự. Được rồi, đừng có mà được tiện nghi còn khoe mẽ. Thẩm Anh đứng thẳng lại, xoa xoa đầu nàng, phạt 1 năm bổng lộc tương đương với làm không công 1 năm. Nàng còn muốn làm quan tiếp không? Mạnh Cảnh Xuân hít sâu, tình nguyện. Trả lời thật nhẹ nhàng. Thẩm Anh tiến lên, đẩy cửa ra nói, ta sợ nàng không chịu được nhàn rỗi. Hắn đi ra ngoài được vài bước, Mạnh Cảnh Xuân bám theo sau hắn, nghe hắn nói, hôm nay nàng nghỉ à. Đi đến Viên Giác Tự một chuyến, cầu một lá bùa hợp chuẩn đi. Mạnh Cảnh Xuân không rõ vì sao, loại nào. Ngốc, hắn xoay người lại, bùa cầu con có rồi nên không cần phí tiền nhang đèn nữa. Hắn dịu giọng lại, cầu một lá bùa bình an cho mình thôi. Mạnh Cảnh Xuân đáp lời, được. Nàng ăn sáng với Thẩm Anh rồi tiễn hắn đi. Thẩm Đại Duyệt đã bu lại, hỏi nàng định đi đâu. Mạnh Cảnh Xuân thuận miệng bảo, Viên Giác Tự. Thẩm Đại Duyệt cười cười, chính là ngôi chùa cầu bùa rất linh nghiệm mà tỷ tỷ nói hôm qua đấy à. Mạnh Cảnh Xuân đen mặt, muội cũng muốn đi. Mạnh Cảnh Xuân thầm nghĩ lần này cũng chỉ đến xin bùa bình an mà thôi, dẫn theo tiểu nha đầu cũng không sao, liền đồng ý. Các nàng đi sớm, vừa mới qua giờ thì đã đến Viên Giác Tự, trong chùa vọng ra tiếng chuông ngân vang, sáng sớm ẩm lạnh, gió to quét sạch cả bầu trời, một đám mây cũng không có. Chuông đồng treo dưới mái chùa kêu đinh đinh đang đang, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ có bầu trời cao vòi vòi. Mạnh Cảnh Xuân dẫn Thẩm Đại Duyệt đi thắp hương, xin bùa xong lại ngồi trong phòng khách một lát, định ăn một bữa cơm rồi mới đi. Không ngờ nàng mới ngồi xuống không bao lâu, liền có hòa thượng đến, chắp tay thành chữ thập chào nàng rồi nói, Vô Tâm sư phụ mời 2 vị khách quý đến buồng khách số 1. Mạnh Cảnh Xuân nghe vậy sửng sốt, Vô Tâm sư phụ. Nàng đâu có quen ai trong chùa này đâu. Nàng do dự dự đứng lên, bỗng nhiên nhớ tới Trần Đình Phương. Chẳng lẽ... Thẩm Đại Duyệt cũng ngơ ngác không hiểu gì, liền hỏi nàng sao vậy. Mạnh Cảnh Xuân bảo không sao, rồi đi theo vị hòa thượng kia đến buồng khách. Đến trước cửa, nàng hít sâu một hơi, chậm rãi đẩy cánh cửa trượt ra, chỉ thấy Trần Đình Phương ngồi trong buồng, cười nhàn nhạt với nàng. Thẩm Đại Duyệt đứng một bên sững sờ, trong khoảnh khắc không thể chuyển mắt đi. Chương 76, duyên phận. Lúc này Trần Đình Phương chỉ mặc một thân quần áo hòa thượng màu nâu, cực kỳ mộc mạc, Mạnh Cảnh Xuân nhìn mà sững sờ. Nàng đã sớm biết diện mạo của hắn tốt, không ngờ cạo đầu đi tu xong, lại càng cảm thấy hắn thanh tú, dáng vẻ thật sự đoan chính, khiến người ta cực kỳ hâm mộ. Mạnh Cảnh Xuân đột nhiên lấy lại tinh thần, Trần Đình Phương đã mở miệng nhẹ nhàng nói, mời 2 vị thí chủ ngồi. Hắn nói ra lời này, Thẩm Đại Duyệt mới tỉnh lại được, lập tức theo Mạnh Cảnh Xuân ngồi xuống trước bàn thấp. Trần Đình Phương ngồi đối diện ngâm trà cho các nàng, tuy vẻ mặt vẫn bình tĩnh như xưa, nhưng Mạnh Cảnh Xuân nhìn ra được vài phần yên bình trong đó. Sau khi một người được giải thoát sẽ có dáng vẻ này sao? Nàng không biết, nhưng bộ dạng hiện giờ của Trần Đình Phương hình như sống thật sự rất thoải mái, người ở trong thiền đường thanh tịnh này cũng có vẻ không màng danh lợi. Trong mắt hắn bây giờ bớt đi vẻ tính toán, khí sắc cũng tốt hơn rất nhiều. Mạnh Cảnh Xuân ôm lấy chén sứ để làm ấm tay, nhẹ nhàng hỏi, gần đây thời tiết chuyển lạnh, trong chùa khá là vắng lặng lạnh lẽo, bộ tăng y này nhìn cũng phong phanh, không biết hiền đệ. Nàng ý thức được mình nói sai, lập tức sửa lời, không biết thân thể của tiểu sư phụ gần đây có tốt không? Trần Đình Phương hơi hơi cong môi, trả lời, ở một hồi, đã tốt hơn rất nhiều. Thẩm Đại Duyệt ngồi một bên thấy tình hình này, đã đoán được vị hòa thượng có pháp hiệu Vô Tâm này là một người quen cũ nào đó của Mạnh Cảnh Xuân. Người này nhìn còn trẻ vô cùng, nàng yên lặng nhìn, đoán hắn cũng chỉ khoảng 18, 19 tuổi, phong thái khá lạnh nhạt, có vẻ rất có giáo dưỡng, chắc xuất thân cùng với gia giáo cũng không tệ. Người Trần xuất gia tất nhiên là có lý do, Thẩm Đại Duyệt đoán không ra vì sao người thanh niên đang độ tuổi sung sức này lại lựa chọn xa rời khỏi hồng trần thế tục. Nàng hiếm khi cảm thấy tò mò đối với người lạ, nhưng khi đối mặt với vị tiểu sư phụ này, những lời nàng muốn hỏi lại nhiều vô hạn. Chỉ là, nhìn tình hình trước mắt, sao nàng có thể mở miệng hỏi cho được. Nàng nhìn Mạnh Cảnh Xuân bên cạnh một cái, cũng không biết Tẩu Tẩu có thể tiết lộ một chút chuyện về vị tiểu sư phụ này hay không. Hôm nay vào chùa xin bùa bình an, vốn định ăn xong cơm chay liền trở về, thật sự không ngờ có thể gặp được ngươi. Từ ngày chia tay ở Trần Phủ, tính đến nay cũng đã được hơn nửa năm. Mạnh Cảnh Xuân thấy dáng vẻ bình thản đạm bạc của hắn bây giờ, lại thấy cực kỳ an tâm. Nàng cũng có lòng tiếc tài, lúc đó còn lo Trần Đình Phương sẽ vì luẩn quẩn nhất thời mà đi theo nhị điện hạ. Hắn giống như bây giờ, cũng tốt. Trần Đình Phương nhàn nhạt trả lời, có duyên sẽ gặp, hôm nay cũng là trùng hợp biết được ngươi vào chùa cầu bình an. Chắc hiện giờ sống rất tốt phải không? Ừ, Mạnh Cảnh Xuân chỉ đáp lại một tiếng, cũng không cần phải đi nhiều lời miêu tả rốt cuộc là sống tốt như thế nào. Trần Đình Phương là người thông minh thông hiểu, hiển nhiên không cần nghe những lời thừa thãi. Vậy thì tốt rồi, giọng điệu Trần Đình Phương vẫn nhàn nhạt như cũ, giống như trên đời này không có chuyện gì là quan trọng, trà này tuy là trà cũ, nhưng càng cô càng có hương vị, nếm thử một chút đi. Bây giờ ngươi rời khỏi hầm rượu Trần Phủ, ngược lại bắt đầu đi nghiên cứu trà sao. Mạnh Cảnh Xuân cúi đầu nhấp một ngụm, khi nói chuyện lại thoáng có âm mũi, rất thơm. Thẩm Đại Duyệt ngồi bên cạnh chỉ lo nhìn, ngay cả trà cũng chỉ vội vàng uống một ngụm, may mà Trần Đình Phương không bị ánh mắt này của nàng dọa đến. Trần Đình Phương chậm gì gì thưởng thức trà, ngoài buồng truyền tới tiếng bước chân, hình như là bước chân của con nít, vội vàng vội bộp chộp. Người ngoài phòng gõ gõ cửa, sư thúc, con tới xin một ít trà để uống. Trần Đình Phương nhàn nhạt đáp lời, vào đi. Tiểu hòa thượng kia lập tức đẩy cửa trượt ra, ngó ngó vào trong, thấy hai vị khách nữ ngồi đó, hơi cúi người bắt tay chữ thập hành lễ, xong rồi mới sung sướng vui vẻ chạy đến trước mặt Trần Đình Phương, cũng không kéo đệm qua lót, trực tiếp ngồi lên lớp chiếu cói, cười hì hì nói, sư thúc. Trần Đình Phương cười nhẹ, rót chén trà cho hắn. Tiểu hòa thượng cuống cuồng cầm lên, uống xong nói một tiếng, trà ở chỗ sư thúc vẫn là thơm nhất, trà trong phòng khách thật sự là khó uống. Tiểu hòa thượng này chỉ khoảng 7-8 tuổi, trên mặt vẫn còn nét ngây thơ, khi cười lên cực kỳ rực rỡ, cũng chưa thay răng xong, lúc nhe răng cười còn bị thiếu một cái răng cửa, nhìn hết sức thú vị. Trần Đình Phương cũng khẽ nhấp một ngụm trà, không nói thêm lời dư thừa nào. Tiểu hòa thượng này uống xong trà, vẫn không chịu buông tha, cũng không chú ý đến chuyện lúc này trong buồng còn có hai vị nữ thí chủ, bỗng chốc níu chặt lấy tay áo của Trần Đình Phương, làm nũng nói, sư thúc. Con muốn ăn canh đậu hũ, sư thúc nấu canh đậu hũ ngon nhất, con muốn sư thúc nấu canh đậu hũ cho con ăn. Viên Tuệ, Trần Đình Phương khẽ gọi pháp hiệu của hắn, lại nhìn Mạnh Cảnh Xuân cùng Thẩm Đại Duyệt, giọng nói hết sức dịu dàng, khách vẫn còn ở đây. Tiểu hòa thượng Viên Tuệ ngó ngó Mạnh Cảnh Xuân cùng Thẩm Đại Duyệt, lập tức nói, hai vị nữ thí chủ có muốn nếm thử món ăn chay mà sư thúc nấu không? Sư thúc rất lợi hại, ngày đầu lúc còn ở tục gia luôn cách xa nhà bếp, sau đó chỉ đi theo sư huynh ta học nửa tháng, liền trò giỏi hơn thầy, nấu cực kỳ ngon. Miệng hắn rất lanh lợi, tiếp tục thuyết phục hai người Mạnh, Thẩm, ở lại ăn đi, canh giờ này cũng nên ăn cơm rồi. Mạnh Cảnh Xuân vừa định nói không muốn phiền toái, Thẩm Đại Duyệt ngồi bên cạnh lại khẽ kéo tay áo nàng bên dưới bàn thấp một cái. Mạnh Cảnh Xuân nhìn nàng, thấy ánh mắt nàng có vẻ trông mong, trực tiếp biểu đạt ý nguyện muốn nếm thử của mình. Mạnh Cảnh Xuân nghĩ chắc là nàng cảm thấy mới lạ, bèn nói với Trần Đình Phương, nói vậy, thật sự là quá làm phiền vô tâm sư phụ rồi. Tiểu hòa thượng Viên Tuệ chớp mắt nói, cứ quyết định thế đi, khẳng định là sư thúc rất vui sướng, đúng không? Trần Đình Phương cười nhạt đứng dậy, lập tức đi nấu cho con đây. Trong chùa có hòa thượng chuyên phụ trách nấu cơm chay, nhưng nếu mấy hòa thượng còn lại muốn tự tay nấu, cũng không có gì là không thể. Viên Tuệ thích cơm chay do Trần Đình Phương làm, lại thấy hắn xuất khẩu thành thơ rất có tài năng và học vấn, cảm thấy sư thúc thực đúng là không gì không làm được, càng thêm sùng bái hắn. Hắn dạo dực theo sát Trần Đình Phương đi ra ngoài buồng, quay lại thấy hai người Mạnh Thẩm cũng đã đến, cười cười với hai người, nhỏ giọng nói có lộc ăn nha. Một câu này khiến Mạnh Cảnh Xuân giờ khóc giờ cười, Thẩm Đại Duyệt cũng cúi đầu cười nhẹ. Trần Đình Phương đi làm cơm chay, Viên Tuệ mang hai nàng vào một phòng khác bên cạnh nhà bếp. Hắn thấy Thẩm Đại Duyệt nhu thuận đáng yêu, bày ra dáng vẻ người lớn, hỏi nữ thí chủ tới đây để cầu nhân duyên sao? Thẩm Đại Duyệt trả lời không phải, Viên Tuệ lại nhìn Mạnh Cảnh Xuân, lanh lợi nói, ồ, là đi cùng với nữ thí chủ này tới đây sao? Hắn hơi suy nghĩ một chút, vị nữ thí chủ này là tới cầu con à? Mạnh Cảnh Xuân vẫn giờ khóc giờ cười như trước, quả thực không biết đáp lại hắn thế nào. Tuy Viên Tuệ còn nhỏ nhưng lại rất giỏi ăn nói từ chuyện trên trời đến dưới đất với hai người Mạnh Thẩm, đề tài nhảy cực kỳ nhiều mà cũng không có lúc nào bị lúng túng mắc kẹt. Hắn đang định nói vài chuyện lý thú trong chùa của Trần Đình Phương đã bưng một cái khay màu nâu đậm đi vào. Hắn đặt khay xuống, lại quay ra ngoài, kéo cửa đóng lại rồi ngồi xuống. Hiện giờ ở chùa vẫn ăn theo phần, món ăn trước mắt mỗi người đều giống nhau, nguyên liệu nấu ăn đơn giản, cách nấu cũng cực kỳ giản dị. Lúc Trần Đình Phương đưa phần thức ăn kia cho Thẩm Đại Duyệt cũng không dám nâng đầu, hơi khẩn trương bưng bát sứ, không biết nên bắt đầu ăn từ dĩa nào. Trước khi ăn cơm phải niệm kinh cúng bái thức ăn cho chư Phật Bồ Tát, Mạnh Cảnh Xuân cũng không vội ăn, chắp tay học theo bộ dạng của hai người đối diện, cầu nguyện một phen, bấy giờ mới bắt đầu thong thả ăn cơm. Ăn cơm trong chùa, giữa bữa ăn không thể nói chuyện. Thẩm Đại Duyệt càng cảm thấy lúng túng nặng nề, cảm thán nguyên liệu nấu ăn tuy đơn giản, chế biến giản dị, nhưng lại ngon tuyệt vời. Nàng nhịn không được ngẩng đầu nhìn Trần Đình Phương đang nghiêm túc ăn cơm. Vẻ bình thản trên mặt hắn, nàng hiếm khi được nhìn thấy ở những người khác. Trần Đình Phương thần bí, hờ hững, ung dung trầm tĩnh, khiến nàng càng thêm hiếu kỳ, nhịn không được mà muốn tìm hiểu đến tận cùng, nhưng rốt cuộc lại bị ngăn trở bởi thể diện cùng lễ tiết, ngại ngùng mở miệng. Ăn xong, tiểu hòa thượng Viên Tuệ dùng củ cải muối quét sạch bát sứ, một hạt cơm cũng không thừa lại, sau đó muốn hết miếng củ cải muối kia rồi mới thỏa mãn xoa xoa bụng, nhìn sang hai người Mạnh Thẩm, ngẩng cầm cười nói, sư thúc ta nấu ngon không? Thẩm Đại Duyệt hơi gật gật đầu, ánh mắt vẫn dán chặt vào Trần Đình Phương như trước. Tiểu hòa thượng Viên Tuệ đột nhiên nhìn nàng chăm chú, sao nữ thí chủ lại nhìn chòng chọc sư thúc ta như thế? Bởi vì sư thúc ta xinh đẹp à? Trên mặt Thẩm Đại Duyệt hiện vẻ quẫn bách, mặt đỏ bừng bừng. Nàng cúi đầu nâng tay vén sợi tóc rơi xuống bên tai, vội vàng nói, không có. Mạnh Cảnh Xuân nhìn Thẩm Đại Duyệt bên cạnh, không giấu vết cau mày. Dáng vẻ đỏ mặt lúng túng của nàng lọt hết vào trong mắt Mạnh Cảnh Xuân, mà một câu phủ nhận này lại càng lộ vẻ giấu đầu lòi đuôi. Dù sao tiểu nha đầu cũng còn nhỏ tuổi, số người lạ được gặp ít đến đáng thương, mà Trần Đình Phương vốn xinh đẹp, đợt diễu phố khi đậu Trạng Nguyên năm đó, không biết trở thành người trong mộng của bao nhiêu cô nương trong kinh thành. Bây giờ tiểu nha đầu gặp Trần Đình Phương, e là đã bị diện mạo đẹp đẽ của hắn làm mờ mắt. Huống chi ngôn hành cử chỉ của Trần Đình Phương cũng tao nhã khéo léo, vừa nhìn liền biết hắn là con cháu thế gia vọng tộc, lại thêm trên người hắn có hương vị thư sinh nồng đậm, sợ là vừa đúng với sở thích của Thẩm Đại Duyệt. Dường như Trần Đình Phương đã quá quen với loại ánh mắt này, cũng không cảm thấy lúng túng gì, cúi đầu dọn dẹp dĩa cơm trên bàn, nghiêng đầu nói với Viên Tuệ, theo sư thúc đi rửa chén thôi. Rồi lập tức đứng lên. Viên Tuệ vội vàng đứng dậy theo, hấp tấp bám theo hắn đi ra khỏi phòng. Sau khi hai người bọn họ rửa chén xong quay lại, Mạnh Cảnh Xuân nói, thời gian không còn sớm, hôm nay quấy rầy hơi lâu, xin được cáo từ trước. Viên Tuệ vội vàng chắp tay thành chữ thập hành lễ với hai người, Trần Đình Phương cũng thủng thỉnh làm theo, hành lễ xong, lại nói có duyên sẽ gặp lại. Mạnh Cảnh Xuân đáp lễ cáo từ, dẫn Thẩm Đại Duyệt đến cửa chùa. Thẩm Đại Duyệt do dự cả buổi, cuối cùng mở miệng hỏi, vị vô tâm sư phụ này là người quen cũ của Tẩu Tẩu ở kinh thành sao? Ừ, Mạnh Cảnh Xuân chỉ khẽ đáp lại một tiếng. Thẩm Đại Duyệt kéo căng ra mặt, hỏi tiếp, tên của vô tâm sư phụ lúc còn ở tục gia là gì? Mạnh Cảnh Xuân thoáng suy nghĩ, quyết định nói đúng sự thực. Nhất định là Thẩm Đại Duyệt thấy Trần Đình Phương vô cùng thần bí nên muốn tìm hiểu đến ngọn nguồn, nếu nàng vén bức màn thần bí này lên, cho Thẩm Đại Duyệt được nhìn thấy Trần Đình Phương thật sự, chắc nàng ấy sẽ không còn hiếu kỳ như thế nữa. Vì thế nàng nói, tên Trần Đình Phương, con trai duy nhất của Trần Tà Tướng tiền nhiệm, thì cùng khóa với Tẩu, là Trạng Nguyên năm Bảo Nguyên thứ 14. Nàng vừa nói xong, Thẩm Đại Duyệt lại càng thêm ngạc nhiên. Còn trẻ mà đã trúng Trạng Nguyên, đáng lẽ phải là vinh quang vô hạn, tiền đồ tốt đẹp. Huống chi đã tham gia thi cử, đương nhiên là có lòng muốn theo đuổi công danh, sao đột nhiên lại buông bỏ tất cả, trốn vào cửa Phật. Với sự từng trải ít ỏi đến đáng thương của nàng, hiển nhiên là không thể hiểu được. Mạnh Cảnh Xuân chậm rãi mở miệng, một chậu nước lạnh tưới thẳng xuống đầu nàng, sau khi nhị điện hạ qua đời, hắn gần như trở thành một phế nhân. Sau đó, lúc Tàu gặp lại hắn lần nữa thì nghe nói, hắn quyết định xuất gia. Chương 77, khiến người ta mau già. Sau khi Thẩm Đại Duyệt vào kinh đương nhiên có nghe nói một ít chuyện về nhị điện hạ. Nếu Trần Đình Phương là con trai duy nhất của Tà Tướng, vậy là hắn đã từng làm thư đồng cho hoàng tử. Nói vậy, quan hệ giữa Trần Đình Phương và nhị điện hạ rất tốt cũng không phải là chuyện gì kỳ lạ. Nhị điện hạ qua đời, chắc hẳn đối với hắn cũng là một đả kích rất lớn, nản lòng thoái chí nên mới trốn vào cửa Phật. Nàng nghĩ thế, vừa không có vẻ kinh ngạc, cũng không cảm thấy thất vọng. Mạnh Cảnh Xuân thấy phản ứng này của nàng, thầm nghĩ có lẽ mình nên biểu đạt một ít vấn đề của mình, liền nói tiếp hắn đã xuất gia rồi, cuộc sống hiện tại lại rất khá. Tẩu chỉ cảm thấy không cần thiết phải quấy rầy hắn nữa. Muội nghĩ sao? Thẩm Đại Duyệt nghe ra ý trong lời nói của Mạnh Cảnh Xuân, đơn giản là Mạnh Cảnh Xuân đang bảo nàng không cần quá để tâm tới Trần Đình Phương, dù sao cũng đã là người cách xa khỏi hồng trần thế tục, tò mò về hắn sẽ chỉ tăng thêm phiền phức cho hắn thôi. Muội chỉ là, Thẩm Đại Duyệt nhất thời không biết nên nói gì, vì thế chỉ nói tiếp muội biết rồi. Trên miệng nàng nói thế, nhưng sự thật lại ngược lại, nàng càng thêm tò mò về Trần Đình Phương. Nàng nghĩ, ngẫu nhiên đến thăm cũng không xem là quấy rầy, nếu Trần Đình Phương không thấy phiền, nàng cũng muốn thường xuyên đến gặp hắn. Mạnh Cảnh Xuân lại chỉ biết nàng nhu thuận, thấy nàng nói thế, cũng không nói gì thêm nữa. Đúng vào lúc này, tiểu hòa thượng Viên Tuệ vội vàng từ trong chùa chạy ra, trong tay còn xách một cái bao vải. Hắn ngẩng đầu nhìn Thẩm Đại Duyệt, tuét miệng cười, sư thúc nói cho hai vị nữ thí chủ một ít bánh hồng diệp mang về, ăn ngon lắm đấy. Hắn nói xong liền đưa hộp thức ăn tới, Thẩm Đại Duyệt nhìn Mạnh Cảnh Xuân bên cạnh một cái, Mạnh Cảnh Xuân nói, nhận đi. Thẩm Đại Duyệt bấy giờ mới nhận lấy bọc vải đựng hộp thức ăn. Tiểu hòa thượng Viên Tuệ xoa xoa đầu, ngửa đầu nhìn Thẩm Đại Duyệt, nói ta thấy nữ thí chủ rất có Phật duyên, nữ thí chủ có rảnh thì vào chùa nghe giảng kinh một chút được không? Thẩm Đại Duyệt mấp máy môi, nhìn Mạnh Cảnh Xuân, lần này Mạnh Cảnh Xuân lại không mở miệng. Cuối cùng nàng đành phải khách sáo nói, để xem sao. Gửi lời cảm ơn đến sư thúc ngươi thay hai người bọn ta. Tiểu hòa thượng Viên Tuệ vẫy tay với Thẩm Đại Duyệt, ra hiệu cho nàng cúi đầu. Thẩm Đại Duyệt hơi cúi người, Viên Tuệ dùng tay che miệng tới gần bên tai nàng, nhỏ giọng nói, rất nhiều nữ thí chủ thích sư thúc ta, nhưng những người đó đều là dung chi tục phấn, ít linh khí. Ta thấy nữ thí chủ nhìn rất tốt, mà hôm nay sư thúc ta còn đặc biệt đưa điểm tâm, đủ thấy sư thúc không phải là đầu gỗ, nữ thí chủ đừng nản lòng. Hắn nhỏ giọng nói xong, hài lòng đứng thẳng người lại, theo khuôn theo mẫu chắp tay thành chữ thập hành lễ, A-di-đà Phật, hai vị thí chủ đi đường suôn sẻ. Thẩm Đại Duyệt cũng đứng thẳng người lại, mỉm cười, ôm hộp thức ăn vào trong ngực, nói với Mạnh Cảnh Xuân, tẩu, đi chưa? Mạnh Cảnh Xuân hơi lo lắng. Tiểu hòa thượng này chỉ nói 2-3 câu đã lập tức khiến cho Thẩm Đại Duyệt vui vẻ, cũng không biết nói cái gì. Chẳng lẽ nhà đầu này thật sự đặt lòng mình trên người Trần Đình Phương? Nhưng Trần Đình Phương chính là một người vô tâm mà. Một người còn sống sờ như Thẩm Đại Duyệt, nếu thực sự động tâm, Mạnh Cảnh Xuân muốn ngăn cũng không được. Mạnh Cảnh Xuân nghĩ đến đây, cảm thấy cứ để từ từ xem coi sao, cũng không suy nghĩ nhiều tự tăng thêm phiền não cho mình, liền dẫn Thẩm Đại Duyệt đi về phủ. Ngày hôm đó, Đồng Tiêu Dật chính thức đi đến chính sự đường, phải ứng phó với một vài trường hợp tới bái phỏng, còn có rất nhiều chuyện đều muốn hiểu rõ từng cái một. Mọi công việc trong chính sự đường đều do Thẩm Anh làm chủ, hiện nay lại có một bộ phận phải chuyển giao từ từ cho Đồng Tiêu Dật. Thẩm Anh giải thích rõ cho nàng từng việc một, không hề ngại phiền, nói cực kỳ tỉ mỉ nghiêm túc. Nhưng lời nói của hắn rơi vào tai Đồng Tiêu Dật lại có một ít cảm xúc như là chút được gánh nặng. Đồng Tiêu Dật bỗng cắt ngang hắn, hỏi, ngươi quyết định từ quan về quê à? Thẩm Anh cong nhẹ khóe môi, khép sổ ghi chép trong tay lại, nhìn thẳng vào Đồng Tiêu Dật ngồi đối diện, nói, sao lại khẳng định như thế? Không biết, Đồng Tiêu Dật chợt nhìn hắn cười, có cảm giác như ngươi đã chán nản với mấy chuyện trong chiều rồi, bây giờ chỉ là cố gắng cầm cự một hơi cuối, sau khi ta tới tiếp nhận, toàn thân ngươi đều thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay ngươi nói làm nhảm một đống như vậy, giống như muốn ngày mai đi gấp luôn ấy. Thẩm Anh nghe vậy, chỉ cười nhẹ, cũng không giải thích gì, mở cuốn sổ ghi chép ra lần nữa, cúi đầu khẽ nói, Đồng đại nhân nghĩ nhiều. Ta có nghĩ nhiều hay không, trong lòng ngươi biết rõ nhất. Đồng Tiêu Dật thoáng hiểu được tâm tình của hắn, uể oải chán nản nhưng lại cố gắng chống đỡ, không biết ý nghĩa nằm ở nơi nào. Không khí chợt trầm lặng, Thẩm Anh không vội nói tiếp với nàng cho xong, chỉ lấy từ trong cháp ra một con dấu, đưa cho nàng, con dấu này vốn do Trần tướng trông coi, bây giờ cũng giao cho Đồng đại nhân. Đồng Tiêu Dật nhận lấy, ngọc thạch lạnh buốt nằm trong tay, chỉ một lát sau đã mang theo độ ấm cơ thể. Thẩm Anh đứng dậy rót cho nàng một chén trà, trà hơi lạnh, uống tạm đi. Đồng Tiêu Dật ngẩng đầu nhìn hắn, đột nhiên nói, khát vọng thời niên thiếu của ngươi, trong ngần ấy năm làm quan đã thực hiện được bao nhiêu. Sắc mặt Thẩm Anh bỗng chốc ngưng lại, im lặng một lúc lâu rồi mới ngồi xuống, chỉ chậm rãi nói một câu, được vài điều. Cũng đủ rồi, Đồng Tiêu Dật than nhẹ, lưng dựa ra đằng sau, trên mặt lộ rõ vẻ lười nhác, con người có thể hoàn thành được vài sự kiện như thế lúc còn sống, đã là vô cùng thành tựu, không chừng còn được sử quan ghi chép lại vài dòng. Lúc đi học ngươi thông minh như thế, cố chấp đến mức dường như có chủ kiến của chính mình. Bây giờ nhìn ngươi thế này, cái gọi là chủ kiến lúc đó, muốn rời khỏi đất sở, muốn trở thành người khác với phụ thân, ngược lại chỉ như một ý nguyện đơn thuần mà thôi. Thẩm Anh quay đầu đi, nhìn đống tấu chương chồng chất như núi nhỏ trong góc khuất, đôi mắt âm u, lại quay về, nhưng chỉ cười nhạt. Thời niên thiếu, hắn cho rằng biện pháp tốt nhất để rời khỏi đất sở chính là đi thi, cảm thấy phương pháp tốt nhất để thực hiện lời nhiệt huyết đó chính là làm quan. Nhân khi đó, tạo nên quả hôm nay, bây giờ nghĩ lại, lại thấy căn bản không thể nghiên cứu kiểm tra. Quãng đời còn lại vẫn còn dài, có tính toán gì chưa? Thẩm Anh không trả lời nàng, đưa ra hai cuốn sổ ghi chép khác trong tay, xem xong cái này trước rồi hãng nói tiếp. Đồng Tiêu Dật nhận lấy, khóe mắt liếc hắn một cái, bất chợt cảm thán, ngươi thoạt nhìn trẻ tuổi hơn ta. Thẩm Anh cũng không nâng đầu, vốn đã trẻ hơn Đồng đại nhân. Đồng Tiêu Dật cười cười, một tuổi mà thôi, cũng không biết ngượng mà nói trẻ hơn ta. Thuộc hàng cô, hơn nữa sắp thành bà cô, vậy mà còn đi so đo trẻ hay không trẻ à? Thẩm Anh nói rất hờ hững bâng quơ, nhưng chữ lại lộ ra vẻ nhỏ mọn. Nhưng chú ý của Đồng Tiêu Dật lại chỉ nằm trên từ bà cô, phút chốc ngồi thẳng người lại, trên mặt là vẻ vui mừng, chẳng lẽ Mạnh Cảnh Xuân đã. Thẩm Anh làm như lừa gạt được, nói, chỉ có thể là như thế. Đồng Tiêu Dật nghe xong, chỉ nói, ngươi cẩn thận sấm to mưa nhỏ. Xong rồi liền mở sổ ghi chép trong tay ra. Trong phòng im ắng, Thẩm Anh vội vàng giải quyết hết mọi chuyện trong tay, ngoài phòng sắc trời tối dần, hắn đang định đốt đèn lên, khi ngẩng đầu lại thấy Đồng Tiêu Dật đã nằm gục xuống bàn mà ngủ. Thẩm Anh đứng lên, lấy một tấm chăn bông từ trên giường nhỏ ở đằng sau, phủ lên người nàng, lại thấy canh giờ không còn sớm, lập tức dọn đồ về. Hắn vừa đi đến hành lang, liền thấy một tiểu lại cấp bách chạy về hướng này, tiểu lại kia nhìn thấy hắn, vội khom người hành lễ, vẻ mặt khẩn trương, nói, Hoàng thượng tới. Thẩm Anh chợt cau mày, quay đầu lại nhìn thoáng qua, nói, cải trang sao? Tiểu lại kia gật gật đầu, ấp úng nói, Triệu công công mới vừa nói, nếu tướng gia đang ở cùng với Đồng đại nhân, thì mời tướng gia đi về trước. Thẩm Anh mím môi, nói, biết rồi, ta đang định đi. Tiểu lại kia liền lui sang một bên, nhường đường cho Thẩm Anh đi trước. Lúc Tân Hoàng vào phòng, Đồng Tiêu Dật còn đang ngủ. Chăn bông trên người Đồng Tiêu Dật hơi trượt xuống, hắn liền khẽ kéo lên cho nàng. Đồng Tiêu Dật bừng tỉnh, dương mắt nhìn hắn, giọng nói khàn khàn vì mới tỉnh, sao bệ hạ lại tới đây. Hắn ngồi xuống chỗ của Thẩm Anh, nhìn một đống ghi chép cùng tấu chương trên bàn, nói, ngủ ngon không? Đồng Tiêu Dật cầm chén trà lên, nước lạnh rót vào cổ làm nàng tỉnh táo không ít. Bếp lò trong phòng chưa được nhóm lên, nàng thấy hơi lạnh, liền quấn chặt chăn bông trên người, cúi đầu hỏi, có chuyện gì sao? Hắn nghe vậy, cũng không trả lời, đứng dậy nhóm bếp lò, xong rồi mới ngồi xuống nói, hôm nay rảnh rỗi, liền tới đây thăm nàng. Thời tiết chuyển lạnh, một lát nữa sẽ đưa nàng về. Đồng Tiêu Dật lại nói, không cần, ta vẫn còn vài thứ chưa xem xong. Nàng dừng một chút, Thẩm Anh đi khi nào? Đi từ sớm rồi, hắn vừa nói vừa tiện tay lật một cuốn sổ ghi chép, trước khi đi còn đắp chăn bông cho nàng, rất là chi kỷ. Đồng Tiêu Dật nghe giọng điệu chua loét của hắn, cười nhạt, chẳng lẽ bệ hạ ăn giấm chua à? Hắn, thôi đi, bây giờ bình sự bên đại lý tự kia chính là trời của hắn, có cho hắn cũng không có cái gan này đâu. Đồng Tiêu Dật nghe ra tâm tình của hắn hôm nay rất tốt, cũng không nói gì, day day hốc mắt rồi cúi đầu xem sổ ghi chép, đọc được một lát lại nói, hôm qua ta nghe Tông Đình nói, lễ bộ đang may gấp nữ quan phục theo các phẩm cấp, đây là do Thẩm Anh đề nghị hay là ý của bệ hạ? Không phải Mạnh Cảnh Xuân là cháu gái của nàng sao? Đúng vậy. Bây giờ cháu gái nàng cũng không cần phải che giấu nữa, nàng nên vui mừng cho nàng ấy, cần gì phải xoắn suýt xem là chủ ý của ai. Đồng Tiêu Dật nhẹ thở dài, đúng ha. Số mệnh nàng ta tốt, cả một đường đều gặp quý nhân. Đồng Tiêu Dật im lặng một lúc, thấy bên ngoài trời đã tối, khép sổ ghi chép lại, nói, hơi mệt rồi, đi thôi. Tân Hoàng đứng lên, đi cùng với Đồng Tiêu Dật ra khỏi cửa chính sự đường. Vì cải trang xuất cung, ngay cả xe ngựa cũng không thu hút, Đồng Tiêu Dật lên xe liền dựa vào thành xe chợp mắt một chút, đầu lại bị hắn nhẹ nhàng kéo qua. Đồng Tiêu Dật tựa đầu vào vai hắn, thở ra một hơi như chút được gánh nặng. Một đường đi đến quan xá, nhà bếp đã vắng vẻ lạnh tanh, Đồng Tiêu Dật bảo đói bụng, định đi ăn cơm, Tân Hoàng thấy xung quanh không có ai, liền cùng nàng tìm một chỗ trong góc ngồi xuống. Tiểu Lục trong nhà bếp thấy Đồng đại nhân tới, vội vàng đi tìm một ít nguyên liệu nấu ăn còn thừa, Đồng Tiêu Dật lại nói chỉ cần một chén cháo nóng là được. Trong lúc đợi cơm, Đồng Tiêu Dật mệt đến mức muốn nằm xuống ngủ một giấc ngay lập tức. Nàng nâng tay ấn một đường từ huyệt thái dương tới khóe mắt, lại nhìn nhìn Tân Hoàng, bất chợt nói, giọng khàn khàn, Hữu Xuyên, ta già rồi. Hắn duỗi tay qua, ngón trỏ nhẹ nhàng để lên khóe mắt của nàng, ấm áp khô ráo truyền tới từ lòng bàn tay làm cho Đồng Tiêu Dật càng cảm thấy buồn ngủ. Nàng nghe được tiếng than của hắn, chỉ là một nếp nhăn nhỏ mà thôi. Cho dù nàng có nếp nhăn đầy mặt, cũng vẫn là Đồng Tiêu Dật của trẫm. Đồng Tiêu Dật cười nhẹ, truyền tay hắn đi, nhìn vào mắt hắn, nói ta muốn một đứa. Nàng còn chưa kịp nói dứt lời, ngoài cửa bất chợt truyền tới một tiếng nói, muộn vậy rồi mà Đồng đại nhân cũng tới ăn cơm à. Chương 78, đi từng bước nhỏ. Đồng Tiêu Dật không cần nâng đầu cũng đoán được người tới chính là Bạch Tồn Lâm. Tên thiếu căn cốt này thật đúng là chỗ nào cũng thấy, mà lại còn có thể tự dưng khiến người nổi cáu. Đồng Tiêu Dật không thèm đếm xỉa gì tới hắn lại giống như bị chập mạch, cười ha ha chạy tới, trực tiếp ngồi đối diện nàng, chếch qua một bên. Tân Hoàng vốn đưa lưng ra bên ngoài, người không thân không thể dựa vào bóng lưng mà nhận biết. Lúc đầu Bạch Tồn Lâm thấy, chỉ cho rằng đây là bạn của Đồng Tiêu Dật. Đến khi ngồi xuống đang định chào hỏi, vừa nhìn thấy mặt người đó, hắn liền bị dọa đến không nói nên lời. Tân Hoàng cực kỳ độ lượng, rót một chén trà cho hắn, nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, Bạch đại nhân. Bạch Tồn Lâm run rẩy nhận lấy chén trà, cổ họng như bị hóc xương cá, muốn nói lại không dám nói, nghẹn gần chết. Lúc này Tiểu Lục bưng cháo đã được hâm nóng lên, dọn thức ăn xong, nói với Đồng Tiêu Dật mời Đồng đại nhân dùng. Sau đó lập tức xoay người đi. Về phần Bạch Tồn Lâm muốn ăn gì, hắn cũng không thèm hỏi. Bạch Tồn Lâm đang đói bụng, nhưng lại ngại gọi Tiểu Lục quay lại, đành phải yên lặng uống cạn chén trà nhỏ kia, lại yên lặng để xuống, quy quy củ củ nói, hạ quan. Cáo lui. Tân Hoàng lại nói, Bạch đại nhân không ăn cơm sao? Chẳng lẽ đến nhà bếp chỉ vì muốn gặp Đồng đại nhân? Chẳng lẽ rất thân thiết à? Giọng hắn nhàn nhạt, nhưng khi rơi vào tai Bạch Tồn Lâm lại thực sự là giọng điệu tra hỏi. Đồng Tiêu Dật hờ hững ăn cháo của mình, cũng không ngẩng đầu lên, giống như không hề có chút hứng thú nào với chuyện trước mắt. Bạch Tồn Lâm ấp a ấp úng, rốt cuộc lắp bắp nói một câu, hạ quan. Không, vi thần chỉ là thuận đường vào nhìn xem còn có gì để ăn hay không, thấy hình như không còn gì ăn nên mới đi. Đồng Tiêu Dật ngẩng đầu gọi một tiếng, Tiểu Lục. Tiểu Lục nghe tiếng chạy qua, Đồng đại nhân có chuyện gì? Đồng Tiêu Dật nói. Không phải lúc nãy mới nói còn một ít cơm thừa sao? Hầm nóng rồi bưng lên đi, chắc vị Bạch đại nhân này đang đói lắm đấy. Tiểu Lục cười đáp, vâng ạ. Thế là, cơm thừa canh cặn vốn định dùng để đút cho A Miêu A Cầu, cứ thế mà bị hâm nóng lên rồi được bưng lên bàn. Bạch Tồn Lâm ngồi đưa lưng về phía bọn họ, đối mặt một bàn cơm thừa canh cặn này mà trăm mối cảm xúc lẫn lộn. Hắn càng ăn càng không chịu nổi, Đồng Tiêu Dật lại ngồi phía sau hắn. Nói, Bạch đại nhân tuyệt đối đừng lãng phí, tay nghề của Tiểu Lục có thể so với ngự trù, đồ thừa bị bỏ đi, thật sự là phung phí của trời. Bạch Tồn Lâm lại phải đè đầu ra ăn tiếp. Đồng Tiêu Dật uống xong chén cháo nóng, lập tức đứng dậy. Tân Hoàng đi bên cạnh nàng, ra khỏi nhà bếp chung với nàng, hỏi là Thẩm Anh xúi giục nàng tới quan xá ở à? Đồng Tiêu Dật nghiêng đầu nhìn hắn, chỉ cười nhẹ một tiếng, cũng không trả lời đúng hay không. Bạch Tồn Lâm kia là hàng xóm của nàng sao? Bệ hạ lật sổ ghi chép của lại bộ hay là tự mình đoán thế? Ta cần phải đi lật sao? Tân Hoàng kéo nàng qua, nghe nói đánh giá cuối năm của Bạch Đại Nhân be bét lắm, trong khi làm việc lại không tệ. Mấy báo cáo của đợt đánh giá, cuối cùng đều phải đưa đến chính sự đường, có phải là Thẩm Anh ra tay hay không, chỉ cần nhìn là biết ngay. Bụng giả hắn hẹp hòi, luôn luôn ngầm trả thù người khác, chắc là Bạch Đại Nhân đắc tội với hắn không ít rồi. Nàng ở căn phòng mà Thẩm Anh với Mạnh Cảnh Xuân ở trước kia phải không? Vậy chắc Bạch Đại Nhân kia ở ngay sát vách thôi. Hắn mỉm cười, tính tình lỗ mãng thiếu tâm nhãn như thế, chắc là đã phá vỡ biết bao nhiêu chuyện tốt rồi. Đồng Tiêu Dật lười đàm luận về Bạch Tồn Lâm dâu ria tôm tép đó, cũng không tiếp lời. Cầu muốn một đứa con mà nàng vừa định nói, còn chưa kịp nói hết, nhưng với bầu không khí lúc này, nàng không biết phải nói tiếp thế nào. Tân Hoàng lại nói, hàng xóm của nàng là một tên quỷ lanh chanh như vậy, ta không được yên tâm. Về cùng với ta đi. Đồng Tiêu Dật nghe vậy, suy nghĩ hơi ngừng lại một chút, lại cười lên, bệ hạ muốn tặng ta một tòa cung điện à? Tân Hoàng nhìn nàng, nói, nàng ngủ trên giường của ta, ta ngủ dưới đất, được không? Đồng Tiêu Dật ngửa đầu cười cười, vầng trăng sáng treo trên đỉnh đầu còn chưa tròn. Gần đến trung thu rồi, mùi hoa quế thoang thoảng trong đêm đen, nàng nói, được thôi. Khi nào tâm tình của ta tốt, sẽ cho bệ hạ lên giường ngủ. Thiên hạ không có gì là toàn vẹn 10 phần, ngay cả mặt trăng vào ngày 15-16, thoạt nhìn có vẻ tròn, thực ra cũng không thực sự tròn. Chuyện trên đời cũng thế, muốn đòi hỏi vô tận cùng với trọn vẹn hoàn mỹ, không chấp nhận được một khuyết điểm nhỏ nhặt nào, kỳ thật khó như lên trời. Vì thế, Đồng Tiêu Dật chỉ về phòng thu dọn vài món quần áo để thay đổi, lập tức theo Hoàng thượng lên xe ngựa tiến cung. Hôm trung thu, trong triều được nghỉ hết, mấy năm trước tiên đế còn mở tiệc chiêu đãi quần thần, năm nay lại một chút ý tứ muốn mở tiệc cũng không có, chỉ phát một hộp bánh trung thu cho mỗi người rồi thôi. Mọi người đều đã quen với thói tiết kiệm của Tân Hoàng, cũng chỉ về phủ sum họp với người nhà. Một ngày trước, Nghiêm Học Trung cùng với Thẩm Thời Linh đã đi kinh giao, trong phủ chỉ còn lại Thẩm Anh, Mạnh Cảnh Xuân cùng Thẩm Đại Duyệt. Mạnh Cảnh Xuân dậy sớm, làm ổ trong nhà bếp đợi bánh trung thu mới ra lò, đầu bếp cũng ngại không dám nói nàng quá sốt ruột, chỉ tùy ý nàng. Thẩm Anh rửa mặt xong tới nhà bếp, thấy nàng ngồi trên ghế, vừa uống nước vừa đợi, đi qua xoa xoa đầu nàng, sao lại thèm ăn đến thế? Hộp bánh trung thu mới cầm về hôm qua đã ăn sạch rồi à? Mạnh Cảnh Xuân lắc đầu, không phải, Đại Duyệt nói muốn ăn, thiếp đưa cho muội ấy hết rồi. Muội ấy đâu có ăn được nhiều như vậy. Thẩm Anh nói xong, lập tức quay ra ngoài, bắt được Ngưu quản gia, có gặp nhị tiểu thư không? Ngưu quản gia trả lời, nhị tiểu thư đã đi ra ngoài từ sớm. Thẩm Anh chợt cau mày, muội ấy đi một mình à? Vâng, Ngưu quản gia nhỏ giọng nói tiếp, vốn cũng không biết, là gác cổng của cù phủ ở góc đường nói. Chắc là nhị tiểu thư lén đi. Nhà đầu này, đi hỏi rõ ràng phương hướng rồi tìm về cho ta. Ngưu quản gia lập tức chạy vội đi. Mạnh Cảnh Xuân nghe thấy tiếng nói bên ngoài, vội chạy ra hỏi, sao vậy? Sáng nay Đại Duyệt lén đi ra ngoài, cũng không nói là đi đâu, đã sai người đi tìm rồi. Thẩm Anh thở dài, đi thẳng về phòng ngủ, đang định thay quần áo đi tìm, không ngờ Mạnh Cảnh Xuân lại bỗng nhiên gọi hắn lại. Thẩm Anh quay đầu lại, hỏi có chuyện gì? Mạnh Cảnh Xuân cắn môi, lùi một bước ra đằng sau, nếu thiếp nói ra, chàng không được trách thiếp. Sắc mặt Thẩm Anh không được tốt lắm, nhưng vẫn cố dịu giọng lại, nói, không sao, nàng nói đi. Lần trước đi xin bùa bình an, Đại Duyệt cũng muốn đi chung, kết quả đúng lúc gặp phải Trần Đình Phương. Nhà đầu kia rất tò mò về Trần Đình Phương, lúc quay về cũng hỏi cái này hỏi cái kia, hơi giống như Xuân Tâm nhộn nhạo, nàng ấp a ấp úng nói, căng thẳng gãi gãi đầu, suy nghĩ cả buổi rồi nói tiếp, chẳng lẽ cầm bánh trung thu đi Viên Giác Tự tìm Trần Đình Phương. Thẩm Anh nghe xong, cũng không tức giận, chỉ nói một câu đúng là làm ẩu, bánh trung thu kia cũng không phải là bánh chay, rồi lập tức xoay người vội vàng đi về hướng phòng ngủ của Đại Duyệt. Mạnh Cảnh Xuân hấp tấp đuổi theo, hai người nhìn một lượt quanh phòng, căn bản là không thấy tung tích của hộp bánh trung thu kia đâu. Mạnh Cảnh Xuân càng thêm chắc chắn về chuyện tiểu nha đầu mang bánh trung thu đến Viên Giác Tự. Nàng hít sâu một hơi, Thẩm Anh lại mím chặt môi, lập tức đi ra ngoài sai người chuẩn bị xe đi Viên Giác Tự. Tuy Thẩm Đại Duyệt ra ngoài từ trước, nhưng rốt cuộc nàng chỉ đi bộ, còn chưa tới Viên Giác Tự thì Thẩm Anh đã đến trước. Xưa nay Thẩm Anh chưa từng tới mấy nơi như vậy, hôm nay trung thu, có nhiều người đến chùa, trong phòng khách toàn là người đi khấn Phật. Hắn tìm được một vị hòa thượng, vừa mới hỏi Vô Tâm sư phụ ở đâu, liền có một tiểu đầu chọc xông tới bên cạnh. Viên Tuệ nhìn hắn, đánh giá hắn một phen rồi nói, hôm nay sư thúc đi gõ chuông rồi, thí chủ tìm sư thúc của ta có chuyện gì không? Viên Tuệ vừa dứt lời, liền thấy Trần Đình Phương đi về hướng này. Trần Đình Phương thấy Thẩm Anh, hơi cúi người chắp tay thành chữ thập hành lễ, nói thí chủ có chuyện gì sao? Đây là lần đầu tiên Thẩm Anh gặp hắn sau khi hắn xuất gia. Thẩm Anh chỉ nói, tới đây thắp hương, thuận đường đến gặp cố nhân một lần. Vẻ mặt Trần Đình Phương thản nhiên, chỉ nói, đi uống chén trà không? Thẩm Anh lập tức đáp ứng, đi đến phòng phía sau uống trà. Hắn cũng đoán được Thẩm Đại Duyệt còn chưa tới, mới ngồi ở đây ôm cây đợi thỏ. Quả nhiên, khoảng nửa canh giờ sau, Viên Tuệ gõ cửa ở bên ngoài, nói, sư thúc, vị nữ thí chủ lần trước tới thăm người. Thấy trong phòng không có tiếng đáp lại, Viên Tuệ xoay người ngẩng đầu nói với Thẩm Đại Duyệt, hình như bạn bè từ hồi còn ở tục gia của sư thúc ta tới, bộ dạng tuấn tú lịch sự, nhưng nhìn rất dữ. E là sư thúc ta còn đang chào hỏi hắn, nữ thí chủ muốn đến phòng bên cạnh ngồi một chút không? Hắn vừa nói xong câu này, cánh cửa bất ngờ bị kéo ra, Thẩm Anh bước ra, nhìn Thẩm Đại Duyệt một cái, đi về với huynh. Thẩm Đại Duyệt hoàng hồn, hoàn toàn không biết tình cảnh hiện giờ là như thế nào, Trần Đình Phương cũng đi ra. Thẩm Đại Duyệt vội vàng giấu hộp bánh trung thu ra đằng sau, Thẩm Anh lại nói, đây là bánh trung thu nhân mặn, muội cầm tới đây cũng không thích hợp, về với huynh trước đi đã. Dù sao Thẩm Đại Duyệt cũng còn nhỏ tuổi, da mặt mỏng, bị Thẩm Anh vạch trần vốn là thật sự ngại ngùng, đành phải thành thật đi theo hắn về phủ. Nàng quay đầu lại nhìn Trần Đình Phương, đôi mắt như biết nói, cực kỳ đáng thương. Khi Thẩm Anh về phủ đã là sau giờ ngọ, bữa sáng bữa trưa đều chưa được ăn. Mạnh Cảnh Xuân thấy hắn về, vội vàng tiến lên nghênh đón, bảo là thức ăn còn nóng, để hai người bọn họ nhanh chóng đi ăn cơm trước. Vốn dĩ hôm nay Thẩm Anh định cho Mạnh Cảnh Xuân một bất ngờ nho nhỏ, không ngờ bị chuyện của Thẩm Đại Duyệt vướng chân, đương nhiên tâm tình vừa buồn bực vừa cáu kỉnh. Hắn còn chưa ăn xong đã gác đũa xuống, Mạnh Cảnh Xuân ngồi đối diện cả kinh đến mức vội vàng ngồi ngay ngắn lại. Thẩm Đại Duyệt chỉ cúi đầu, ăn thật chậm, giọng nhỏ như muỗi kêu, muội không nên cầm bánh trung thu của A huynh vào trong chùa. Đây không phải là trọng điểm. Thẩm Anh nói rất chậm, giọng cũng nhàn nhạt, muội đừng có lánh nặng tìm nhẹ. Miếng cơm mà Thẩm Đại Duyệt vừa mới ăn vào mắc kẹt ngay cổ họng, nàng nỗ lực nuốt xuống, A huynh. Thẩm Anh khẽ thở dài, sắp tới Thời Linh sẽ về sở, muội về cùng với nàng ấy đi. Thẩm Đại Duyệt mím môi, A huynh, muội. Thẩm Anh biết nàng không muốn đi, nhưng hắn không thể trơ mắt nhìn nàng bị tổn thương rồi mới về quê cũ. Hắn nhìn Mạnh Cảnh Xuân đang mang vẻ mặt căng thẳng ngồi ở đối diện một cái, lại quay sang nhìn Thẩm Đại Duyệt, cố gắng dịu giọng lại, khuyên, không nói tới chuyện Trần Đình Phương đã xuất gia, cho dù bây giờ hắn còn đang ở tục gia, muội cũng không được phép quá thân thiết với hắn. Hồi trước quan hệ của Trần Đình Phương với tàu tàu của muội cũng coi như không tệ, nhưng sau đó lại vì nhị điện hạ mà quyết định lợi dụng tàu tàu muội. Người như thế vốn chính là vô tâm, cái gọi là tình nghĩa trong mắt hắn có thể không đáng để nhắc tới. Vì huynh chỉ sợ tương lai muội sẽ phải đau lòng, nếu lời nói có hơi nặng, muội nghe rồi bỏ đi. Muội không đi. Thẩm Đại Duyệt ngẩng đầu nhìn hắn, lấy hết can đảm, nói, lời mà A huynh vừa nói, cùng với lời khuyên lúc trước của Tẩu Tẩu, muội đều ghi nhớ hết. Nhưng một người không thể chỉ vì 2-3 câu nói này mà có thể bao quát hoàn toàn. Hắn là người như thế nào, muội muốn tự mình đi tìm hiểu. Chương 79, kinh hỉ nho nhỏ. Thẩm Anh nghe vậy, vừa định mở miệng, Mạnh Cảnh Xuân ngồi đối diện lại lắc đầu với hắn, ra hiệu hắn không cần khuyên tiếp. Thẩm Anh cầm đũa lên lần nữa, chỉ nói, ăn xong rồi đi đọc sách đi, sau này ra ngoài ít nhất cũng phải nói một tiếng với người trong nhà, nhớ chưa? Thẩm Đại Duyệt khẽ gật đầu. Đến khi ăn xong đã là giờ mùi, 13 giờ 15h, Thẩm Đại Duyệt đứng dậy cáo từ. Mạnh Cảnh Xuân dọn sơ chén đũa, cúi đầu nhìn thấy Thẩm Anh vẫn đang cau mày như trước, nàng vươn tay xoa xoa lên giữa hai hàng lông mày của hắn, tính tình Đại Duyệt cũng ngang bướng, có khi càng khuyên càng phản tác dụng. Chắc tiểu nha đầu bị đóng cửa tiễn khách vài lần sẽ biết khó mà lui thôi. Nếu được thế thì đương nhiên là tốt nhất. Trên mặt Thẩm Anh vẫn không có ý cười. Tướng gia lo lắng Trần Đình Phương sao? Mạnh Cảnh Xuân hơi híp mắt, cau mày nói, Trần Đình Phương không giống như người lưu tình mọi nơi, khi cần từ chối sẽ từ chối cực kỳ quyết đoán, chắc sẽ không dây dưa không rõ với Đại Duyệt đâu. Nếu vẫn không yên tâm, thiếp không ngại đi tìm hắn nói chuyện. Thẩm Anh không tỏ thái độ gì, thở dài ngẩng đầu nhìn nàng nói, lòng người là thứ khó quản nhất, tuy ta là huynh trưởng của muội ấy, nhưng nói cho ngay thì cũng không hoàn toàn hiểu rõ muội ấy. Đợi Thời Linh về rồi bàn tiếp vậy. Mạnh Cảnh Xuân không nói gì, kéo hắn dậy, nói, nghe nói hôm nay họp chợ, thiếp đã rất lâu không ra ngoài đi dạo rồi. Nếu tướng gia có rảnh thì đi dạo chung với thiếp đi. Thẩm Anh lại bày ra bộ dáng lười biếng, nói, giày vò từ sáng đến giờ, lúc này có hơi mệt. Ta muốn đi ngủ một lát. Mạnh Cảnh Xuân nói, vậy thì đi ngủ đi. Thiếp cũng đi xem sách một lát, để tối ra ngoài cũng không sao. Thẩm Anh xoa xoa đầu nàng rồi lập tức xoay người đi về hướng phòng ngủ. Qua khoảng 1 canh giờ rưỡi sau, Mạnh Cảnh Xuân thấy bên ngoài trời cũng sắp tối, liền ra khỏi thư phòng, đến phòng ngủ tìm Thẩm Anh. Nhưng nàng tìm trong cả hai phòng ngủ cũng không thấy bóng dáng Thẩm Anh đâu. Không phải nói là đi ngủ một giấc à? Sao lại không ở trong phòng? Nàng lại tìm bốn phía, thậm chí cả nhà bếp cũng đến xem một lượt, nhưng vẫn không thấy bóng dáng hắn đâu. Nàng vừa bước ra khỏi cửa phòng, thấy Nghiêu quản gia vừa vặn đi ngang qua, liền tóm lấy Nghiêu quản gia hỏi, có biết tướng gia đi đâu không? Nghiêu quản gia cau mày, suy nghĩ rất lâu mới nói, tướng gia không ở trong phủ sao? Ta vừa mới đi tìm xong, không thấy. Nghiêu quản gia lại nghĩ, cả buổi sau mới nói một câu, chẳng lẽ đi Thục Viên? Thục Viên? Mạnh Cảnh Xuân rõ ràng sửng sốt. Nghiêu quản gia thành thật đáp vâng, gần đây mỗi lần tướng gia rảnh là chạy qua Thục Viên, cũng không biết làm gì. Mạnh Cảnh Xuân không hiểu gì, lập tức đi ra ngoài, chạy đến Thục Viên. Từ năm ngoái, sau khi biết Thục Viên bị Thẩm Anh mua mất, nàng cũng không đến đó nữa, sắp quên bén luôn căn nhà đó rồi. Bây giờ Thẩm Anh lại chạy đến đó để làm gì vậy? Sắp đến hoàng hôn, hoa quế tỏa hương khắp đường. Băng qua khu chợ chiều nhốn nháo đông đúc, lúc Mạnh Cảnh Xuân chạy đến Thục Viên thì đã thở hồng hộc. Cửa chính chỉ khép hờ, Mạnh Cảnh Xuân vừa thấy tình hình này, nghĩ Thẩm Anh quả thực là tới đây. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện tấm biển vốn treo trên cửa không còn nữa. Mạnh Cảnh Xuân không khỏi cau mày, đẩy cửa lặng lẽ vào trong. Đứng trong căn nhà im ắng, nàng ngây ngẩn cả người. Thời gian như chảy ngược dòng, quay lại hơn 10 năm trước. Bố cục trong nhà, vị trí hoa cỏ đều khớp với ký ức mơ hồ của nàng. Mạnh Cảnh Xuân nhất thời sững sờ, đứng ngoài sân cả nửa buổi, không biết phải đi vào trong. Khó khăn lắm mới lấy lại được tinh thần, nàng chậm rãi tiến lên, đi một đường đến sảnh giữa, vừa vặn thấy Thẩm Anh đang đứng trên một cầu thang gỗ, giơ cao tấm biển bằng đồng viết hai chữ Thục Viên, muốn treo lên nóc. Hoàng hôn bao phủ cả căn nhà, mặt trăng từ từ nhô lên, gió đêm lướt qua vạt áo cùng mái tóc buông rũ xuống của Mạnh Cảnh Xuân. Nàng yên tĩnh đứng đó, Thẩm Anh cũng tập trung treo tấm biển, cho đến khi hắn đã đặt tấm biển vào đúng vị trí, xoay người định xuống thang, mới phát hiện Mạnh Cảnh Xuân đã đứng trong hành lang ngay sau lưng hắn. Mạnh Cảnh Xuân đột nhiên hoàn hồn, nâng tay vén sợi tóc rơi loạn ra sau tai, chỉ nói, thấy chàng không ở trong phủ, lại nghe quản gia nói chàng đến đây, nên tìm tới. Thẩm Anh chỉ mặc một bộ đồ bằng vải thô trên người, cả tay lẫn quần áo đều không sạch sẽ, tuy không coi là chật vật, nhưng tuyệt đối không thể gọi là vẻ vang. Mạnh Cảnh Xuân đột nhiên giết tới đây, hắn mang theo vẻ mặt như chưa chuẩn bị tốt, nói, sao còn sớm vậy mà đã tới đây, Nghiêu quản gia. Hắn cuống quýt thu thang gỗ lại, Mạnh Cảnh Xuân nhìn tấm biển treo giữa phòng, khẽ thở dài, tấm biển này do mẫu thân thiếp viết, vốn treo ở đây, sau đó không biết ai lại chuyển nó ra ngoài cổng. Bây giờ vật về chỗ cũ, cổ họng nàng hơi nghẹn lại, không nói tiếp nữa. Thẩm Anh cũng ngẩng đầu nhìn thoáng qua, không nói gì. Hắn cũng chỉ dựa theo bố cục trong ký ức, sửa lại Thục Viên một lần nữa, tự mình làm hết, muốn cho Mạnh Cảnh Xuân một kinh hỉ nho nhỏ vào Trung Thu, nhưng cuối cùng lại chưa kịp làm xong. Vốn định tối nay là có thể hoàn thành, không ngờ nàng lại tự mình tới đây. Mạnh Cảnh Xuân gạt bỏ ưu tư vừa rồi của mình, nhìn quanh bốn phía, nói, sao tướng gia còn nhớ rõ hơn cả thiếp nữa. Thẩm Anh cất thang gỗ vào trong nhà, đưa lưng về nàng, nói, lúc ấy nàng còn nhỏ. Nhưng nói cho cùng thiếp cũng ở ngần ấy năm, nhưng lại có rất nhiều cái không thể nhớ được. Mạnh Cảnh Xuân nhìn kỹ từng điểm một, than nhẹ. Thẩm Anh bâng quơ giải thích cho nàng, bởi vì nàng ngốc chứ sao. Mạnh Cảnh Xuân tiến lên hai bước, đứng trước mặt hắn, hừ một tiếng, nói tướng gia lén lén lút lút sửa vườn này trở về nguyên dạng, lại còn khoác lên bộ đồ này, tự mình làm việc, có phải vì muốn được khen ngợi hay không? Nhưng nếu nói thiếp ngốc, thì sẽ không có khen ngợi gì sất. Tay Thẩm Anh bẩn, không đành lòng nâng tay nhéo nàng, ngoan cố nghỉnh cổ lên, nói ai vì muốn được khen ngợi mà làm nhiều chuyện như vậy chứ? Ta đâu phải là đần độn. Ồ, bây giờ tòa nhà kia cũng không phải là nhà gì tốt nữa. Thời Linh với Nghiêm Học Trung đều có ý muốn ở lâu tại Kinh Thành, để bọn họ đỡ phải chuyển, chúng ta chuyển đến đây ở. Nàng thấy sao? Mạnh Cảnh Xuân chưa hề nghĩ đến chuyện này, không ngờ Thẩm Anh đã vụng trộm cân nhắc lâu như vậy, thật đúng là đa mưu túc trí. Thẩm Anh bận cả một buổi chiều, ngay cả nước cũng chưa được uống. Hắn vươn đôi tay bẩn thỉu ra, trong nhà bếp ở đằng sau có đun nước nóng, rót một chén nước dùm ta đi. Mạnh Cảnh Xuân thầm nghĩ, ngay cả nhà bếp mà cũng dọn dẹp xong rồi. Nàng vội vàng chạy đến hậu viện, thấy trên bếp lò trong nhà bếp có một ấm nước vừa mới sôi, lại nhìn dụng cụ pha trà ở trên bàn, sạch bóng, một chút bụi bặm cũng không có. Nàng dứt khoát cầm lấy chén trà, xách ấm nước đến sảnh giữa. Nước nàng rót đã nguội, nhưng nhìn bốn phía cũng không thấy bóng dáng Thẩm Anh đâu. Đợi thêm một lát, chỉ thấy Thẩm Anh cầm một cuộn chiếu cói đến, trải ra trong hành lang trước sảnh giữa, lại truyền cái bàn thấp trong phòng ra, nói trời không còn sớm nữa, muốn ăn gì? Mạnh Cảnh Xuân vội vàng bưng chén chạy ra, đến trước mặt hắn, kiễng chân lên, tướng gia mở miệng ra nào. Thẩm Anh hơi cúi đầu uống trà, nhưng lại uống rất chậm, Mạnh Cảnh Xuân kiễng chân kiễng đến mệt, vậy mà hắn còn chưa uống xong một chén trà, nàng không khỏi nâng tay lên, uống nhanh nhanh một chút, đừng lề mề nữa mà, không phải là khát sao? Thẩm Anh uống xong, đang định duỗi tay xoa xoa đầu nàng, nhưng trên tay quá bẩn nên đành phải từ bỏ. Mạnh Cảnh Xuân nhìn bộ quần áo vải thô trên người hắn, không có đồ thay à? Sao, mặc thế này liền ghét bỏ ta à? Mạnh Cảnh Xuân đặt cái chén không lên bàn, mau nói quần áo để ở đâu đi. Thẩm Anh tự mình đi thẳng tới hậu viện, dừng lại trước một gian phòng ngủ ở Đông Sương, quần áo trên người toàn bụi, đi vào xui lắm. Đồ thay để trong ngăn tủ, nàng lấy ra dùm ta. Mạnh Cảnh Xuân lườm hắn một cái, không lẽ định thay quần áo ngay giữa sân à? Thẩm Anh khoát tay bảo nàng đi nhanh, có gì quan trọng đâu, trong sân cũng không có ai khác. Mạnh Cảnh Xuân vào phòng ngủ, nhìn lên, thấy trong ngăn tủ để đầy quần áo, ngay cả trên giường cũng đã được trải chăn đệm đàng hoàng. Rốt cuộc là khi nào thì có chủ ý này vậy, chuẩn bị đầy đủ đến thế, giống như có thể rời đến đây ở ngay lập tức vậy. Nàng tìm một cái áo khoác ngoài, đi ra ngoài, thấy Thẩm Anh đang đứng dưới mái hiên chờ nàng. Mạnh Cảnh Xuân đi tới, cởi bỏ lớp áo ngoài bằng vải thô trên người hắn ra, lại thấy tay hắn bẩn, liền giúp hắn mặc ngoại bào sạch sẽ vào, nắm lấy cổ tay hắn, nói, đi rửa tay đi. Thẩm Anh đến bên cạnh giếng rửa tay, lại vào nhà bếp lấy một vò rượu cũ 10 năm ra, hỏi Mạnh Cảnh Xuân có muốn uống chút rượu không? Mạnh Cảnh Xuân đứng dựa cửa, cười, tướng gia còn giấu cái gì thì cứ mang ra hết đi. Thẩm Anh khó chịu mở chạn bếp ra, hồi chiều lúc tới đây, thuận đường mua một ít thức ăn. Vốn định đến tối về phủ đón nàng, không ngờ nàng lại tự mình chạy qua. Hắn bày dĩa thức ăn cùng với chén sứ nhỏ ra mâm, đưa cho Mạnh Cảnh Xuân, còn mình thì xách một vò rượu 10 năm cùng với một hộp bánh trung thu, đi đến sảnh giữa. Mặt trăng đã treo cao giữa trời, Mạnh Cảnh Xuân đặt mâm xuống, cởi giày ra, ngồi lên chiếu cói trước hiên, may mà thời tiết hôm nay tốt, có thể ngồi bên ngoài ngắm trăng một lúc. Thẩm Anh cũng ngồi xuống, rót 2 chén rượu, đưa cho Mạnh Cảnh Xuân một chén, than nhẹ, đúng là chỉ có 2 người vẫn thoải mái hơn. Mạnh Cảnh Xuân cầm ly rượu lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, ngửa đầu nhìn trời, trực tiếp nằm xuống, tướng gia như thế là do ở quan xá nuôi ra thói xấu, quái gở quen rồi. Thục viên tuy nhỏ nhưng bên trong đều có đầy đủ, kỳ thật là một chỗ ở rất thích hợp. Thẩm Anh hơi mệt, nhấp một ngụm rượu, bẻ nửa cái bánh trung thu cho Mạnh Cảnh Xuân. Mạnh Cảnh Xuân nhận lấy, lại ngồi dậy, vừa cúi đầu gặm bánh trung thu vừa nói, thiếp cũng cảm thấy ở đây rất thoải mái. Tối nay không về, dù sao đêm nay Thời Linh với Học Trung cũng về phủ. Mạnh Cảnh Xuân ăn mà làm rơi vụn bánh ra đầy chiếu, Thẩm Anh lườm nàng một cái, nàng là bà lão à? Thiếu răng cửa hay sao mà tướng ăn lại khó nhìn dữ vậy? Mạnh Cảnh Xuân vừa mới nuốt miếng bánh trung thu cuối cùng xuống, căm giận liếc hắn một cái, lại lấy ra một cái bánh trung thu khác, đúng là keo kiệt, cho thiếp có nửa cái bánh. Rõ ràng lúc chàng bẻ bánh cho thiếp làm rơi vụn bánh ra, vậy mà giờ lại đổ lên đầu thiếp. Thẩm Anh không bắt bẻ nàng, chỉ duỗi tay qua xoa xoa đầu nàng. Mạnh Cảnh Xuân né ra đằng sau, lúc đầu sắp đập vào đất, được Thẩm Anh kịp thời bảo vệ. Mở u bàn tay của Thẩm Anh đập lên mặt đất, sau đó thân thể cũng nằm sấp xuống. Hai người cứ nhìn nhau như vậy, Mạnh Cảnh Xuân ngẩng đầu nhắm ngay môi hắn hôn lên, Thẩm Anh thuận thế hôn ngược lại, hôn gặm gặm như thế một hồi, Mạnh Cảnh Xuân vội vàng né tránh, nhìn trời cười nói, vẫn còn ở bên ngoài đấy, tướng ra đừng nghịch lửa. Thẩm Anh quay mặt nàng lại, ở ngoài thì sao? Dù sao cũng đâu có ai. Mạnh Cảnh Xuân vươn tay đè gáy hắn lại, nhỏ giọng oán giận, bây giờ tướng ra nói chuyện càng lúc càng không cần mặt mũi, học của ai vậy? Nghiêm Học Trung sao? Đôi khi tỷ phu nói chuyện với trưởng tỷ đúng là không biết xấu hổ. Sao lại so sánh ta với tên thê nô kia, có thể giống nhau sao? Thẩm Anh truyền tay nàng đi, sợ cảm lạnh thì chúng ta về phòng là được. Editor, ai ra, vậy mà cứ tưởng là hai anh chị sẽ đánh giã chiến chứ. Chương 80, vui tai vui mắt. Thẩm Anh nói xong, Mạnh Cảnh Xuân lại muốn ngồi bên ngoài thêm một lát, Thẩm Anh không có cách nào, đành phải ngồi tiếp với nàng trong hành lang. Khi nói chuyện, Mạnh Cảnh Xuân chợt nhắc tới cuốn sách mà phụ thân lưu lại trước kia. Sau khi nàng thi hương xong, lúc vào kinh đi thi là coi như hoàn toàn dọn khỏi nhà của cậu họ, một dương sách hai bọc quần áo thường phục là toàn bộ gia sản của nàng. Di vật của mẫu thân ít đến đáng thương, quan trọng nhất cũng chỉ có cuốn sách của phụ thân, nặng trình trịch nằm trong dương sách, bây giờ nhớ lại, đúng là thật sự rất nặng. Thẩm Anh khẽ nhấp một ngụm rượu, hỏi nàng muốn nghiên cứu nó một chút sao? Nàng thường hay nhốt mình trong dược phòng, có khi ở trong đó cả nửa ngày không ra, chắc là trong lòng cũng mơ hồ có ý nghĩ như thế. Mạnh Cảnh Xuân đặt chén rượu xuống, thở dài nói, không biết rốt cuộc phụ thân viết mấy thứ đó ra để làm gì, là hồ sơ giữ lại cho chính ông hay là định sau trăm tuổi truyền cho đời sau. Đọc nhiều năm như vậy mà vẫn không thể hiểu thấu ý đồ của ông ấy. Hơn 30 năm cuộc đời có hơn một nửa là nghiên cứu y dược, làm không biết mệt, dưới gối cũng chỉ có một đứa con gái, thân thể thê tử lại không tốt, không còn cách nào sinh nở. Tương lai y thuật này muốn truyền cho ai, chắc ông ấy cũng từng cân nhắc, cho nên mới ghi chép lại, hy vọng một ngày nào đó có thể truyền cho người có duyên sao. Hiện giờ Mạnh gia chỉ còn lại một mình nàng, nếu cuốn sách cùng với phương thuốc truyền lại này cứ giấu trong phủ tích bụi, e là một ngày nào đó sẽ biến mất mà không hay. Nàng cũng từng nảy lên ý nghĩ định chỉnh sửa lại rồi mang đi in, nhưng trong lòng vẫn luôn băn khoăn, mỗi lần chỉ nghĩ đến rồi lại từ bỏ. Thẩm Anh nói, lúc đó mẫu thân nàng cho phép nàng đọc cuốn sách đó, chắc là cũng không để ý đến quy củ y thuật Mạnh gia không truyền nữa. Nếu nàng băn khoăn, cứ chỉnh lý lại cuốn sách rồi đem đi in đi. Còn về phần phương thuốc bí truyền không tiện truyền ra ngoài của Mạnh gia, thì cứ giữ lại cho mình thôi. Mạnh Cảnh Xuân gật gật đầu. Mấy ghi chú trần bệnh, nếu có chỗ nào nàng không hiểu, thì cứ đến gặp Trương Chi Thanh nghiên cứu thảo luận, không cần ngại ngùng. Mạnh Cảnh Xuân tiếp tục gặm bánh trung thu, nói, đã biết. Một đêm này ở Thục Viên, Mạnh Cảnh Xuân ngủ cực ngon, mơ một giấc mơ rất dài, nhưng khi tỉnh lại cũng không thấy buồn. Bình thường nếu nàng mơ thấy những chuyện trước kia sẽ luôn luôn buồn bực, bây giờ lại bình tĩnh nhiều lắm. Thẩm Anh nói, ở Thục Viên không thiếu gì cả, bên thẩm phủ cũng không cần dọn sạch, nếu Mạnh Cảnh Xuân muốn chuyển dược phòng qua đây thì chọn ngày sai người chuyển sang là được. Hôm đó, vừa đúng lúc Thẩm Thời Linh ở trong phủ, thấy Mạnh Cảnh Xuân tới đây chuyển dược phòng đi, đến phút cuối cùng lại gọi Mạnh Cảnh Xuân tới, do dự cả buổi mới nói, không biết trong số mấy phương thuốc bí truyền của Mạnh gia, có cái nào giống như Tống Tử Hoàn này nó hay không? Mạnh Cảnh Xuân nheo mắt, nhớ tới hồi trước ở sở có nghe nói đến chuyện Thẩm Thời Linh khó có thai, cắn môi nói, có thì cũng có, nhưng chưa có ai thử nghiệm cả, mà viên thuốc cũng phải chế ra cho tốt mới được, Huống chi không phải thuốc này ăn vào là có hiệu quả ngay, còn cần phải chẩn đoán phân tích triệu chứng bệnh, không đơn giản như thế. Thẩm Thời Linh lại nói, thật không, nhưng không thử một chút thì sao biết được. Nàng nói trực tiếp như vậy, khiến Mạnh Cảnh Xuân không biết phải nói gì. Nhưng rốt cuộc Thẩm Thời Linh cũng không tiếp tục truy hỏi nữa, Mạnh Cảnh Xuân liền cõng dương sách đi ra cửa. Thẩm Thời Linh hỏi câu này, Mạnh Cảnh Xuân cũng để trong lòng. Nếu có hôm nào rảnh rỗi, không bằng chế vài viên thuốc, về phần có muốn để Thẩm Thời Linh thử hay không thì nói sau. Đôi vợ chồng nhỏ ở Thục Viên được một tháng, hiện giờ đã là cuối thu đầu đông, hoa quế nở muộn cũng đã úa tàn, kinh thành càng ngày càng lạnh. Song, trong thời tiết lạnh đến mức không ai muốn ra cửa này, triều đình lại sôi sùng sục vì một tin tức về Thẩm Anh. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, giấc mộng xuân của bao nhiêu tiểu cô nương trong kinh thành rơi vỡ đầy đất. Tiểu lại ngự sử đài cao mày nói, nghe nói hữu tướng dâng sớ cầu hôn một vị bình sự trong đại lý tự đó nha. Tiểu lại hình bộ chớp mắt nói, vậy là hữu tướng quả thật là đoạn tụ sao? Ngang nhiên cầu hôn quan viên triều đình gì gì đó, chuyện này thật sự là quá kinh khủng à, tin này của ngươi có đúng hay không thế? Ô khoan từ từ, khi nào thì triều ta có thể cưới nam nhân thế? Đần à, tiểu lại ngự sử đài trọt trọt chán đối phương, đại lý tự bình sự kia giống Đồng đại nhân, giống nhau đó. Tiểu lại hình bộ giật mình hiểu ra, há to miệng nhìn chân chối, thật lâu sau mới khép lại được, vậy hoàng thượng thấy tấu chương này không biết có tâm tình thế nào đây nữa. Cái này thật sự là không tốt, dù sao cũng không thể chỉ cho phép quan trên đốt lửa mà không cho dân chúng thắp đèn nha. Vậy thì cũng không thể trách móc hữu tướng cùng với bình sự kia. Nghe nói bình sự kia với hữu tướng ngầm qua lại lâu rồi, từ khi ở quan xá cùng nhau là đã quyến rũ nhau rồi. Vậy mà giấu được đến tận bây giờ, thừa dịp thời cơ lúc này tốt đẹp mới chọc ra. Hữu tướng đúng thật là gian trá giảo hoạt, lòng đen xì xì luôn. Tiểu lại hình bộ, chậc chậc, 2 tiếng, lại nói, nhắc mới nhớ, hữu tướng cũng lớn tuổi rồi, độc thân nhiều năm như thế không biết thân thể có còn xài được hay không nữa. Gian díu với nhau lâu vậy mà ngay cả đứa bé cũng không tòi ra được. Tiểu lại ngự sử đài vươn tay ra vỗ đầu hắn, nói bậy gì vậy, đây là ở bên ngoài, lỡ có ai nghe thấy thì ngươi cứ ngồi mà đợi hữu tướng tới lột da ngươi đi. Thật ra tuổi hữu tướng vẫn còn tốt chán, hơn nữa còn chưa chính thức thành hôn, cũng đâu thể nào để cho bình sự kia vác cái bụng to đi qua đi lại trong đại lý tự được, khẳng định là cấm dục rồi. Mặt của tiểu lại hình bộ đen thui, thế tức là sắp thành hôn à. Đây thật sự là một chuyện lớn trong kinh thành nha, đúng là vui tai vui mắt, rất được hoan nghênh đó. Đúng đó, người có biết tòa nhà hồi trước của Mạnh Viện Phán không? Cái tòa nhà tên là Thục Viên ấy, ở ngay bên cạnh tiểu lâu, bảo là mua lại làm nhà mới. Chậc chậc, bản lĩnh kim ốc tàng kiều của hữu tướng đúng là quá lợi hại. Ngoặc kép, đương nhiên cũng có người ôm một bụng căm phẫn, không vừa mắt cách làm hạ lưu này của hữu tướng. Mạnh bình sự khi quân, hữu tướng lại hùa theo dối trên gạt dưới, còn cấu kết với quan viên ở tầng thấp nhất, bây giờ lại rửa sạch bóng tội danh của mình dễ như trở bàn tay như thế, thật đúng là một tay che trời, triều đình này có còn vương pháp gì hay không? Nhưng chuyện này cũng chỉ có thể thì thầm to nhỏ với nhau, không thể công khai cho thiên hạ đều biết, oán hận cũng chỉ có thể ngầm trong lòng mà thôi. Bên này căm giận bất bình, bên kia lập tức có đồng nghiệp tới, vỗ vai nói, ôi dào, không bằng thông cảm cho tên độc thân đáng thương bao nhiêu năm qua ngay cả tay nữ nhân cũng chưa được sờ qua đi, không cần tự mình luẩn quẩn trong lòng, người ta cũng đâu có dễ dàng gì. Thực đúng là không có thiên lý. Chẳng những nhóm tiểu lại điên cuồng khua môi múa mép, ngay cả quan to trong triều cũng bàn tán xôn xao, nhưng khi mấy lời thảo luận này đang lên đến cao nhất, bỗng nhiên có một nhóm người nhanh chóng nhận được tấm thiệp mời đỏ chót, do Thẩm Anh tự tay viết, chính là thiệp cưới. Cái này chẳng khác nào công khai thừa nhận với mọi người rằng tất cả lời đồn đó đều là thật, mà hoàng thượng cũng không có ý trách móc gì. Thiên hạ thái bình, Thẩm Anh ta chuẩn bị thành hôn, mọi người đều được biết. Tông Đình là người đầu tiên nhận được thiệp mời, lúc cầm lấy thong thả mà phấn chấn mở ra xem. Ôi, hôn sự lại được tổ chức ở Thục Viên. Thục Viên này không phải là nhà cũ của Mạnh Cảnh Xuân à? Thẩm Anh làm như thế không phải là đi ở rể sao? Vui à nha. Đồng Tiêu Dật nhận được thiệp mời, lành lạnh cười 3 tiếng, nhìn Thẩm Anh nói, lại thành hôn à? Bên phía ta tuyệt đối không cung cấp 2 phần đồ cưới, trừ khi đưa 2 phần sính lễ tới. Nghĩ lại cũng khá là phiền đấy. Thẩm Anh mím môi ngẫm nghĩ, biết nghe lời phải mà nói. hiện giờ Đồng đại nhân quyền cao chức trọng, nếu ta đưa thêm một phần nữa không phải là hối lộ hay sao? Đôi bên vẫn nên giản lược bớt thôi. Bên kia Mạnh Cảnh Xuân đi đưa thiệp mời cho Nghiêm Học Trung, Nghiêm mỗ vừa cầm đến tấm thiệp lại lập tức trả ngược lại, lạnh mặt nói, một mình ta cầm lấy chẳng phải là phải chi ra 2 phần tiền hay sao? Thời Linh cầm là được, bọn ta là một nhà. Mạnh Cảnh Xuân chỉ đành phải ngượng ngùng cất thiệp cưới vào trong tay áo. Mà khi Từ Chính Đạt biết nàng là nữ nhân thì kinh hãi đến mức cầm suýt rơi xuống đất. Kết quả Mạnh Cảnh Xuân ở trong đại lý tự cả nửa ngày mà cũng không thấy đưa thiệp mời cho ông ta. Đến đêm, Từ Chính Đạt dạo bước qua, Mạnh Cảnh Xuân đang thu dọn hồ sơ, nhìn thấy ông, nàng hỏi, Từ đại nhân có chuyện gì hả? Từ Chính Đạt nói, cái này, có phải là ngươi quên đưa ta thứ gì rồi hay không? Mạnh Cảnh Xuân nói, đâu có đâu, hồ sơ vụ án nên giao ta đều giao ra hết rồi mà. Từ Chính Đạt nghe vậy, đen mặt nói tiếp, tướng gia thành hôn không mời ta sao? Mạnh Cảnh Xuân vội vàng lục tìm trong tay áo, lôi ra được một thiệp cưới nhăn nhúm, nói, chỉ còn lại thiệp của Nghiêm đại nhân thôi. Từ Chính Đạt giật lấy, hắn không cần thì đưa ta sẽ góp 1 phần tiền. Mạnh Cảnh Xuân nhất thời ngây người, dáng vẻ một lòng muốn nịnh bợ này của Từ Chính Đạt vẫn là lần đầu tiên nàng được thấy, nàng cúi đầu tiếp tục chỉnh lý hồ sơ, cũng không thèm để ý ông ấy nữa. Về phần mấy đồng liêu trong đại lý tự, khi nghe nói đến chuyện này cũng không dám đến hỏi nàng cái này cái kia, vẫn chỉ trưng ra khuôn mặt tươi tắn đón chào, vờ như chả có chuyện gì xảy ra, mọi việc vẫn giống như ngày thường. Tới gần ngày kết hôn, Mạnh Cảnh Xuân xin phép nghỉ mấy ngày, đi cùng với Thẩm Anh đến kinh giao tảo mộ phụ thân. Lúc đi qua cầu Kiến Sơn, nhớ đến một vài chuyện vào khoảng thời gian này năm ngoái, trong lòng vẫn có một ít xúc động. Thẩm Anh vái mộ của cha vợ, đứng yên lặng rất lâu. Mạnh Cảnh Xuân chợt hỏi hắn, trước kia chàng từng tới đây à? Sao thấy có vẻ như chàng rất quen thuộc đoạn đường này? Thẩm Anh không mở miệng, sao mà hắn dám tới đây chứ, lần nào cũng chỉ đi tới rừng tùng kia là ngừng, ngần ấy năm trôi qua nhưng chưa bao giờ dám chân chính đứng trước ngôi mộ này. Mạnh Cảnh Xuân thấy hắn không trả lời, liền ngồi xổm xuống, cầm lấy giỏ trúc đựng giấy tiền vàng bạc, đốt trước mộ. Thẩm Anh hóa vàng cho Mạnh Viện Phán cùng nàng, ngàn vạn cảm xúc đan xen trong lòng. Hắn ngẩng đầu nhìn Mạnh Cảnh Xuân, vẻ mặt nàng thật sự rất tập trung, không hề có suy nghĩ lung tung nào. Cuối cùng, nàng duỗi tay ra, khẽ vuốt ve bia mộ, thở dài nói, nghe nói vốn là không thể lập bia, sau đó có người bổ sung cho. Hai mắt nàng chăm chú nhìn thẳng vào Thẩm Anh, có phải là tướng gia bổ sung không? Chữ trên bia chắc cũng do tướng gia viết. Tay nàng lướt đến chỗ cuối cùng viết tên người lập bia, trên đó lại viết tên trước kia của nàng. Nàng thở dài nói, chắc là tướng gia không biết rồi, quán la chỉ là nhũ danh của thiếp, sao có thể viết trên bia chứ? Chuyện nghiêm túc như vậy. Thẩm Anh nghe mấy lời này của nàng, suy sụp áy náy ban đầu cũng giảm bớt một chút. Hắn lại cầm một ít giấy tiền lên đốt, một trận gió thổi qua, hắn bị cho bụi làm sặc, ho khan từng trận. Mạnh Cảnh Xuân duỗi tay qua, dốc sức vỗ thuận theo lưng hắn. Chờ đến khi hắn dịu lại, nàng mới ngẩng đầu nhìn giấy bụi bị gió thổi bay lơ lửng trong không trung, nhẹ giọng thở dài, mẫu thân thiếp nói, nếu cho bụi này bị gió cuốn bay đi, chính là do người chết đã thu hết ý nghĩ của mình đi rồi. Chắc là phụ thân cũng đã mang ý nghĩ đi cùng với giấy vàng này. Nàng lại quay đầu sang phía Thẩm Anh, nhìn đôi mắt bị hun đỏ hoe của hắn, nhẹ nhàng mỉm cười, tướng gia không cần ngại ngùng đâu, nói cho phụ thân đi, nói chàng cưới ta, với lại chàng sẽ đối xử tốt với ta mới đúng. Thẩm Anh ấn đầu nàng xuống, nhìn bia mộ kia, trong lòng yên lặng cầu nguyện một phen. Mạnh Cảnh Xuân đứng thẳng dậy, xách cái giỏ trống rỗng lên, nói với Thẩm Anh, trời tối rồi, về nhà thôi. Chương 81, nguyệt sự không tới. Hôm thành thân, trong tục viên chỉ bày 10 bàn, bên ngoài cũng không có tiệc cơ động. Mấy nhà hàng xóm đều bàn tán xôn xao, đương triều hữu tướng bủn xỉn cỡ nào, khó khăn lắm mới cưới vợ được, thế mà ngay cả tiệc cơ động cũng không mở cho người ngoài ăn, định giữ lại tiền để lót quan tài à? Một nhóm người luồn tay trong tay áo đứng đợi ngoài cửa, kiểu gì thì Thẩm Anh cũng phải ra ngoài đón tân nương tử, xem làm sao hắn có thể không biết ngượng nhìn nhiều người đứng trước cửa như vậy mà không cho ăn. Kết quả, một nhóm người chờ mốc mỏ mà cũng không thấy có ai từ bên trong đi ra. Lúc kiệu của Tông Đình đến, thấy một đống người đứng lúc nhúc trước cửa, còn tưởng là đã xảy ra chuyện gì. Đến khi kiệu phu lại gần dò la, nghe nói đây là hàng xóm đang chờ Thẩm Anh ra cửa đón dâu, định ăn chùa một bữa, lập tức chạy về nói cho Tông Đình biết. Tông Đình nghe vậy, ôm bụng cười cả buổi trời, sờ sờ thiệp cưới trong tay áo, nói uống một chút rượu của Thẩm đại nhân đúng là không dễ mà. Kiệu phu bên cạnh vội nói, đồ cưới chuẩn bị cho Mạnh đại nhân sắp tới rồi, đại nhân có muốn đi vào trước không? Trước đó Tông Đình nghĩ, cháu gái xuất giá, dù sao cũng phải chuẩn bị một phần đồ cưới, mặc kệ bao nhiêu cũng coi như là tâm ý của mình, sau này tiếng cậu này cũng sẽ gọi thuận miệng hơn. Hắn vừa mới đi đến cửa, liền thấy Đồng Tiêu Dật đến. Đồng Tiêu Dật thong thả xuống xe ngựa, thấy trước cửa náo nhiệt như vậy, đi tới hỏi một chút. Tông Đình nói sơ qua với nàng, đang muốn mời nàng đi vào trong cùng với mình, Đồng Tiêu Dật lại nói với mọi người, các vị đừng đợi nữa, tân nương tử ở ngay tại trong nhà, e là Thẩm đại nhân tên quỷ keo kiệt này sẽ không ra đâu. Đám người lập tức xôn xao, cha chả, Thẩm đại nhân cưới nàng dâu này thực sự không có quy củ gì mà, không khác gì nạp thiếp cả, ấy thế mà lúc trước còn ầm ĩ khiến cho dư luận xôn xao cả lên đấy. Chợt có người nói, ai ra, nhà này vốn của Mạnh gia, tân nương tử không ra, đừng nói là Hữu tướng ở rể đấy chứ. Tiếng chập chập nổi lên trong khắp đám người, Hữu tướng có uy phong gì đâu, suy cho cùng cũng chỉ là một tên đi ở rể. Đúng lúc này, Bạch Tồn Lâm đã lẹt đẹt chạy tới. Thời tiết vốn lạnh nhưng hắn đã đổ cả một thân mồ hôi, đứng ở cửa muốn ngó vào trong nhìn một chút, nhưng lại không có ai nhường đường cho hắn. Mạnh Cảnh Xuân vậy mà lại là một nha đầu. Lừa hắn lâu như vậy, xem hắn như tên đần à. Nha đầu chết tiệt, nghĩ một chút lại cảm thấy giận ghê gớm, lòng tốt của hắn cứ như là bị ném cho chó ăn vậy. Hắn đang thở phì phì chen vào bên trong, lại bị Đồng Tiêu Dật bắt quả tang. Đồng Tiêu Dật nói nhàn nhạt, Bạch đại nhân. Bạch Tồn Lâm cứng ngắc, không dám nhúc nhích, đứng tại chỗ cung kính nói, đồng đại nhân. Ngay sau đó hắn nhìn thấy Tông Đình đứng bên cạnh, lại lắp ba lắp bắp nói, Tông đại nhân. Tông Đình cũng không thèm liếc hắn lấy một cái, nghiêng đầu nói với Đồng Tiêu Dật, bây giờ vào luôn hay là đợi đồ cưới đưa đến rồi mới vào? Đồng Tiêu Dật cười hắn, ngươi còn thật sự chuẩn bị đồ cưới à? Đã tổ chức ở Thục Viên rồi thì còn cần đồ cưới làm gì? Vừa rồi mọi người đều nói Thẩm Anh làm như vậy tức là đi ở rể, mà đi ở rể thì nào có đạo lý nhà gái đưa đồ cưới tới đây. Đồng đại nhân nói có lý. Tông Đình lập tức xoay người đi, nói với kiệu phu, không cần đưa đồ cưới nữa, nâng về đi. Tông Đình vừa nói một câu này, cả một đội cứ thế lập tức nâng đồ cưới nguyên si trở về. Dù sao đội đưa đồ cưới này cũng khoác lụa đỏ vô cùng náo nhiệt. Nghiêm Học Trung với Thẩm Thời Linh trên đường đi tới, thấy có người nâng đồ cưới còn tưởng là có nhà nào khác thành thân, cũng không hỏi nhiều. Lúc hai người đến Thục Viên, bên ngoài vẫn náo nhiệt như trước, mọi người vẫn không chết lòng, cứ thế mà đứng đợi một bữa cơm của Thẩm Anh. Hàng xóm mà, đến dính tí không khí vui mừng cũng có sao đâu. Lúc này Tông Đình với Đồng Tiêu Dật đã vào trong, Bạch Tồn Lâm vẫn chỉ có thể đóng quân ngay trước cửa, xem có thể bắt được người quen nào dẫn hắn vào trong hay không. Kết quả đợi nửa ngày, phát hiện khoảng 100 người được Thẩm Anh mời tới, không phải quan lớn tam phẩm trở lên thì chính là nhân vật có máu mặt trong kinh thành, trong số khách đến không có người nào mà hắn có thể nịnh bợ được. Thẩm Thời Linh thấy trước cửa có nhiều người đứng chặn như vậy có hơi mất hình tượng, sau khi hỏi xong nguyên nhân, nhìn thấy bên cạnh có một tiểu lâu, liền nói với Nghiêm Học Trung, chàng vào trước đi, tiếp sang tiệm ăn xem một chút. Thẩm Thời Linh vào tiệm ăn tìm trưởng quầy, hỏi còn bao nhiêu bàn trống rồi cực kỳ hào phóng đặt hết, để trưởng quầy đi đến mời mấy người đứng trước cửa Thục Viên sang tiệm ăn này uống rượu mừng. Trưởng quầy ngẩn người, Thẩm Thời Linh móc ra một tấm ngân phiếu, đây là tiền đặt cọc, số còn lại đợi xong hôm nay rồi tới thanh toán. Dù sao Thục Viên cũng ở ngay bên cạnh, trực tiếp đến tìm Thẩm đại nhân là được. Nàng nói xong liền đi ra ngoài, trưởng quầy sững sờ một khắc rồi vội vàng nhận lấy tiền đặt cọc, chạy ra nhà bếp đằng sau phân phó, sau đó lập tức đi ra ngoài. Trước cửa Thục Viên có ít nhất khoảng 100 người, trưởng quầy kia liền nói, Thẩm đại nhân mời các vị hàng xóm đến bổn tiệm uống ly rượu mừng. Bên ngoài vốn lạnh, trưởng quầy vừa nói xong câu này, gần 100 người cứ thế chen chúc đi vào, trưởng quầy lớn tuổi suýt chút thì bị chen đến ngã lăn ra đất. Cuối cùng trước cửa Thục Viên cũng được thanh tịnh hơn một chút, chỉ còn mỗi Bạch Tồn Lâm đứng đó hứng gió lạnh. Từ Chính Đạt khoan thai đi tới, thoáng nhìn Bạch Tồn Lâm, đột nhiên nói, Bạch đại nhân tới đây làm gì? Bạch Tồn Lâm nhìn thấy Từ Chính Đạt, mắt sáng rỡ, Từ đại nhân cũng tới uống rượu mừng à? một thiếu khanh ngũ phẩm như ông ta mà cũng có tư cách tới ăn tiệc cưới của Thẩm Anh. Từ Chính Đạt ho một tiếng, từ trong tay áo lấy một tấm thiệp mời ra, mở ra cho Bạch Tồn Lâm nhìn thoáng qua, đương nhiên. Chẳng lẽ Bạch Đại Nhân không nhận được thiệp mời à? Không thể nào, tốt xấu gì Bạch Đại Nhân cũng là bạn đồng khoa với Mạnh Thám Hoa, sao có thể không mời Bạch Đại Nhân cho được. Bạch Tồn Lâm đen mặt, lúng túng đến mức nói không ra lời, dõi theo bóng dáng Từ Chính Đạt đi vào trong, lại nhìn ra bên ngoài, thấy mọi người đều đã chen chúc hết vào trong tiệm ăn tiệc. Hắn hít lỗ mũi, luồn tay vào trong tay áo rồi kĩnh đi vào tiệm ăn. Bên trong Thục Viên đã bái đường xong, Thẩm Anh ở ngoài xã giao với khách khứa, Mạnh Cảnh Xuân đến hậu viện thay quần áo. Hôm nay thân phận của nàng là tân nương tử, không tiện ra đằng trước ăn cơm, vì thế đi thẳng tới nhà bếp. Thẩm Anh đã đặc biệt dặn đầu bếp giữ lại một bàn thức ăn cho nàng, Mạnh Cảnh Xuân ngồi xuống, thấy món ngon bày đầy bàn, ăn vui đến mức quên trời quên đất. So với lễ thành hôn ở đất Sở lần trước, hôm nay lại bất việc hơn nhiều. Mạnh Cảnh Xuân gắp một miếng thịt nhét vào trong miệng, chợt cảm thấy chán ngấy, lập tức bỏ xuống chuyển sang món khác. Thẩm Đại Duyệt sợ Tẩu Tẩu ở hậu viện cô đơn, đặc biệt mang một ít thức ăn từ đằng trước đến đây, lại thấy Mạnh Cảnh Xuân đang một mình quất một bàn thức ăn, không khỏi ngậm miệng. Mạnh Cảnh Xuân chào hỏi nàng, mời nàng tới ăn cùng, lại hỏi một ít chuyện trong mấy ngày gần đây của nàng, đọc sách gì, đi những đâu. Thẩm Đại Duyệt lần lượt khai báo, cuối cùng lại nói sắp về Sở rồi. Mạnh Cảnh Xuân thấy cả buổi trời mà nàng cũng không nhắc đến Trần Đình Phương, cũng không dám hỏi nhiều nữa. Mấy người ngồi ở đằng trước nhà đều là nhân vật tai to mặt lớn, nên cũng không gây ra chuyện gì ầm ĩ, ăn uống linh đình, lá mặt lá trái, nói năng bồi tai. Không như lúc ở Sở, đủ loại thân thích, đủ mọi hạng người, muốn người thế nào là có thế đó, nói chuyện cũng không có gì cố kỵ. Hơn nữa mấy người ăn tiệc hôm nay cũng biết rõ Thẩm Anh không thích uống rượu, vì vậy không ai đến mời rượu, về điểm này thì Thẩm Anh cực kỳ hưởng thụ. Tông Đình gọi Thẩm Anh qua, cầm lấy một cái bát không, đưa cho hắn rồi gắp hai đũa thức ăn vào. Thẩm Anh à, tổ chức tiệc cưới trong nhà cha vợ mà còn phải đi ra xã giao, ngay cả thức ăn cũng không ăn được một miếng, thật là khổ cực quá đi mà. Đồng Tiêu Dật ngồi bên cạnh cười, nhấp một ngụm rượu, nói Tông Đại Nhân làm chức cậu này thật đúng là không dễ, còn phải lo lắng sợ chồng của cháu gái không ăn cơm được, đúng là nhọc lòng. Tông Đình cười nhạt, Đồng Đại Nhân làm chức cô này cũng không dễ mà, tiễn cháu gái xuất giá 2 lần, không biết trong lòng là cảm nhận gì nữa. Trên mặt Thẩm Anh vẫn giữ nguyên bình tĩnh, ngồi xuống chậm rãi dùng bữa. Tông Đình liếc nhìn hắn một cái, da mặt ngươi bây giờ dày ghê hồn. Thẩm Anh ăn xong, cũng không thèm nâng mắt, đặt bát không xuống. Như nhau. Tông Đình liếc qua Từ Chính Đạt ngồi bàn đằng sau, người thiếu tiền mừng cỡ nào mà ngay cả thể loại như Từ Chính Đạt cũng đến dự tiệc được thế. Đúng là không biết phải nói ngươi thế nào nữa. Đương nhiên Thẩm Anh đã sớm để ý đến, ánh mắt bất chợt rời về phía Nghiêm Học Trung, nói, nghe nói Nghiêm Đại Nhân không nỡ đơn độc chi ra một phần tiền mừng nên mới trả thiệp mời này lại, chắc là Từ Đại Nhân tiện tay dắt trộm dê. Nghiêm Học Trung nghe vậy, sắc mặt không tốt, Thẩm Thời Linh ngồi bên cạnh cúi đầu uống trà, hắng giọng một cái nói còn có chuyện này nữa cơ à. Nghiêm Học Trung nghiêm mặt, mọi việc chỉ dựa vào suy đoán không tốt mà thôi. Mọi người cười ha ha 2 tiếng, không cần nói cũng biết, các vị ngồi đây đều hiểu được. Cả đám đều nghĩ thầm, Nghiêm Học Trung ngươi vẫn nên tự cầu phúc nhiều một chút đi, coi chừng về nhà phải quỳ ván giặt đồ đấy. Bữa tiệc cưới này tuy rất vui vẻ, nhưng tuyệt đối không được xem là náo nhiệt. May mà ý đồ của khách khứa đến đây cũng không phải là muốn ầm ĩ náo nhiệt, ăn xong nói thêm vài câu chúc mừng, đến xế chiều liền lục tục tan về. Hàng xóm bên ngoài cũng đã được ăn uống no đủ, từng người tan đi. Trưởng quầy tiệm ăn đứng bên quầy lạch cạch khẩy bàn tính, cẩn thận tính một chút, trừ đi tiền đặt cọc, tính rành mạch rõ ràng xem còn thiếu bao nhiêu lượng bạc, sau đó liền cầm sổ sách qua Thục Viên. Thẩm Anh hơi mệt, đang nghỉ ngơi trong thư phòng. Mùa này ngày khá ngắn, mắt thấy trời sắp tối, Nghiêu quản gia tới gõ cửa, nói trưởng quầy tiệm ăn tìm tới, bảo là muốn tính tiền. Thẩm Anh hỏi một chút, bảo là chuyện này ai làm chủ thì cứ đi tìm người đó, không liên quan gì tới hắn rồi bảo Nghiêu quản gia tiễn khách. Trưởng quầy kia ồn ào, sao Thẩm Đại Nhân lại keo kiệt đến thế? Còn chưa gào được vài câu, Nghiêu quản gia đã kéo người đó đến một bên, nhỏ giọng nói, trong phủ chúng ta khá là đặc biệt, Thẩm Đại Nhân không có quản lý tiền. Vị phu nhân đến tiệm ăn tìm ngươi trước đó là trưởng tỷ của Thẩm Đại Nhân, ngươi cứ đến thẩm phủ tìm nàng ấy tính tiền là được. Trưởng quầy kia nghĩ thầm, ít nhiều gì phu nhân kia cũng sảng khoái, chắc cũng sẽ không quỵt nợ, ngừng chân lại nghĩ một chút rồi đi thật. Màn đêm buông xuống, Mạnh Cảnh Xuân đã đi ngủ sớm, Thẩm Anh rửa mặt xong, thay một tấm áo khoác ấm áp ngồi đọc sách một lát, đến khi vào phòng, Mạnh Cảnh Xuân lại ngồi dậy, dụi dụi mắt nói, tướng ra xong việc rồi à? Ừ, Thẩm Anh ngồi ở bên giường, nghịch nghịch tóc nàng, ngủ tiếp đi, trời lạnh rồi. Mạnh Cảnh Xuân sáp đầu lại gần, duỗi tay ôm lấy cánh tay hắn, hôn hôn mổ mổ rồi tự mình cười lên. Thẩm Anh đè đầu nàng lại, ngủ đủ rồi phải không? Mạnh Cảnh Xuân vẫn cười như trước, giọng hơi khàn, cũng tạm tạm. Thẩm Anh cách một lớp trung y đùa nàng, Mạnh Cảnh Xuân cũng ôm hắn hôn hôn gặm gặm không buông tay. Lúc hai người đều đang thở hổn hển, Thẩm Anh lại bất chợt nhớ ra gì đó, thoáng chốc buông nàng ra. Có phải nguyệt sự tháng này của nàng chưa tới không? Mạnh Cảnh Xuân dương mắt nhìn hắn, vẫn còn hơi hổn hển, đúng vậy. Nàng bỗng nhiên hiểu ra được chuyện gì đó, cánh tay khoác trên người Thẩm Anh cũng buông xuống. Thẩm Anh nằm xuống bên cạnh, đối diện với nàng, nói, ngày mai xin nghỉ đi, đừng đến nha môn nữa. Ta sẽ gọi Trương Chi Thanh tới đây một chuyến. Chương 82, tiểu lừa đảo. Mạnh Cảnh Xuân không hề dự liệu là sẽ đến nhanh như vậy, trong phút chốc có hơi hốt hoảng. Cho đến sáng hôm sau, Trương Chi Thanh đeo hòm thuốc xuất hiện trong phủ, Mạnh Cảnh Xuân mới lấy lại được tinh thần. À, bây giờ chính là lúc xác nhận xem có thật là có thai hay không. Thẩm Anh cũng không có lòng dạ nào mà lên chiều, Trương Chi Thanh liếc nhìn hắn một cái, bắt đầu trêu ghẹo, hôm qua còn uống rượu mừng ở trong vườn này, hôm nay liền tới trần xem có thai hay không. Hiệu suất của Thẩm đại nhân thật sự là... Thẩm Anh không để ý đến lời của hắn, vội vàng để Mạnh Cảnh Xuân ngồi xuống rồi kéo ghế cho Trương Chi Thanh, ra hiệu cho hắn ngồi. Trương Chi Thanh chậm gì gì lấy gối bắt mạch từ trong hòm thuốc ra, lại chậm gì gì nói, nhớ lại, lần đầu tiên trần bệnh cho Mạnh đại nhân là lúc vẫn còn ở quan xá. May mà lúc ấy phát hiện sớm, nếu muộn thêm một ngày, e là Mạnh đại nhân đã. Thẩm Anh trừng mắt nhìn hắn. Trương Chi Thanh lại nói, tính ra, lần hôn mê đó vẫn là do sai lầm của Thẩm đại nhân. Nếu không đưa điểm tâm kia cho Mạnh đại nhân, vậy thì cũng không đến nỗi xuất hiện loại chuyện kia nha. Hiện tại đương nhiên là Mạnh Cảnh Xuân đã biết rõ đầu đuôi lúc đó, bây giờ nghe hắn nói vậy, chỉ có thể nhịn cười, nói, hôm nay làm phiền Trương thái y. Nói xong liền đặt tay lên gối bắt mạch. Trương Chi Thanh thong thả trần mạch, Thẩm Anh đứng bên cạnh cũng mang vẻ mặt gấp gáp. Tuy đã khắc chế, nhưng dáng vẻ này rơi vào trong mắt Trương Chi Thanh vẫn hết sức buồn cười. Hắn thừa nước đục thả câu chậc chậc hai tiếng, mím môi thu hồi lại gối bắt mạch, lại không ừ hừ tiếng nào đóng kỹ hòm thuốc rồi đeo hòm thuốc đứng dậy. Thẩm Anh phủ lấy cổ tay hắn, sao? Trương Chi Thanh nhìn hắn, im lặng một lúc, cau mày. Thẩm Anh căng thẳng đến mức lòng bàn tay đều đã mướt mồ hôi, vội nói, ngươi có nói hay không? Trương Chi Thanh nhịn không được, hì hì một tiếng bật cười, chúc mừng Thẩm đại nhân Mạnh đại nhân. Trái tim thấp thỏm của Thẩm Anh thoáng chốc thả lỏng, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Mạnh Cảnh Xuân lại thật sự bình tĩnh, mở miệng nói, Trương thái y không ngại thì ở lại trong phủ ăn bữa cơm chưa đi. Trương Chi Thanh khoát tay, cười nói, không được rồi, thái y viện còn có chuyện, ta phải chạy về, bây giờ phải đi đây. Mạnh đại nhân an tâm dưỡng, hắn lại chắp tay, chúc mừng lần nữa nha. Hắn đang định đi, Thẩm Anh lại túm chặt lấy hắn. Trương Chi Thanh quay lại, Thẩm đại nhân đang làm gì vậy? Thầy thuốc nhất định không dám nhận tiền thưởng, Thẩm đại nhân vẫn nên để tại hạ đi về đi. Thẩm Anh liếc nhìn hắn một cái, đâu có định đưa tiền thưởng cho ngươi. Vậy, Thẩm Anh hắng giọng một cái, cân nhắc cả buổi mới nói, phải viết một ít thuốc dưỡng thai chứ. Trương Chi Thanh kinh ngạc nhìn Thẩm Anh, Thẩm đại nhân. Hôm nay Trương Chi Thanh diễn quá tận lực, Thẩm Anh mím môi nhìn chòng chọc hắn, được rồi, đừng diễn trò nữa. Ta chỉ muốn hỏi xem có cần uống thuốc dưỡng thai bồi bổ gì hay không thôi. Trương Chi Thanh đứng thẳng người lại, nghiêm mặt, đừng đùa, thuốc có 3 phần độc, uống thuốc bổ không bằng ăn đồ bổ. Cơ thể Mạnh đại nhân thật sự rất tốt, mạch tượng cũng rất tốt, thường ngày chỉ cần ăn một ít đồ bổ là được. Hắn hơi ghét bỏ nhìn thoáng qua Thẩm Anh, bây giờ ngươi chính là quan tâm quá sẽ bị loạn. Đừng căng thẳng quá, sẽ khiến cho người trong nhà căng thẳng theo, đối với thai phụ cũng không tốt. Nói xong, hắn lại nhìn Mạnh Cảnh Xuân nói, chỉ cần cơ thể Mạnh đại nhân khỏe mạnh, tâm trạng bình thường là tốt rồi. Tương lai sẽ khổ cực hơn một ít, đến lúc đó nghỉ ở nhà liền không sao. Mạnh Cảnh Xuân đứng lên, trên mặt có nụ cười yếu ớt, đã biết, Trương Thái Y vất vả rồi. Sau này mỗi tháng ta lại tới một lần, nếu có gì bất thường thì cứ lập tức sai người đến Thái Y viện tìm ta là được. Trương Chi Thanh làm tròn bổn phận nói, xong rồi mới vỗ vỗ vai Thẩm Anh, đi đây. Thẩm Anh tiễn hắn ra cửa, sau khi quay vào thì vui vẻ vô cùng. Mạnh Cảnh Xuân thấy hắn như vậy, không khỏi cười hắn, tướng gia vui đến mức đó à. Thẩm Anh nhìn bụng nàng vẫn còn bằng phẳng như trước, hơi hơi bình tĩnh lại một chút, ánh mắt lập tức rời lên nhìn Mạnh Cảnh Xuân, duỗi tay ôm lấy nàng, nhẹ giọng thở dài, sẽ rất khổ cực đấy, sợ không? Mạnh Cảnh Xuân phì cười, sợ gì chứ? Gan của thiếp rất lớn. Nàng đẩy Thẩm Anh ra, ngược lại đi dỗ dành hắn, hôm nay tướng gia đừng loanh quanh trong phủ, không lên chiều cũng được, nhưng bên chính sự đường chắc chắn là có một đống chuyện. Nếu chàng không đi, Đồng đại nhân sẽ bận chết mất, sợ là sẽ lại oán hận. Nàng ấy chỉ cần lên tiếng là sẽ không nể tình đâu. Thẩm Anh đứng một lát, lại chạy đến nhà bếp ở hậu viện dặn dò đầu bếp rồi lộn trở lại nói với Mạnh Cảnh Xuân, hôm nay nàng không được đi nha môn, biết chưa? Trong tay Mạnh Cảnh Xuân vẫn còn dồn một đống vụ án, nàng suy nghĩ một chút, chỉ đáp, biết rồi. Thẩm Anh quay đầu lại nhìn vài lần rồi mới cực kỳ luyến tiếc rời đi. Tin tức Mạnh Cảnh Xuân có thai truyền đi cực nhanh, trên phố lại bàn tán ầm ĩ. Ái chà, xem ra Hữu tướng thật đúng là có năng lực ghê gớm, nhanh thế mà đã làm cha. Xem ra là có thai trước khi kết hôn à nha, Hữu tướng làm vậy chính là có con mới cưới đó, có khi hồi trước là một tên quỷ phong lưu cũng không biết chừng. Hồi trước cô nương nhà ngươi đã uổng công ngưỡng mộ Hữu tướng rồi nha, thật không ngờ hắn lại là loại người như thế. Nếu Thẩm gia có được một thằng nhóc, tương lai nhất định được ổn thỏa phong ấm một. Còn nếu là một cô nương, không chừng lại được tiến cung làm nương nương, đúng là tốt số mà. Một phong ấm, thời xưa, quan lại có một phẩm hàm nhất định, ông bà cha mẹ và vợ đều sẽ được phong tặng, con cháu cũng được hưởng nhờ bóng dâm, được phong quan tước. Kiểu như là con ông cháu cha ấy. Đúng vậy, Hữu tướng là người nham hiểm đến thế cơ mà. Cuối cùng Hữu tướng cũng đã có thể ưỡn lưng làm người rồi ha. Thôi đi gần 30 mới tỏi ra được đứa con, tự mãn cái quái gì cơ chứ. Đương nhiên là Thẩm Anh không đếm xỉa tới mấy người mồm năm miệng mười đó, một lòng một dạ đều đặt trên người Mạnh Cảnh Xuân, hỏi han ân cần, tỉ mỉ chu đáo, chỉ sợ nàng dâu của mình chịu thiệt thòi gì. Mạnh Cảnh Xuân có chút chịu không nổi đãi ngộ cung phụng này, cảm thấy trong phủ cực kỳ khó chịu, sáng sớm một ngày kia liền lén lút chuồn đến nha môn. Lúc nàng đến nha môn, thấy đống vụ án ban đầu được giao vào tay nàng vẫn còn treo trên danh nghĩa của nàng, Nghiêm Học Trung không hề có ý định chia cho người khác làm. Nàng không đến nha môn đã được 10 ngày, vì thế, mấy vụ án tồn đọng này cũng phải nhanh chóng nhặt lên giải quyết sạch. Bây giờ nàng vẫn chưa lộ bụng bầu, quan bào cũng không tính là quá chật, nên khi đi lại trong nha môn cũng không có gì quá kỳ lạ. Các đồng liêu thuận miệng nói lời chúc mừng, cũng không khua môi múa mép loạn xả, trong nha môn cực kỳ thanh tịnh, nàng cảm thấy rất tốt. Đến giữa trưa, có người tới đưa cơm cho Nghiêm Học Trung, Nghiêm Học Trung gọi nàng qua, đưa hộp thức ăn cho nàng, nói có thai rồi, buổi trưa chỉ ăn lương khô thật sự không được tốt. Sau này ngươi nói với người trong phủ một tiếng, sai người đến đưa cơm trưa đi. Mạnh Cảnh Xuân hơi ngại ngùng cầm lấy hộp thức ăn, lại đưa lương khô của mình cho Nghiêm Học Trung rồi mới rời đi. Nghiêm Học Trung cầm hộp lương khô kia, mặt đen xì xì, nhưng chỉ đành phải vùi đầu ăn. Buổi tối Mạnh Cảnh Xuân về nhà khá sớm, vội vàng về trước Thẩm Anh, cho nên Thẩm Anh còn tưởng nàng ở trong nhà cả ngày, cũng không hỏi gì nhiều. Đương nhiên là Mạnh Cảnh Xuân không thể bảo người trong phủ đưa cơm trưa đến, ngày hôm sau nàng lại mang theo lương khô đến nha môn. Kết quả, đến giữa trưa, Nghiêm Học Trung xách hộp cơm đúng lúc đi ngang qua, thấy nàng lại vẫn gặm lương khô, lạnh mặt nói, không bảo người trong phủ đưa cơm tới à. Mạnh Cảnh Xuân ngẩng đầu lên nhìn hắn, lắc lắc đầu. Nghiêm Học Trung bó tay, lại đành phải đưa hộp cơm của mình ra đổi với lương khô của nàng rồi đi về thẳng. Liên tiếp mấy ngày như vậy, Nghiêm Học Trung thật sự đói đến phát điên, dứt khoát bảo người trong phủ đưa 2 phần cơm chưa tới. Kết quả, Thẩm Thời Linh biết chuyện này, trực tiếp xiết đến nha môn, đập bàn nói, sao chàng có thể nhẫn tâm để một thai phụ đến nha môn làm việc chứ? Lần này Nghiêm Học Trung lại vô cùng kiên cường, bắt bẻ nói, công việc trên tay muội ấy vẫn chưa được giải quyết xong, quẳng cho người khác, làm sao người ta làm cho được. Đại lý tự vốn đã thiếu người, muội ấy khỏe hùng hục như vậy, sao lại không thể tới làm việc được. Huống chi bây giờ ta cũng không để muội ấy phải tự mình chuyển hồ sơ, cũng không có việc nặng nào khác, nàng không cần lo lắng. Thẩm Thời Linh cực kỳ có nguyên tắc, bây giờ Mạnh Cảnh Xuân có thai, đương nhiên mọi chuyện đều phải lấy thân thể làm trọng, làm sao còn có thể đi quản chuyện trong nha môn gì đó, liền nói với Nghiêm Học Trung, chàng mau mau để muội ấy về đi. Thiếp mặc kệ đại lý tự thiếu người hay không, phải lấy em dâu cháu trai của thiếp làm trọng. Thời gian mang thai vốn đã khổ cực rồi, còn phải phí lòng phí sức ở chỗ này, thật sự rất khó cho muội ấy. Hiện giờ A Anh không biết chuyện này, nếu hắn biết, thế nào cũng phải tới đây, không kéo tiểu Mạnh về không được. Nghiêm Học Trung lại nói, tự bản thân Mạnh Cảnh Xuân muốn tới đây, e là cho dù ta có khuyên muội ấy cũng không về. Cứng đầu gặp đầu cứng, Thẩm Thời Linh nói thầm một tiếng, hai người bọn họ nhất thiết đừng vì chuyện này mà tranh cãi. Hôm nay thiếp dẫn tiểu Mạnh về trước, chàng chia công việc trên tay muội ấy cho người khác đi, thiếp khuyên muội ấy nhiều một chút là được. Mắt thấy canh giờ không còn sớm, Thẩm Thời Linh đến tiền sảnh tìm Mạnh Cảnh Xuân, lần lượt giải thích rõ ràng quan hệ lợi hại trong đó, bảo là mang nàng về trước, mất công Thẩm Anh biết rồi lại xảy ra mấy chuyện không cần thiết. Suy cho cùng thì Mạnh Cảnh Xuân cũng dễ nói chuyện, lập tức thu dọn hồ sơ trên tay, khóa vào trong ngăn tủ rồi lên xe ngựa cùng với Thẩm Thời Linh. Kết quả khi hai người về đến Tục Viên thì Thẩm Anh đã về sớm một bước. Hôm đó là sinh nhật Mạnh Cảnh Xuân, Thẩm Anh đặc biệt về sớm một chút, không ngờ nàng lại không ở trong phủ. Hắn đợi một hồi, cảm thấy chắc là nàng đến nha môn, vừa định ra ngoài tìm nàng, xe ngựa của Mạnh Cảnh Xuân với Thẩm Thời Linh đã đến. Thẩm Thời Linh nhìn thấy hắn, cực kỳ hờ hững mở miệng nói, hôm nay rảnh rỗi dẫn tiểu Mạnh đến Viên Giác Tự một chuyến, bây giờ đưa người về đến nơi rồi, ta đi trước đây. Thẩm Anh nói tiếng, vất vả, bảo Mạnh Cảnh Xuân vào nhà trước, lại một mình tiễn Thẩm Thời Linh đến cửa, khẽ nhíu mày nói, có phải là giấu ta chuyện gì hay không? Thẩm Thời Linh cười cười, qua một lát mới nói, tiểu Mạnh mới vừa nói với ta, chỉ định làm xong mấy việc trên tay thì sẽ không đến nha môn nữa. Người nhất quyết đừng vì chuyện này mà tranh chấp với muội ấy, nếu chọc tức em dâu cùng cháu trai của ta thì ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Cháu trai, gọi thuận miệng thế. Lỡ là con gái thì sao? Con gái thì sao? Nếu là cháu gái, ta cũng yêu thương giống vậy thôi. Thẩm Thời Linh buột miệng nói ra, xem ra ngươi muốn có con gái à? Thẩm Anh không trả lời, cô tay ra hiệu nàng có thể đi về. Đợi Thẩm Thời Linh đi rồi, Thẩm Anh quay lại nhà bếp sau hậu viện, thấy Mạnh Cảnh Xuân ngồi trước bàn ăn chờ hắn, đã xới cơm cho hắn xong rồi. Thẩm Anh xách một bao vải ngồi xuống, đặt bao vải lên chiếc ghế trống, nhìn Mạnh Cảnh Xuân, biết hôm nay là ngày gì không? Mạnh Cảnh Xuân sờ sờ mũi, cười dịu dàng nhìn hắn, sinh nhật thiếp. Thẩm Anh ngồi thẳng dậy, cũng không bưng bát lên, sinh nhật có phải nên nói thật hay không? Đầu óc Mạnh Cảnh Xuân chuyển, chắc là đã bị hắn nhìn thấu, cười ha ha nói, thiếp cũng đâu có giấu tướng ra cái gì đâu, lúc nào cũng nói thật mà. Thẩm Anh thong dong nhìn nàng, thật sự không có gạt ta gì cả. Mạnh Cảnh Xuân bưng bát cơm lên, vùi đầu ăn cơm, gật gật đầu. Tiểu lừa đảo, Thẩm Anh cũng không thèm so đo với nàng, cầm bao vải từ trên ghế lên. Động tác trong tay Mạnh Cảnh Xuân hơi ngừng lại một chút, nhìn chòng chọc bao vải kia, nói, ồ, lẽ nào là quà tặng thiếp? Thẩm Anh đưa tay qua xoa xoa đầu nàng, lại rút tay về, chậm rãi mở bao vải kia ra, không phải cho nàng. Chương 83, cửa ải cuối năm. Mạnh Cảnh Xuân đứng dậy nhích lại gần, chỉ thấy trong bao vải có một ít quần áo, không khỏi nói thầm, tướng gia chuẩn bị hơi bị sớm qua đấy, còn chưa được 3 tháng đâu. Thẩm Anh lại nói, đây là do mẫu thân đặt trong hành lý trước khi đi, hôm nay mới tìm ra. Chắc là mẫu thân tự tay làm, cũng xem như một phần tâm ý. Mạnh Cảnh Xuân thầm nghĩ, Thẩm phu nhân đúng là phòng ngừa chu đáo. Nàng nhận lấy bao vải, lục lọi, hoa văn màu sắc này nhìn giống như đồ cho tiểu cô nương. Chẳng lẽ Thẩm phu nhân hy vọng sinh được một đứa con gái? Nàng ngẩng đầu nhìn Thẩm Anh, tướng gia hy vọng sinh được con gái hay con trai? Thẩm Anh nghĩ, đều tốt cả, nhưng nếu thai đầu sinh được một nha đầu cũng không tệ. Mạnh Cảnh Xuân lắc đầu, nắm chắc 10 phần nói, thiếp thấy là nhi tử. Nhưng nếu thật sự sinh nhi tử, lỡ như không cao nổi giống thiếp thì phải làm sao? Nàng nghĩ, lại sờ mũi mình, giống cái mũi cũng không phải quá xinh đẹp, cộng thêm nếu có lúm đồng tiền giống tiếp, nhìn vào không phải rất không có khí thế sao. Nàng nghĩ thế, không khỏi có chút lo lắng, tất cả đều vẫn chưa biết được gì, có ai biết được sinh mệnh nho nhỏ trong bụng này tương lai sẽ trưởng thành hình dạng như thế nào đâu. Thẩm Anh cầm lên cái bát không, múc canh đưa cho nàng, lo lắng chuyện này làm gì. Mạnh Cảnh Xuân nhận lấy, nói thầm, lỡ như diện mạo nhìn không tốt, tướng gia ghét bỏ thì biết làm sao bây giờ. Thẩm Anh lại cầm lấy một cái bát không, tự múc thêm một chén canh cho mình, giọng nói cực kỳ bình thản, sao có thể ghét bỏ cho được. Nếu thế cần phải thích hắn hơn mới đúng chứ, đáng thương biết mấy, diện mạo xấu như vậy mà. Mạnh Cảnh Xuân cười hà hà, vùi đầu uống một hớp canh lớn. Thẩm Anh lại nói, nhắc tới mới nhớ, nàng cũng không có phản ứng nôn ngén gì à? Có thấy chỗ nào không thoải mái không? Mạnh Cảnh Xuân lắc đầu. Thẩm Anh không khỏi than một tiếng, đúng là trẻ tuổi, cơ thể thật tốt. Mạnh Cảnh Xuân, một tiếng, lại cúi đầu ăn tiếp. Nàng ăn rất nhanh, cho nên đến khi mì thọ được đưa lên, nàng đã no cành hông, nhìn tô mì đầy ú ụ kia, thật sự không muốn ăn tí nào. Thẩm Anh thấy thế bưng tô mì kia qua, chọn một sợi mì, bảo nàng mở miệng, lại dặn dò, đừng cắn đứt. Mạnh Cảnh Xuân nhích lại gần, cố gắng ăn hết sợi mì kia, Thẩm Anh bấy giờ mới ăn nốt chỗ mì thỏ còn lại. Ngày thấm thoát trôi qua, sau đông chí, thời tiết càng trở nên lạnh hơn. Bụng Mạnh Cảnh Xuân đã bắt đầu lộ ra, tiểu gia hỏa trong bụng cũng đã có động tĩnh, lúc này mới cảm thấy có chút cảm giác tồn tại. Tới gần cuối năm, Thẩm Anh thường xuyên đi sớm về trễ, bận tối mặt tối mũi, đã vài tuần nay không thể để ý đến chuyện trong phủ, chỉ có thể nhờ Thẩm Thời Linh thi thoảng tới đây trông nom. Thẩm Thời Linh cũng bận, liền để Thẩm Đại Duyệt đến tán gẫu giải buồn cho Mạnh Cảnh Xuân. Mạnh Cảnh Xuân mang thai, nên Thẩm Đại Duyệt vốn nên về sở từ hơn một tháng trước lại vì chuyện này mà tiếp tục nán lại. Nàng nán lại cũng tốt, Mạnh Cảnh Xuân rảnh rỗi ở trong nhà chỉnh lý hồ sơ trần bệnh phụ thân để lại, Thẩm Đại Duyệt cũng có thể giúp được một ít. Có chỗ nào không hiểu rõ hoặc là nghi vấn, nàng liền ghi lại rồi sai người đi đưa cho Trương Chi Thanh xem. Kể từ đó, một tâm nguyện của Mạnh Cảnh Xuân cũng đã được giải quyết xong. Hôm ấy trời muốn đổ tuyết, Mạnh Cảnh Xuân đưa Thẩm Đại Duyệt ra cửa, nhìn nàng lên xe ngựa, lại đứng ở cửa một hồi. Trời sắp tối, cũng không biết khi nào Thẩm Anh mới về được. Nàng về phòng chờ đến khi trời tối, thấy Thẩm Anh vẫn còn chưa về, liền ăn cơm trước rồi về phòng đọc sách. Đêm dài buông xuống, nàng đang định đi ngủ thì Thẩm Anh phong trần mệt mỏi về đến phủ, vào cửa liền phủi tuyết trên người xuống. Mạnh Cảnh Xuân thoáng chốc ngồi dậy, xuống giường đẩy cửa sổ ra nhìn, chỉ mới qua một canh giờ rưỡi mà tuyết đã phủ một tầng mỏng trên đất, một luồng khí tuyết mát lạnh phả vào mặt, làm cho người ta thấy đặc biệt nhẹ nhàng khoan khoái. Thẩm Anh thấy nàng chỉ khoác một tấm chăn bông mỏng trên người, vội vàng đi qua đóng cửa sổ, nhịn không được lải nhải hai câu, không sợ bị cảm lạnh à, sao không đi ngủ sớm. Mạnh Cảnh Xuân ngồi lại về giường, nhặt cuốn sách lên lần nữa, đang đọc đến khúc hay, cảm thấy văn viết rất tốt nên không ngủ. Thẩm Anh thay áo ngoài ra, cầm lấy cuốn sách kia xem, chẳng qua chỉ là một cuốn thoại bản bình thường, tùy tiện lật hai trang, thấy không phải là loại cao cấp gì, chọn từ dùng câu đều rất thô giáp, vậy mà còn kêu là viết tốt. Hắn nói, hôm nào tìm một ít sách hay hơn về cho nàng đọc. Loại này thì bỏ đi. Mạnh Cảnh Xuân cười, duỗi tay túm chặt lấy quần áo hắn, tựa hẳn đầu vào người hắn. Nàng cũng không nói chuyện, cứ thế mà vùi đầu trên người hắn, sau đó thở ra một hơi thật dài rồi thả tay ra, nói tướng ra mệt mỏi cả ngày, rửa mặt xong rồi đi nghỉ sớm chút, thiếp ngủ trước. Thẩm Anh để tùy nàng, chờ hắn rửa mặt xong quay lại, lại phát hiện Mạnh Cảnh Xuân vẫn chưa ngủ. Thẩm Anh nằm mé ngoài, duỗi tay qua phủ nhẹ lên bụng nàng, hôm nay có động không? Mạnh Cảnh Xuân nói, động. Thẩm Anh kiên nhẫn đợi, nhưng tiểu gia hỏa trong bụng lại vẫn cứ im tin tít, giống như là không thèm đếm xỉa gì tới hắn vậy. Thẩm Anh lại nói thêm vài câu dỗ ngọt, nhưng tiểu gia hỏa vẫn không động. Hắn đợi đến mệt mỏi, lại vô thức ngủ mất. Mạnh Cảnh Xuân truyền tay hắn đi, nghiêng người sang, duỗi tay ôm hắn, dương mắt nhìn khuôn mặt khi ngủ của hắn, cũng hết sức an tâm nhắm mắt lại ngủ. Cửa ải cuối năm sắp đến, thai máy càng lúc càng rõ, Mạnh Cảnh Xuân bấy giờ mới cảm giác thấy có chút mệt mỏi rã rời, mà khẩu vị cũng vô cớ kém đi, thế là ăn được cực ít. Thẩm Anh nhìn mà sốt ruột, rảnh rỗi liền hỏi rốt cuộc nàng muốn ăn gì, Mạnh Cảnh Xuân lại không nói ra được. Đêm giao thừa, vì để Mạnh Cảnh Xuân được thuận tiện, ba người Nghiêm Học Trung, Thẩm Thời Linh và Thẩm Đại Duyệt cùng đến Tục Viên ăn cơm tất niên. Đầu bếp tất bật chuẩn bị một bàn đầy ắp thức ăn, nhưng Mạnh Cảnh Xuân nhìn lại không sao thèm ăn nổi, chỉ cúi đầu ăn cơm tẻ, mà ăn cũng cực kỳ miễn cưỡng. Thẩm Thời Linh thấy vậy cũng khá lo lắng, hỏi có bảo Trương Thái Y tới đây khám thử chưa? Mạnh Cảnh Xuân trả lời, khám rồi, nói là không có gì đáng ngại, có thể là do thời tiết thôi. Khi nàng có thai giai đoạn đầu, khẩu vị cực kỳ tốt, bây giờ lại không muốn ăn gì, thật sự là kỳ lạ. Thẩm Thời Linh không yên lòng, cân nhắc một lát lại nói có cần đổi y quan khác đến khám hay không. Mạnh Cảnh Xuân biết nàng lo lắng gì, vội nói hôm đó Trương Thái Y không rảnh, Hồ Thái Y cũng đến khám thử rồi, cũng nói không có gì đáng ngại cả. Trưởng tỷ không cần lo quá, thật sự không có chuyện gì đâu. Thẩm Thời Linh nhìn bộ dáng đáng thương của nàng, trong lòng sốt ruột nhưng lại không giúp được gì, cuối cùng trách móc lên đầu Thẩm Anh, trước giờ ngươi chẳng nói được câu yêu thương nào hết. Thời gian mang thai thật sự rất khổ cực, có phải là bị ngươi làm tức hay không? Thẩm Anh có khổ mà không nói được, chỉ đành phải buồn bực ăn cơm. Mạnh Cảnh Xuân vội bào chữa cho hắn, không phải, không liên quan đến tướng ra đâu. Tính tình của hắn thế nào thì còn không biết sao. Thẩm Thời Linh nhấp một ngụm rượu, lại liếc Thẩm Anh một cái, không cần nói thay cho hắn. Mạnh Cảnh Xuân tự biết càng giải thích càng nói không rõ, chỉ đành phải chôn đầu tiếp tục ăn cơm trắng. Ăn xong bữa cơm tất niên, bên ngoài lại đổ tuyết. Người kinh thành không có thói quen thức đón giao thừa, cho nên đã đi ngủ sớm. Khi nhóm người Thẩm Thời Linh trở về, trên đường im ắng, ngay cả người đi đường cũng không có. Mạnh Cảnh Xuân cùng Thẩm Anh chỉ đứng ở ngoài nhà một hồi, thấy xe ngựa của bọn họ đã khuất bóng ở đầu đường, cũng quay vào trong nhà. Sau khi cặp vợ chồng nhỏ vào phòng, vành tai tóc mai chạm vào nhau, dù gì trò chuyện trong ngày, trái lại không ngủ được nữa. Một năm sắp trôi qua, rất nhiều chuyện xưa bị lôi ra để cười nhạo, nhớ lại một phen, thời gian vui vẻ có nhiều như vậy, cảm thấy đúng là rất xứng đáng. Qua một lát, Thẩm Anh phủ tay lên bụng nàng, ban ngày chỉ ăn một chút cháo loãng, tối cũng không ăn gì, không khó chịu sao? Có muốn ăn gì không? Mạnh Cảnh Xuân nghĩ cả buổi, muốn nói lại thôi, giống như tự bản thân mình cũng không biết rõ. Thẩm Anh lấy tay nâng đầu, mong mỏi nhìn nàng, hy vọng nàng có thể nói ra thứ gì muốn ăn. Lúc này đã là đêm hôm khuya khoắt, Mạnh Cảnh Xuân liền nói, cho dù muốn ăn gì đó, e là lúc này cũng không ăn được, bây giờ ngủ ngay sẽ không khó chịu. Thẩm Anh nghe nàng nói như vậy, liền cảm thấy nàng uất ức hơn, lập tức đứng dậy, khoác thêm áo ngoài, nói, không thể cứ để đói như vậy được, nàng muốn ăn gì cứ nói với ta ngay đi, nếu không thì ta sẽ đi làm một ít sủi cảo cho nàng ăn. Mạnh Cảnh Xuân cũng ngồi dậy theo, gãi đầu, ăn một ít đồ ngọt. Ngọt. Mạnh Cảnh Xuân gật đầu, nóng là tốt nhất. Yêu cầu này càng làm Thẩm Anh khó khăn hơn, vừa muốn ngọt, lại còn phải nóng. Chẳng lẽ muốn nấu một chén chè? Hắn mặc quần áo tử tế, cau mày đi ra ngoài, Mạnh Cảnh Xuân cũng không quá buồn ngủ, liền đứng dậy lục lọi trong ngăn tủ. Từ khi nàng mang thai tới nay, Thẩm Anh vơ vét đông một chút tây một chút, bây giờ đã nhét đầy một ngăn đủ món đồ chơi nho nhỏ, trong ngăn tủ bên cạnh là một đống quần áo con nít. Thẩm Anh giống như chắc chắn nàng sẽ sinh con gái vậy, quần áo cũng toàn là mấy bộ của bé gái, có thể mặc đến tận 4-5 tuổi. Mạnh Cảnh Xuân cực kỳ phiền muộn, lỡ như sinh con trai thì biết làm thế nào. Để con trai mặc đống quần áo rực rỡ sắc màu thế này, không phải là sẽ bị cười thối mũi sao? Nàng nhàm chán chơi mấy thứ đồ nho nhỏ đó, vô thức ngẩn người. Đợi đến khi Thẩm Anh quay lại, đã là nửa canh giờ sau. Thẩm Anh bưng khay, mím môi, đặt chén lên bàn nhỏ ở đầu giường, Mạnh Cảnh Xuân bấy giờ mới hoàn hồn, quay trở lại bên giường. Mạnh Cảnh Xuân ngó cái chén kia, nhìn cả nửa buổi cái này. Là nước đường đúng không? Vẻ mặt Thẩm Anh cực kỳ thấp thỏm, nói, vốn định làm chè, kết quả. Mạnh Cảnh Xuân láng máng đoán được món chè hắn nấu quá khó ăn không dám bưng lên, cho nên mới bê một chén nước đường lên ăn tạm. Nàng không khỏi cảm thấy buồn cười, bưng chén nước đường kia lên, ngửa đầu uống, cũng tạm, có thể uống được, vừa ngọt vừa ấm, rất hợp khẩu vị. Nàng đặt cái chén không xuống, lại vỗ một ít tuyết đọng lại trên quần áo hắn chưa tan đi, khẽ thở dài, ôi, bên ngoài tuyết rơi nhiều vậy sao? Nói xong, nàng lại duỗi tay dán lên gò má lành lạnh của Thẩm Anh, ấm không? Canh giờ không còn sớm, Mạnh Cảnh Xuân cởi áo ngoài cho hắn, nằm lên giường lần nữa, ôm hắn ngủ. Mọi âm thanh ngoài phòng đều tĩnh mịch, chẳng bao lâu sau Mạnh Cảnh Xuân đã chìm vào giấc ngủ, Thẩm Anh nhẹ nhàng khoác một tay lên bụng nàng, đến khi sắp ngủ, tiểu gia hỏa trong bụng rõ ràng đá một cái vào đúng lòng bàn tay hắn. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Anh bị tiếng pháo lốp ba lốp bốp ngoài phòng đánh thức, mở to mắt ra, thấy Mạnh Cảnh Xuân đã lăn vào bên trong giường, hình như vẫn còn ngủ mê man. Hắn nhẹ chân nhẹ tay định đứng dậy, không ngờ vừa mới ngồi lên thì Mạnh Cảnh Xuân đã lăn tới đây, mắt cũng không mở, hoàn toàn dựa vào cảm giác lôi kéo hắn, ép buộc hắn nằm xuống rồi duỗi tay qua bịt lỗ tai hắn lại, giọng nói nho nhỏ lười biếng, làm cho người ta hoàn toàn không có động lực rời giường. Ngủ tiếp một lát thôi. Bàn tay che trên lỗ tai hắn lại luồn qua dưới cánh tay hắn, dán vào sau lưng, ôm hắn lại thật chặt. Chương 84, sinh. Đợi qua năm, thói xấu không có khẩu vị của Mạnh Cảnh Xuân cũng dần dần tốt lên, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Gần cuối tháng Giêng, chuyện bỏ đất phiên đã chính thức được đưa ra lịch trình, những việc liên quan như phân chia lại khu vực hành chính một lần nữa hay ủy nhiệm quan viên đất sở vẫn còn tồn tại rất nhiều vấn đề, nên cần phải cắt cử trọng thần đến giám sát. Mọi người đều cho rằng trong nhà Thẩm Anh có kiều thê chờ sinh, Đồng Tiêu Dật lại đặc biệt quen thuộc với đất sở, cho nên trong hai vị, người đi sở tất nhiên là Đồng Tiêu Dật. Nhưng không ngờ, một ngày trước khi quyết định được đưa ra, Đồng Tiêu Dật đột nhiên xin nghỉ. Hơn nữa Đồng Tiêu Dật còn xin nghỉ dài hạn, ngày quay lại chưa xác định được, hơi có chút ý tứ không chịu gánh vác trách nhiệm. Vì vậy, trọng trách này lập tức rơi xuống trên người Thẩm Anh. Thẩm Anh nén giận cả một bụng, đương nhiên hắn biết nguyên nhân Đồng Tiêu Dật đột nhiên xin nghỉ, vì thế đề nghị Tân Hoàng liệu có thể phái lễ bộ thượng thư Tông Đình cùng với lại bộ thượng thư đi trước hay không. Không ngờ thái độ của Tân Hoàng rất kiên quyết, hơn nữa còn nói, đúng là phải cử người của lễ bộ đi, chẳng qua, Thẩm Anh nhất định phải đi trước, không thì không thể trấn giữ vùng đất đó được. Thẩm Anh hết sức buồn bực, quay lại chính sự đường thấy Đồng Tiêu Dật đang thu dọn đồ đạc hồi cung, trong lòng khó chịu cực kỳ. 23 tháng Giêng, Đồng Tiêu Dật bỗng nhiên có phản ứng nôn ngén, ngày hôm sau cũng không xuất hiện ở chính sự đường nữa. Thẩm Anh biết tất nhiên là nàng ta cũng đã có thai, mới che giấu tai mắt của mọi người, rời hẳn vào cung ở. Để một thai phụ vượt ngàn dặm xa xôi đi công tác ở Sở Châu đúng là không hợp lý, nhưng trong nhà mình cũng có thai phụ đang chờ sinh mà. Chuyến đi đến sở này, đoán chừng không phải ở đó 5-6 tháng, căn bản là không làm được, lúc đó không chừng Mạnh Cảnh Xuân đã sinh rồi. Thẩm Anh càng nghĩ càng buồn bực, ở chỗ Hoàng thượng lại căn bản là nói không thông, về nhà cũng không dám nói với Mạnh Cảnh Xuân. Cho nên Mạnh Cảnh Xuân biết được chuyện này vẫn là nghe được từ trong miệng người khác. Khi Mạnh Cảnh Xuân biết chuyện, tuy có chút phiền muộn, nhưng rốt cuộc lệnh vua không thể không tuân, chỉ đành phải để Thẩm Anh đi. Phía bên nàng cam lòng buông tay, phía Thẩm Anh thì lại khó chịu gần chết, lề mề, vẫn cứ nán lại thêm 7-8 ngày ở kinh thành. Trước khi đi Mạnh Cảnh Xuân với hắn đã tính toán ngày sinh, Thẩm Anh lại chỉnh lý mấy việc cần phải làm ở sở, nếu không nảy sinh thêm rắc rối gì khác, ngày Mạnh Cảnh Xuân truyền giả cũng chính là giữa hè, chắc là hắn cũng phải từ sở về đây báo cáo rồi. Thẩm Anh không bỏ được nàng, trước khi đi căn dặn rất nhiều chuyện, nhờ vả một đám người. Thẩm Thời Linh bảo hắn cứ yên tâm, nàng sẽ giúp an bài thỏa đáng mọi việc. Về phần bà mụ nhũ mẫu linh tinh, càng không cần hắn phải phiền não, bảo hắn mau mau đi sở giải quyết xong xuôi rồi khẩn cấp quay về là được. Sau khi hắn rời khỏi phủ, Mạnh Cảnh Xuân thật sự không thích ứng được, buổi tối ngủ không hề tốt, nhưng chỉ có thể tự mình vượt qua, không thể trông cậy vào người khác. Tin tức Đồng Tiêu Dật có thai bị bịt kín mít, người biết đã ít càng thêm ít. Từ sau khi nàng xin nghỉ, không còn có ai trong kinh thành nhìn thấy Đồng Tiêu Dật nữa, hoàn toàn không có tin tức của nàng. Dù sao tuổi nàng ta không còn nhỏ, lúc trước lại từng đẻ non một lần, mạch tượng lần này cũng không quá tốt, thân thể rất yếu, cho nên phải nghỉ ngơi ở thâm cung. Bây giờ trong cung cơ bản là trống không, cực kỳ thanh tịnh, một vài công nhân đến tuổi hoặc sắp đến tuổi cũng đều được thả ra ngoài hết, hầu như không có mấy lời nói linh tinh. Về phần hai vị cưới ở sở lúc trước, bây giờ vẫn còn chưa tới kinh thành. Lúc đó Tương Vương tự mình chấp chính không lâu, cưới hai vị kia, một vị là tiểu nữ của đại tướng quân Nhung Bân, một vị khác là thiên kim nhà phủ tướng Tống Trật lúc ấy. Hai vị bị đưa vào cung từ khi còn rất nhỏ, bây giờ cũng mới 23-24 tuổi. Rất nhiều chuyện không có cách nào khác, thời niên thiếu bị ngăn trở bởi thân phận của hắn, thi thoảng Đồng Tiêu Dật cũng sẽ thấy không cam lòng, sau này tuổi càng ngày càng lớn, thân thể cũng không quá tốt, bấy giờ mới đột nhiên phát hiện, không cam lòng này cũng chỉ là vô dụng. Đời người chẳng qua cũng chỉ ngắn ngủi vài chục năm xuân thu, nàng không còn tinh lực để bướng bỉnh cả đời cùng hắn, thật sự rất mệt mỏi. Huống chi hai người đều hiểu rõ tâm ý của nhau, đến từng tuổi này rồi, đã thật sự không cần chứng minh gì nữa. Lòng người khó nhất chính là cân nhắc điều gì đó, bọn họ có thể hiểu rõ thấu đáo nhau như thế, còn cầu gì hơn. Đối với hai vị nương nương kia, Đồng Tiêu Dật có rất nhiều tôn kính, mơ hồ còn có hổ thẹn. Hai vị thiên kim của hai nhà Nhung Tống đều vì xuất thân của mình nên số phận mới bị sắp xếp như thế, về phần có phải là ý nguyện của họ hay không, hay là có người yêu chi tâm gì hay không, hoàn toàn không có đường để lựa chọn. Nàng từng gặp hai vị nương nương này rồi, sống trong thâm cung nhiều năm nên cũng dưỡng ra tính tình lạnh lùng, không muốn lui tới với người khác, đôi khi nhìn cũng sẽ đau lòng. Mỗi người đều có giới hạn của mình, hoặc là xuất thân hoặc là bộ dạng hoặc là trí lực. Có khi thân ở trong một bố cục đã được bài trí tốt nhưng lại không có tự do, có khi muốn liều mạng xông ra một mảnh thiên địa nhưng chỉ có thể đau khổ cầu mong được sinh tồn, có khi dùng hết mọi sức lực nhưng cuối cùng lại thu được thành tích kém hơn một người đạt được dễ như trở bàn tay. Quảng đi cái gọi là cơ duyên xào hợp cùng may mắn, hiện thực cuối cùng vẫn là hiện thực. Nhịn không được tĩnh tâm nhìn lại, cẩn thận cân nhắc liền phát hiện ra các loại tâm ý thua kém trong đó, cũng chỉ có thể hóa giải trong bụng, một mình nuốt xuống, mỗi một người đều có kết cục riêng. Đồng Tiêu Dật nghĩ thông, trong lòng cũng thoải mái hơn nhiều. Giãn ra hàng lông mày luôn cau lại, nghĩ đến vài chuyện vui vẻ, thân thể cũng dần dần tốt lên. Khi nàng bắt đầu lộ bụng bầu, Mạnh Cảnh Xuân cũng sắp tới tháng sinh. Mang thai giai đoạn cuối khó tránh khỏi sẽ bị mệt mỏi, nàng đi đường đã bắt đầu phải cố hết sức, xoay người mang giày cũng phải loay hoay cả nửa ngày. Gần đến giữa hè nên người thường xuyên ướt đẫm mồ hôi, quạt hương bồ phe phẩy cả đêm mà vẫn luôn bị nóng đến mức không ngủ nổi. Lúc ngủ nằm nghiêng xương sườn bị đau, đành phải kéo tấm chăn bông qua vò thành một cục lót bên dưới. May mà nàng cũng không yếu ớt, lúc Thẩm Thời Linh hỏi, nàng chỉ nói không sao, Thẩm Thời Linh chưa từng mang thai, dù sao cũng không có kinh nghiệm, Mạnh Cảnh Xuân nói thế nàng cũng tin. Gần ngày sinh, Thẩm Thời Linh đã tìm xong hết mấy bà mụ có danh tiếng tốt nhất kinh thành, ngay cả nhũ mẫu cũng đã tìm xong cho nàng. Mạnh Cảnh Xuân càng thêm lười biếng, nàng đã chỉnh lý xong cuốn sách, đưa đi in từ lâu, bây giờ lại càng là ăn không ngồi rồi. Thẩm Thời Linh lại hết sức khẩn trương, dứt khoát rời đến Thục Viên ở cùng nàng. Trong thư lần trước Thẩm Anh nói sự tình đã được giải quyết khá tốt, đang chạy về, chắc hẳn có thể về kinh trước khi sinh. Nhưng qua thêm 10 ngày, tính thấy ngày sinh đã gần kề, nhưng Thẩm Anh vẫn chưa hồi kinh, chắc là bị trì hoãn trên đường. Tiểu gia hỏa trong bụng Mạnh Cảnh Xuân cũng khá tốt tính, phụ thân không về nhà bé cũng không ra. Sáng sớm hôm ấy, Thẩm Đại Duyệt đến xưởng in, lấy sách trần bệnh của Mạnh Viện Phán đã được in xong. Nàng cất mấy quyển sách đó vào trong hộp sách, đang định cầm đến cho Mạnh Cảnh Xuân, nhưng vừa mới đến cửa phủ, lại thấy có thêm một chiếc xe ngựa. Nàng hoàn toàn không biết trong phủ xảy ra chuyện gì, nghĩ chắc là Tẩu Tẩu muốn sinh, liền vội vàng đi vào. Phòng sinh chỉ dùng một tấm màn ngăn lại, Thẩm Thời Linh xưa nay ung dung trầm tĩnh, bây giờ lại hết sức nôn nóng đứng trước cửa, cực kỳ kích động đi tới đi lui. Thẩm Đại Duyệt vừa mới vào trong, liền bị Thẩm Thời Linh vội vàng đẩy ra, đại cô nương không được vào phòng sinh. Thẩm Đại Duyệt chỉ đành phải xách hộp sách nặng trịch đứng đợi trong hành lang, hy vọng Tẩu Tẩu có thể bình an thuận lợi sinh con. Bên trong Mạnh Cảnh Xuân miễn cưỡng chịu đựng, không rên tiếng nào, bà mụ cũng hoàn toàn không hoang mang lo lắng, cực kỳ có kinh nghiệm nói Mạnh Cảnh Xuân ít nhất còn phải đợi thêm một canh giờ nữa mới sinh được, bảo Thẩm Thời Linh không nên gấp gáp. Làm sao mà Thẩm Thời Linh tĩnh tâm cho được, nàng sắp phiền chết rồi. Bây giờ Thẩm Anh lại còn chưa về, phu nhân mình sắp sinh rồi, vậy mà lại để cho nàng ở bên trong chịu khổ một mình, làm ít đi cũng đâu có ai trách đâu. Nàng nôn nóng đi loanh quanh bên ngoài, âm thầm mắng Thẩm Anh cùng hoàng thượng vài câu, gã sai vặt ở cửa đưa tin, tướng gia đã về. Thẩm Thời Linh vừa mới ngẩng đầu, liền thấy Thẩm Anh vội vàng chạy tới đây, người đầy bụi đường, mặt đầy vẻ mệt mỏi, chắc là ngựa không dừng vó phi về đây, nên mới có thể kịp có mặt lúc Mạnh Cảnh Xuân sinh sản. Thẩm Anh cau chặt mày, bộ dáng cũng rất sốt ruột, bắt được Thẩm Thời Linh liền hỏi, sao rồi? Thẩm Thời Linh nói, còn chưa sinh, bà mụ nói phải đợi thêm một canh giờ. Môi Thẩm Anh khô queo, ngay cả miếng nước cũng không kịp uống, đã muốn vào trong cùng với Mạnh Cảnh Xuân. Thẩm Thời Linh ngăn hắn lại, một đại lão gia như ngươi sao có thể vào phòng sinh được. Đi ra ngoài, đi ra ngoài. Thẩm Anh chỉ đành phải đợi bên ngoài cùng với Thẩm Đại Duyệt. Đợi một lúc lâu, mặt trời dần dần lên cao, thời tiết cũng khô nóng hơn, ve kêu tiếng sau cao hơn tiếng trước, khiến người ta nghe mà tự dưng buồn bực. Thẩm Thời Linh thấy Thẩm Anh về tới, lòng cũng hơi buông lỏng xuống, gọi gã sai vặt đi rót ly nước tới cho Thẩm Anh rồi ngồi xuống trong phòng, cách lớp rèm vài hỏi bà mụ bên trong, sao rồi? Bà mụ nói, sắp sắp. Phòng trong lập tức an tĩnh lại, chỉ nghe được tiếng rên khẽ của Mạnh Cảnh Xuân, nghe cực kỳ áp chế, giống như là chuẩn bị sức lực để giữ lại đến cuối cùng vậy. Thẩm Anh biết tính tình của Mạnh Cảnh Xuân, lúc này rốt cuộc cũng không nán lại bên ngoài nữa, trực tiếp rào bước vào gian phòng, 4-5 bước đã đi đến trước rèm, lúc đang định vén rèm thì bên trong lại truyền ra một tiếng ngăn cản nghẹn ngào. Đừng, đừng vào. Mạnh Cảnh Xuân hít sâu một hơi, lại lặp lại một câu, cứ thế chặn Thẩm Anh bên ngoài rèm. Bà mụ thấy nàng không yếu ớt cũng không rên loạn, cảm thấy tiểu nương tử này vô cùng kiên cường, liền đối xử rất ôn hòa với nàng, kiên nhẫn bảo nàng hô hấp như thế nào, khi nào nên dùng sức ít, khi nào nên gắng sức. Thời tiết vốn đã nóng, Mạnh Cảnh Xuân càng đổ mồ hôi ướt đầy đầu, khăn trải giường nắm chặt trong tay cũng ướt nhẹp. Nàng hít sâu một hơi, gắng sức thêm lần nữa, bà mụ vui mừng nói, đầu sắp ra rồi, thêm một chút sức nữa. Mạnh Cảnh Xuân nhắm chặt mắt, cắn răng cố sức, đợi đến khi đầu của đứa bé chui ra, chỉ trong nháy mắt đã nằm gọn trong tay bà mụ. Bà mụ còn chưa kịp cắt cuống rốn, tiểu gia hỏa đã hoa hoa một tiếng khóc ra, tiếng đặc biệt vang dội. Mạnh Cảnh Xuân thở phào nhẹ nhõm, nhất thời có phần bùn rùn vô lực. Bà mụ nhanh nhẹn cắt cuống rốn, giao đứa bé cho trợ thủ bên cạnh, sau đó lại tiến lên ấn bụng, bảo Mạnh Cảnh Xuân dùng thêm một phần sức, tống cuống rốn ra. Thẩm Anh đứng bên ngoài đã căng thẳng đến mức cả người ướt đẫm mồ hôi, đến khi Mạnh Cảnh Xuân tống cuống rốn ra xong, bên kia cũng đã tắm cho đứa bé sạch sẽ, bao bọc lại đàng hoàng. Bà mụ thu dọn sơ qua một lượt, cuối cùng mới nói một tiếng tốt rồi. Bà mụ bé đứa bé ra, vừa mới nói chúc mừng tướng gia, Thẩm Anh lại không thèm để ý đến đứa bé, trực tiếp vén rèm vải lên, tiến vào xem Mạnh Cảnh Xuân. Lúc này Mạnh Cảnh Xuân vô lực nằm trên giường sinh, nhìn thấy hắn còn cười một cái, giọng thì thào, về rồi à. Lúc nãy Thẩm Anh thoáng nhìn thấy máu loãng trong chậu, tim hung hăng thắt chặt lại một cái, đau vô cùng, bây giờ cũng chưa dịu lại được. Hắn ngồi xổm xuống ôm lấy Mạnh Cảnh Xuân, trong khoảnh khắc nói không ra lời. Mạnh Cảnh Xuân duỗi ngón tay, vô lực chọc chọc hắn, nóng quá. Mau nói cho thiếp biết có phải là con trai hay không. Thẩm Anh không buông, đợi một lát sau mới buông tay, lại hôn nhẹ lên trán nàng. Lúc này bà mụ mới dám ôm đứa bé vào, thấy tình hình này, ngượng ngùng nói, chúc mừng tướng gia cùng phu nhân, là một bé trai. Mạnh Cảnh Xuân quay đầu sang, lại quay về nhìn Thẩm Anh không còn là chính mình, cười khẽ thành tiếng. Thẩm Anh cầm lấy khăn nóng lau mặt cho nàng, thấy nàng cười thành như vậy, nói cười cái gì. Mạnh Cảnh Xuân thở ra một cái, lấy lại bình tĩnh, cười mà không còn khí lực, tướng ra. Chuẩn bị mấy thứ đồ chơi nhỏ quần áo nhỏ đó, hình như là chuẩn bị uổng công rồi. Vẻ mặt Thẩm Anh thoáng phức tạp, có loại xấu hổ của chuyện tự tin tràn đầy nhưng lại phán đoán sai lầm. Hắn lau xong mặt cùng cổ của Mạnh Cảnh Xuân, lại nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng xoa nắn mấy đốt ngón tay vẫn còn căng cứng của nàng, nhìn thấy khăn trải giường kia, không khỏi khó chịu. Thẩm Thời Linh tơi ấm đứa bé, nói với hai người bọn họ thân mật đủ chưa? Cha ruột mẹ ruột nuôi dưỡng mà sinh ra còn không thèm liếc nhìn lấy một cái. Thẩm Anh bấy giờ mới đứng dậy bế tiểu gia hỏa kia qua, tiểu gia hỏa lại đột nhiên gào khóc nức nở. Hắn nhất thời lúng túng không biết làm sao, lại bị Thẩm Thời Linh ôm lấy. Thẩm Thời Linh bế đến cho Mạnh Cảnh Xuân xem, lại liếc qua Thẩm Anh nói, trước đó có nghĩ ra tên cho đứa bé chưa? Hồi trước Thẩm Anh lại chỉ chuẩn bị tên cho bé gái, thật sự chưa từng suy nghĩ tên bé trai, trong chốc lát không nói ra được. Hắn nghĩ Mạnh Cảnh Xuân vẫn cảm thấy sẽ sinh con trai, chắc là đã chuẩn bị tốt rồi, liền nhìn sang Mạnh Cảnh Xuân. Mạnh Cảnh Xuân lại ấp úng nói, thiếp không biết đặt tên. Thẩm Anh ngẩn người, Thẩm Thời Linh thấy hai người bọn họ từ đầu đã không chuẩn bị, liền thuận miệng nói, theo ta thấy cứ kêu Thẩm Mạnh là được rồi. Phần này đến đây là hết. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.